Mấy cái bao đồ bán đây nè, áo ba lỗ rồi chị á, áo thun không cho gì xuống 29.000 luôn. Đây nè, mấy cái bao đó ngay chân đó luôn đó, lên hết ra ngoài này cho chị đi. Ừ, lẽ tẻ mới cho chị sale đi, không còn đài ri nó sale luôn đi. Em để đứa nữa là thằng chồng em về luôn á. Hello cả nhà. À, chị Kim Anh Đặng hồi tối có đơn quần tây chung sao không? Có không? Hắn đang thiếu size, cái đổ cái bên trái nước của chị. Rồi em lên hết nha, bán tặng nha, chia sẻ mạnh tay luôn, dùng nguyên cho chị em mình ơi. Lớn bé luôn, cái gì còn ít là em bán tặng hết, cố gắng chia sẻ mạnh tay để view lên xíu cho chị em mình nha. Tương tác lên luôn dùng nguyên. Nhớ là vô like, nhớ tương tác chia sẻ mạnh tay nhá, để đỡ bị ẩn comment nha chị em mình ơi. Hàng lớn hàng bé, hàng gì cũng có hết. Cái áo ba lỗ bé siêu cưng luôn. Hắn còn cứ rớt mẫu em bán tặng hết nha, rớt mẫu lại là em bán tặng hết, toàn hàng siêu thị hết đây nè, rớt mẫu cả bộ cả đồ em bán tặng hết, không thương tiếc nữa. Rồi lên cho chị em mình ơi, nhìn ngẫu chưa, chắc chút đơn xong là đi đơn hết rồi đó, giờ mà hỏi nguyên là không, cái đó để cho bạn nhiếp. Tiếc quá để lại đó, sale rẻ quá tiếc để lại đó. Rồi ổn chưa là lên nha, chia sẻ mạnh tay, chị nào vô rồi chấm tương tác lên luôn dùm Nguyên nha. Bộ xanh đằng sau bao nhiêu ký vừa, từ từ chờ em xíu. Bộ thái nó 60-62 vô tư luôn, 40-60-62 gì mang ok hết. Bộ thun thái, bộ thái xịn đó. Bộ cam phía sau là 95.000 bộ thái xịn, bộ thái xịn nha. Ok chưa, nhìn chia sẻ xong chấm vô kiểm tra thử là nó có hiện lên logo người chia sẻ nha chị em mình nhé. Rồi em lên, lên nhanh luôn nha. Cái này mấy cái này nó bị lỗi xíu này, bị lỗi xíu nhà em chốt đơn to lọc ra nè. Chị Anh, à chị Anh Ly đi đơn chưa? Ê cái nó để cho chị đi, cái sọc sọc nó để cho chị đi. Đừng có sale. Đâu phải. Chị Anh Ly, L-E-E Anh Ly, chứ không phải Alice này. Ủa 95.000 đó chị Phương Thảo ơi. Đơn sau chưa đi chị nha, cái nào nhà em chưa chốt đơn là chưa đi nha. Trên này cái này nó đang rất là đẹp nhưng mà bị lỗi xíu, nhà em lọc lọc ra. Comment mã này là mã 19K đi thái xịn. Cái này chị em về có khi cái này không chắc gặt ra hay không nha. 19K. Con này xinh lắm, xịn sò nha. Size 55 đổ về, y vô máu đang mang ấy, thái xịn. 19K do bị chấm chỗ này xíu này. Bán màu trắng em sợ lắm luôn, khách thích màu trắng.
giờ mà hỏi Nguyên đi đơn chưa Nguyên không biết đâu, thiệt á, không có biết đâu nha. 19 cho chị Ly, không biết cái chốt đơn xong là đi rồi. Đây nè chị Ly, cái chốt đơn xong là đi rồi thôi, đừng hỏi Nguyên, còn chưa chốt đơn là chưa đi nha. Rồi con này đang đẹp nhưng mà bị xíu nè, cái này bị giả màn trắng xúc tải xíu là được. Đang like đây nè, không gì nữa, đang like đây, chốt luôn. Size 50 lên mã tặng không đồng, cái này bị dính xíu nè, áo trắng hết rồi, cái này bị dính xíu nè chị em nè, lên mà không đồng. Hàng này là lúc làm đơn nhà em xếp lại phát hiện là nay ốm rồi hả, là sao con này lên luôn. Dùng mã này là mã không đồng vì bị dơ xíu. Ai ốm Nguyên ốm à. Rồi nha, lên mã không đồng luôn vừa được nhá. Chị nào lấy không đồng chốt đi bạn Dung ơi. Bạn Dung ơi không đồng đây, kiểm tra nhà trước nè. Cái này chấm xíu đấy nha, cho Huỳnh TV lên trước. Rồi con này còn cái này khách xã. Em nói là con này mua cho bé cũng được, cứ mình mang cũng được, mà mình 55kg cũng được đúng không? Còn mua cho bé nó 40-42, mua xong bảo là rộng quá. 35.000 cái này Thái xịn nhá, lên mã bò Thái. Bò Thái hay bò Việt Nam nhá. Bò Thái 35.000. Chị nào lấy bò Thái 35.000 luôn dùng là ok. Bò Thái 35.000. Chị nào lấy bò Thái 35 comment lên luôn dùng. Chủ yếu là cuối tuần là hai đi, nhà Nguyên hai đi hàng lẻ lắm. Hai xả hàng lẻ, hai rớt mẫu lại thứ cái lại đi hết. Để cho màu xanh với màu cam đằng sau, chị Kim Hồng Nguyễn Phát luôn hai bộ sau này. Bộ Thái này nè, kêu bộ khác đi vô. Hai bộ Thái đằng sau. Cho chị Kim Hồng Nguyễn 95.000 bộ. Rồi cho Nguyên cái này lên mã tặng bé, cái này siêu cưng nhá, nhưng mà cho mấy đứa mới sinh thôi. Tầm 10kg đổ về, 9kg. Lên mã tặng bộ lanh 9kg. Nha, 20k luôn. Bộ lanh nhưng mà lanh này lanh hàng đẹp, hàng em chạy 49k ấy. Hàng này nó không bị rút nha. Riêng cái lanh này không bị rút nhá. Lên mã 2, 20k đi. 20k đi. Con này không bị rút nhá, lên mã lanh bé. Áo nu phía sau dài chị ở 79.000. Rồi cái này toàn bán tặng hết. Chị em mình đã mua con này là chị em mình biết chắc hàng này 89k con, 69k con. Con này toàn bộ 69k con hết nè. Hàng kit moon nha. Cái này em đọc cái size nào chị em mình chốt size đó nha. Riêng đọc cái size nào chị em mình chốt size đó. Cái này 22 đổ về, 22 đổ về em đi chị em mình con này luôn, 29k luôn. 22 đổ về và 29k. Con này là 22kg 29k nhé. Trong nguyên mã bé 22kg 29k. Đẹp lắm, riêng về chắc thì dẻo mình yên tâm. Hàng này hàng siêu thị 69k còn. Hàng này Nguyên hai chạy 45.000 một cái nè. Em bán tặng luôn con này 29k. Được chưa, chị nào lấy bé 20. Áo nào 55kg vừa chị ạ. Lên mã bé 22kg. Cầm em mã 22kg thì lên bộ, chị lên một cái nè. 22, 29k vậy mình nghe rõ cái giá luôn dù Nguyên nè. Còn một cái 22kg bán tặng 29.000. Chị Hà Lê nào đây hề, chia sẻ giùm em nha. Cho chị Hà Lê cái nữa nè. Cho chị Hà Lê cái nè, 29.000. Rồi size 30 luôn. Nghĩ làm sao? Thế. Con này size 30. Size 30kg. Nè. Con này là 79k, hàng size bự 79k nè. Em đi luôn chị mình cũng 29.000 luôn cho nó máu. Nha, hàng kit moon cái này chị mình mua nhà Nguyên nhiều lắm rồi, hàng kit moon nhá. Màu xanh em coi có size không? Size này size 30. Size này size 30. Nha, lên đúng màu, đúng size cho em. Lên đúng số ký cho Nguyên là size 30. Size 30 nhá. Con nó là 30 nó sẽ hả? Váy Thái còn à? Size 30 cho chị Ly. Còn size 17. Size 17, không mua con này hơi phí. 29k hết á. Rồi size 17 luôn dùng Nguyên này, size 15 này. Size 15, size 17 nè. Size 15, size 17. Size 17. Size 17. Dạ chị không có đâu. Cái này nó lẻ tẻ á. Nó lẻ tẻ chứ không có sai, không có đài sai đâu. Đây là Nguyên bán tặng chỗ 29.000 bằng luôn mấy con mà ma. Cho chị Ly nè. Cho chị Ly 17kg nè. 15 cho Hình Thúy Vi nè. 15 cho Hình Thúy Vi nè. 17 cho chị Ni Nguyễn nè. 17 cho chị Ni Nguyễn nè. Cho chị ghi giùm em. Cho chị Ni Nguyễn nè. Chứ không lộn xộn bỏ số anh tình ảnh lộn hàng hết. Chị ơi lên cho em số ký nha. Màu xanh đang có size 15. 15 16 thôi. Màu xanh đang có 15 16 thôi. 25 chắc cũng có lộn xộn á chị ơi. Size 17 cho chị Thanh Tâm.
Size 17 thì Thanh Tâm. Màu xanh này là size 15. Dì ơi, cái này hàng bé đâu có 55kg đâu. Không có 55kg đâu. Nha, chị nào lấy xanh là hai con này size 16kg. Nguyên nó là 29k không bao giờ đi mua được hết á. Thiệt luôn. Cho hình TV nè. Chị Phạm Thị Ly cái này. Rồi, con màu xám này đang còn size 15. Xám này đang còn size 15. Em đang đi 29.000 chị ạ, mình nghe rõ cái giá luôn dùng nguyên nhá. Còn size 15, size 16 nè. Có rồi chị ạ. 29.000, còn size 15, size 16 cố gắng chia sẻ mạnh tay luôn dùng nguyên nhá. Rồi màu xanh nhạt này còn lúa nè. Em vẫn đi 29.000 luôn, bán tặng hết luôn. Lên màu xanh nhạt luôn dùng nguyên nhá, cũng có size từ 14 độ lên 18 độ về 22 hết rồi chị ạ. Xanh nhạt 14 độ lên, 28 kg độ về là có size. Nha, 14 độ lên, 28 độ về là có size. Dạ chắc là không nè. 18 độ về nè. 29.000 con này luôn, làm sao đi mua được. Em đi nhập con này mà ra được giá này em thực sự không bán hàng nữa luôn ấy. Lên mã xanh nhạt không bao giờ được giá này hết. Đó. 15 cho hình thí vi nè. 15 cho hình thí vi nè. Rồi nhá, chị nào lấy xanh nhạt không có 28kg vậy. Không có 28kg, đến 18kg thôi. Cái này đến 18kg thôi trong mã xanh nhạt. Kèm luôn dùng số ký là ok nhé. Xanh nhạt kèm số ký cho chị Nguyễn Thoa con này. 29.000 nhé. 29.000, chị nào lấy xanh nhạt comment xanh nhạt 29k luôn dùng ok. Còn chủ yếu là xanh nhỏ. 18 cho chị Dung Cao này. Chị Dung Cao lên thông tin lại trên live cho em nhé. Chị Dung Cao này. Cho chị Dung Cao này. 18 chị Thanh Tâm này. 22 đang không có cho chị Thanh Tâm này. Xanh lá em không? Chị Thanh Tâm con này, này. Chị Thanh Tâm này. Rồi nhá, ai lấy cái này nữa lên. Còn 18kg đổ về thôi. Cho quý đặng xem 17kg nè. Ghi quý đặng đi xem 17 cho quý đặng này. Quý đặng 17kg nè. Rồi chị nào chưa có nữa lên luôn dùng nguyên nhé. Còn 17-18kg đổ về 29.000. Giá này mà đề bán mà nó không lỗ là em không bán hàng nữa luôn. Chọn giá bán tặng qua mùa. Sách chạy hàng thu này là còn lẻ tẻ nên lại bán tặng hết luôn. 28 không có nha. Có lăng tăng có đó chị ơi. 16 với 11 cho chị Ly Na lên thông tin cho em. Chị Ly Na lên thông tin trên live cho em đi chị ơi. Ly Na lên thông tin nha. Lên địa chỉ 11 là hơi rộng á chị, ok một chút. 11 là hơi rộng chị, ok một chút. 29.000. 11 là hơi rộng chị, ok thì chốt, còn không ok thì thôi nha. Giá toàn giá bán tặng thôi. 22 không có đúng không? Hả? 22 đang không. 22 không có nha. 22 đang không. Đây 22 đây. 22 cái đi 22 nè. 22 cho xuống hình Nguyễn, xuống hình Nguyễn lên thông tin nha. Lên địa chỉ hết nha. Sám từ từ. Sám 15 cho chị Nguyễn. Sám đang còn cái 22 nè. Sám 15 cho chị Nguyễn Hoa nè. Sám 15 chị Nguyễn Hoa nè. Đúng rồi, cái đó xạo xọn luôn cho em, áo nó áo xịn ấy. 22 cho chị Hà Lê nè. Xanh 22 chị Hà Lê nè. 29.000. Chị mình nghe rõ cái giá luôn giùm em nha. Còn 22kg đổ về. 10kg rộng á chị, 10kg rộng nha. Phải là 13-14 độ lên. 22 đổ về có size cho cái màu xanh. Đó, bán tặng nó luôn 29.000. 29.000 nha, chị nào lấy. Mà toàn là hàng siêu thị, hàng đẹp chứ không phải là 29.000 chị em mình tưởng hàng chợ, hàng khô đâu. Chị ơi, chị Lina ơi, rộng ấy, chị lấy chốt. Chị ơi, không có 25kg. Không có 25kg. Còn xanh thêm cho chị Hà Lê một cái này. Xanh thêm chị Hà Lê một cái này. Còn một cái xám 30 này. Xanh nhạt 20 cho chị Thanh Tâm có rồi không? Chị Thanh Tâm này. 29.000. 29.000. Rồi con này lên luôn dùng size 30. Size 30, không tính là hàng bé nhưng mà cái này lẻ tẻ này là em bán tặng luôn cho nó gọn kho. Cho nguyên cái này size 30. Size 30 và 29.000, chị nào lấy 30 comment 30 rồi bé gái này. 30 lê thì kìa. 30 này. 30 này, hết 30 rồi con cái 30 thôi. Rồi lên mã nách bé gái này. Nách bé gái này size 15 này. 22 chị Sương Thu này. 22 chị Sương Thu này. 30 em hết rồi nhá, 30 em hết rồi. Cho chị Khánh Phương Nguyễn lên thông tin trên live cho em này. Sương Thu chưa? Cho chị Khánh Phương Nguyễn lên thông tin trên live cho em. Hết size 30. Hết size 30, hết size 21kg luôn. Rồi lên luôn mã gái 16kg. Ui đẹp chưa? Mình mang được kìa. Mình mang được luôn. Bộ đằng sau là bộ người Xuân, lớn chị ạ. Xuân Nguyễn. Size 30 em hết rồi. Xuân Nguyễn Hình Nguyễn. Ai mặc từ từ chờ em xíu. Chị lên địa chỉ rồi phải. Rồi size 16kg bé gái này. 17 bé gái này. 16, 17, 22, 17 lên mã gái kèm size 16, 17, 22, 29k nói luôn. Ôi rẻ quá chị mình, thiệt sự luôn. Chắc nó miên man chắc luôn. Hàng này hàng 69, 79k một con ấy. Nha, em đi 29k không phải là hàng
hàng chợ hàng xưởng đâu nhá. Lên mã gái luôn dùng nguyên này. 22 cho Hoa Hương Lan này, mới thấy 22 đây này. 22 cho Hoa Hương Lan này. 16 cho chị Hà Hà Nguyên này. 16 chị Hà Nguyên này. Hà Nguyên ghi rõ cái số điện thoại. Rồi ok nhé, chị nào lấy gái kèm size luôn dùng nguyên nhé. Còn 16 17. Còn 16 17 15. 30 kg chị Xuân Thu có rồi. Rồi cam 18. Rẻ quá thể luôn. 29k hết luôn. K18 29k luôn. Chị nào lấy K18 lên K18 29k luôn. Cái này có tay. Size 16. Tay size 16 29k luôn, có tay sát nách giùm em đi đồng một giá luôn. Dạ mình nhìn nè. 29.000. 22 em hết rồi. Cho nguyên mã gái 16, có tay 16 hoặc là lên hoa 16, phải con này em đang đi 45.000 không? Cá 22 em hết rồi nhé. Cá 22 hết rồi. Cho nguyên có tay và size này là size 16 kg. Cái này 18 chứ không có 22, hết 22 rồi. Hết 22 rồi, cái này là còn toàn bộ là hàng rất mẫu lại lẻ mẫu, còn thứ cái là em bỏ lên bán tặng thôi, chứ không bao giờ mà đi nhập ra được cái giá này, em thiệt luôn. Chuẩn không bao giờ đi nhập ra được giá này hết. Có tay size 17. Hồng gái hồng 16. Gái hồng 16. Gái hồng 16. Cho chị Hà Nguyên này. 29 kèm màu. 25 không có đâu chị ơi. Cái này nó lẻ tẻ và không có size to. Còn size nhỏ thôi. Còn size nhỏ em bỏ lên bán tặng 29.000. Có tay 35 cũng không có. Không có size to đâu chị ơi. Cái này em đọc cái size nào chị em chốt size đó thôi. Size 18. Em đọc size nào là chị em chốt size đó thôi, nó không có size. Có tay 22 không có luôn. Còn size nhỏ 18kg là to nhất nè. 18kg là to nhất nè. Rồi nhá, lên mã này là mã cúc size 14 15. Xỉu luôn. Chị Trương Thỏ bảo có hàng không? Còn size nhỏ thôi. Giờ hỏi em không biết đó chị nha. Cái này em toàn size nhỏ thôi, 29k hết. Những cái này mà chị em mình không phát phí lắm nè. Thật sự luôn. Cho chị Hà Nguyên. Hà Nguyên. Rồi còn 17, có tay 17. 29k. Có tay 17, 29k. Còn size xíu xíu không? Còn size xíu xíu. Ôi cái này có màu xanh, size 30. Màu xanh đang có size 30 nè. Xanh size 30 nè. Xanh size 30, 29k. Bộ đằng sau 95. Xanh 14, 29k. Cốc 12 đến 14. Cốc 12, 14. Cho Hoa Hương Lan. Hoa Hương Lan. Hoa Hương Lan. Cốc nó cho Hoa Hương Lan. Rồi lên mã xanh 30. Cho chị Thái Nguyên Vũ lên thông tin trên live cho em. Thái Nguyên Vũ lên địa chỉ, lên số điện thoại luôn trên live cho em. Còn xanh size 18 và xanh size 14, 15 nha. Cốc 12 hết rồi nhé. Hết cốc 12 rồi. 15. Hết cốc 12. Còn này cốc to. Cốc 17. Không có xây lớn. Chị Thái Nguyên Vũ lên địa chỉ cho em nhé. Không có địa chỉ là không chốt đơn nha. Rồi còn một cái xe 14. Một cái xe 18. 29k nát luôn. Hàng kit muôn. Ờ. Để thay bộ này rồi. Ờ. 95. 95.000 một bộ. Cái này còn gì là em bỏ ra em sale nát hết. Size 22 có tay. 29k luôn, size 2. Lên mã xanh 22 luôn nữa được nhé. Bộ xanh á, hàng nó hàng free size. Từ 40 độ lên, 60, 62 độ về đều mang ok hết. 40 độ lên, 62 độ về đều có size hết nhé. Rồi cho nguyên con này. Có tay luôn dùng nguyên nhé. 3 cái size 12 là cái gì ta? Size 12 là cái gì chị? Có tay hả? Hay sao? Khách chốt luôn rồi. Cái này của lớn chị ơi. Của người lớn nha. Xanh 22 chị Đỗ Thanh. Cho chị Đỗ Thanh giùm em chị. Chị Đỗ Thanh. Hồi xíu nữa có con á hạt tàu. Đẹp xịn. 29.000. Cái này size 13. Trong quân mã nách size 12, 13. 29k luôn, xanh 22 em hết rồi. Nách size 12, 13, chị nào lấy nách size 12, 13 chút lên luôn nhuận là ok. Còn lại cái gì là em sale cái đó hết. Bộ phía sau là 95k chị ở. Bộ phía sau bộ thun thái. Bộ đùi xanh là thun thái. Ô cái này cưng nè. Gái size 2 hết luôn rồi chị ơi. Cái này size 17 bộ mango, cái này vô mùa rồi nè. Em bán tặng 49k luôn. Hàng 89k của Nguyên nè. Chắc không còn đài size á Sương ơi. Không còn đài size á. Lên mã bộ mango bé size 15-16 này.
49k cái bộ mango này luôn, chắc đẹp lắm luôn ý. Xin không? Hàng 89k của Nguyên đúng không? 16kg là mang được cái này. Cái bộ này cực kỳ xinh, 49k luôn. Cho Nguyên bộ này, bộ 49k luôn dùng là được nhá. Bộ 49k, size 16. Size 12, 13 chị Thu Thu Lan. Thu Lan. Chị Thu Lan. Để em coi có còn em bỏ nhé chị Xuân Thu nhé. Em coi còn mà bỏ là bỏ. Em coi dùm chị cái đóng nách này có số 3, số 4 bởi vì Xuân Thu mỗi màu cả là 3 cái. 49 cho Hương Lan. Có số 2, số 3, số 4, số 3, số 4. Thôi Hương Lan 2. Hương Lương. À quên lộ. Hương Lương lộ. Lương lên địa chỉ xuống nọ. Chị Hương Lương lên địa chỉ lên số điện thoại luôn trên live cho em. Đây bộ đây con rồi nè. Đây con, bé trai. Sắc nét bé trai chứ. Sắc nét bé trai á. Cái này còn bộ này. Hương Lương lên địa chỉ xuống nọ. Lên địa chỉ lên số điện thoại hết trên live cho em nha. Cái này có bộ em bán tặng 49k luôn. 49k luôn, bộ mèo size 15 16 luôn. Này cưng lắm luôn. Hàng này hàng em chạy 75.000 nè. Đây 49k luôn. Ba cái ba màu có không? Được hai cái, bóc hai cái gì đó. Cho Nguyên mã bộ bé gái luôn dùng Nguyên nhé. Size gái mình 15 16 kg. Bộ này chắc có tông tàu, hàng lẻ bán tặng 49k luôn. 49k nhé. Lên mã gấu 49. Comment mã gấu 49k luôn dùng ok. Gấu 49. Cái gì thứ hơi nhắc hết trong này. Em bỏ ra em bán tặng hết. Cái này size 16 này. Cho gia hàng. Size 16 này. Lên mã xanh đẹp 16, 29k luôn. Xanh đẹp nhá, 16 kg 29.000. Chị nào lấy xanh đẹp comment xanh đẹp. Gia hàng có rồi. 29.000. Chị nào lấy xanh đẹp comment xanh đẹp luôn dùng ok nhá. Chị gia hàng có rồi. Size này là size 16. Size 16 gấu em hết rồi chị ơi. Ồ, chị Xuân Thu bảo lấy con gái cho con trai. Thế sao chị không nói cái gì hết chị? Sao chị Nguyễn Thoa? Chị phải lái, chị phải comment rõ cho em chứ không nói cái gì hết luôn. Bộ thể thao bé trai, size bự. Size bự, size 30. 30.000 luôn. Size 30 và 30.000. Comment mã bộ thể thao luôn dùng nguyên size 30, 30k. Rẻ. Em nói thật sự những cái mã hàng mà lẻ size này em bán tặng rồi, gần như là bán tặng luôn rồi. Xanh đẹp rồi à? Không, bộ nó bộ thể thao. Bộ thể thao. Còn lẻ tại linh tinh nhiều hàng lắm, em like đến chiều. Cái diện còn ít ít là cả còn lớn cả bé. Cả lớn cả bé em sale hết. Số 34 đó. Chị Xuân Thu. Nhưng mà chị nói sắc nách, cái này có tay. Không có thôi. Cái này bé trai size 14 15. Hết 30 rồi nha. 14 15 29.000 vậy mình nghĩ đi ra mua con áo xịn nào không? Giá hàng siêu thị là 89k cái này. 29k con này luôn. Trong mã này là mã cam 29. Cam 29. Cam 29 size 14 15, cam 29k nha. Chị nào lấy cam 29 comment cam 29k luôn vô được. Cho nguyên con này xịn. Bộ thể thao em hết nha. Bộ thể thao hết rồi. Có cái bao mua còn mấy bộ thể thao đó. Bao trong bao kia. À bao này rồi. Đây đây. Đây. Con này hai cái. Đây đây, cái gì cũng có. Hai cái quần riêng cho Thu Lan. Hai cái quần riêng có gì lớn bé gì em đi hết á. Nè cân chưa? Size 12 kg. Italy DL chỉ dòng đơn có hồi tối. Đâu có đơn đó. Italy DL làm gì có đơn gì mà dòng hồi tối. Làm gì hồi tối có đơn gì đâu. Thấy lạ cái tên lạ mà. Italia. 39k con này luôn, hàng 95. 39k luôn. Cái quần mình nhưng mà không được á. Trời ơi. Trong cái mã này là mã quần ring. Size cho bé nhà mình size 12, 12 13 kg hàng Quảng Châu á. Mình nhé không thấy bạn. Trang trang trang. Chắc là bị ẩn comment nè. Trang 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 về mới thấy nha. 95.000. Size 39.000 cái này còn hai con. Size 12, tầm 12 cái 11 12 cái đổ về là mang ok. Đẹp cực kỳ luôn nhá, xịn sò nhá. Cho nguyên mã quần ring. Ok. Ok chị Đặng Nhã Ca, những cái hàng sale này em không cho đổi nha, nói trước nhá. Chị em mình xác định ấy là chốt. Mã hàng xã là em sẽ không trao đổi. 39.000. Hàng xã em không trao đổi nhé. Nói trước. Như anh... nhà bạn. Nhiều chị em nói thiệt sự là như cái set 69.000 em nói là cái này em đọc rõ số ký luôn. Hàng người ta mang Babydon. Mang Babydon nhá. Xong nhận hàng. Em ơi cái nó rộng. Chị mang rộng quá. Em phải cái set nó em bảo là mang càng dặn chị nó múc múc là mang đẹp.
mang kiểu Barbidon và phom lấy 6 chục. Phom lấy 6 chục cũng đặt 2 set xong cuối cùng xuống. Đơn sau xuống bảo là trả lại cái đó, nhà em không xử lý, không nhận hàng về. Chứ thôi thế đơn này không nhận. Đó là những cái vị khách nó là gọi là chia tay nhau luôn ấy. Ta chia nhau tay nhau từ đây luôn ấy. Thế. Na. Ờ. Hồi sáng mới điện đó. Ai đi giao? Địa chỉ ở đâu đó? Nasi gì đấy? Nasi Nguyễn à? Đó, mua set em nói rõ ràng. Em nói thật sự nhiều khi em đi mua cái váy mấy trăm nghìn ấy, tư vấn rõ ràng sai em mua hai lần. Tư vấn sai là bị sai á. Eo em 70 á mà tư vấn sai là lấy size M, em mang rộng thinh này nè, không cho đổi, không cho xử lý luôn, nhưng mà trong khi là shop lớn nhá. Shop lớn nhà hàng hot girl bán cả nghìn mấy nghìn đơn ngày á, không xử lý những cái trường hợp bị rồng. Đừng có nói hàng em sale có 69.000 mà em đã báo kỹ, rất là kỹ là em kêu là mang form này là kiểu áo Barbidon nó hơi rộng xíu, mất mất mang đẹp cái vậy, mà nhớ có ký sát không. Xong xuống nhận hàng đơn sau bảo là cái này nhà ấy quá, chị không mặc được, trả về. Em kêu những cái trường hợp này không xử lý, cái là xuống đơn nó không nhận hàng luôn. Đó thì là những vị khách như thế thì ta chia tay nhau từ đây, em không phục vụ được nữa. Em nói trước nha. Ôi trời ơi, mấy trăm nghìn em còn không đổi được. Cái này em bán tặng luôn nè, 35.000 còn sắp mấy bộ này. Bộ này đẹp lắm, chị em mình mua cho mấy đứa sơ sinh size 10 nhá. Size 10 nhá, bộ này chắc đẹp lắm luôn ấy, đúng không chị em mình? Đi mua nhiều, chị bảo là thế mai không được thì giờ làm sao? Chịu đời không? Mà em đã nói rõ nhiều chị mang về kiểu như là mua về mà ưng thì lấy, mà không ưng cái là lý do này kia đổi. Đó là những trường hợp đó là em không xử lý hết. Con này em đi 35k luôn nha, bộ này cực đẹp luôn. Bộ này vải đẹp lắm nha, còn size nhỏ size 10 cái này chị em mình mua về cho bé nè. Mua về cho bé nè, cho chị Trần Thanh Hằng ca bộ này. Rồi nè, size 10 nè, size 11, size 12, được 3 bộ thôi, 35.000 một bộ. Bộ này chắc rất là đẹp, chị em mình cứ nhận hàng bộ này về đi. Vì là size nhỏ là em xả đó. Đó, soạn cái size cái quần nó bỏ lên bán tặng luôn. 35.000 nhá, đây nè. Cho chị Thái Nguyên Vũ. Rồi còn size 10 Thái Nguyên Vũ, còn 10, 11, 12. 11, 12, 11, lấy cái size này cũng được cho chị Gia Hăng bộ này. Rồi còn size 12, size 12 cho Hoa Hương Lan. Hoa Hương Lan luôn, hết. Hết cái bộ đó. Hết cái bộ đó nhá. Đây còn mấy bộ thể thao. Đi hết luôn cho trẻ mình luôn cho nó gọn nhà luôn. Bộ này bộ xây đại xây bự. Bộ xây đại xây bự, bộ thể thao xây đại xây bự. Nè, nguyên mang còn ok luôn. Size 45. Nhưng mà tóc ta bùi xùi quá. Mấy cô cái nhí không có xinh đẹp. Con chào mấy cô. Mấy cô cuối cùng vui vẻ. Mấy cô vui vẻ. Mua nhiều hàng cho mẹ con. Con chào hàng cho mẹ con. Cảm ơn mấy cô. Cảm ơn mấy cô. Con nhìn sữa cho mẹ. Cho mẹ uống hả? Anh xin chữ hạ ứng. Ngược. À, đi vô cảm ơn mấy cô đi. Mấy cô. Ngược mệt ghê á. Vô áo cửa mạnh vô. Bộ này em đi nói cho chị em 35.000 luôn, size bự nha. Size 45kg. Size 45kg, 35.000 luôn. 35.000 luôn, size 45kg. Còn bộ, cặp này cũng, cái này cũng size 45kg nè. Thể thao nè. Ừ, chai tinh trần bộ nè. Chai tinh trần bộ nè. Rồi bộ này size nhỏ hơn. Bộ này size nhỏ hơn, chị ơi, chị lấy số ký đi. Cái này nó lẻ tẻ. Cái này lẻ tẻ size 40. Size 40 nha. Size 40 nha, cái này nó lẻ tẻ size á. Đi 35.000 luôn. Nó đẹp nha chị em mình ơi. Size 40 nè. Size 40 nhá, 35.000. Size 40 chị em mình lên cho em số ký nha. Size 40 nè. Lên rõ số ký luôn dùng nguyên nhá. 35.000 nó luôn. Rồi cái này size bự. Size 45 kg. 1 2. Bộ này size 45 kg. Size này size 45 nữa nè. Size này size 45 nè. Size 45 có cho ai không? Cho ai không? 45 cho ý là size 45 nè. Hồi nãy kêu lái cho hai bộ. Size 45, size 45 bỏ cái nó size 45 đó. Chị ơi, em lên em đọc cái size nào chị em mình chốt size đó cho nó dễ nha, chứ không không còn nhiều, cái này em có lẻ tẻ thôi. Em chạy nhiều quá luôn. Cái
cái này cho chị Phương Nguyễn bộ này. Phương Nguyễn ghi mở ngoặc cái số điện thoại vô xả, vì khách nhà mình Phương Nguyễn nhiều á, Phương Nguyễn nhiều á, bởi vì Phương Nguyễn bộ đó cho chị Nguyễn Ngọc Trâm Bảo bộ này. Nguyễn Ngọc Trâm Bảo bộ này. Trẻ mình chia sẻ mạnh tay để đỡ bị ảnh comment nhé, còn bộ sẽ 45 cho chị Nguyễn Hồng Lê bộ này. Đi hết 35 nghìn luôn. Qua mùa rồi. Có chị nào 45 cái nha. Cho chị xin fan bộ này. Chị xin fan bộ này. Không có được hai bộ hai màu chị ơi. Không có. Cái này nó lẻ tẻ mà. Hàng này em đang lẻ tẻ. Rồi size dưới 40. Có chị ơi. Còn size dưới 40. Chị nào lấy 40 nè. 42 nè. 40 nè. Hai bộ 40, một bộ 42, chị nào lấy chốt nhé. 30 rộng. Bộ bé gái em chưa lên chị ạ. Là máy cái nó ghi size tầm 40, 42 đó. Đừng bộ chị em mình mất công, chị em mình lên hai bộ không chốt á. Thiệt luôn ấy. Bởi vì sao? Bỏ cho chị cái này cho chị Nasu Nasu. Bởi vì sao? Được một bộ ấy, không chọn màu đâu chị. Được một bộ xong không có 37, 37 rộng. 37 rộng chị lấy chốt. Lấy chị Nasu đi. Thì tiếc ngàn. Không có xây nhỏ chị ơi. Bởi vì sao chị em mình lên hai bộ mà em không chốt hàng. Tại vì là chốt được bộ xong cái lúc chốt đơn ấy. Thì vậy mình có thôi con bộ. Đa số là thế. Con bộ thôi đừng có chốt. Đừng đi đơn mất công. Thế chị Nguyễn Ngọc Trâm Bảo bộ nó ra hết. Đó đây là những chị mà xây bự lại không chốt. Có cái này lót lông rồi. Áo gió lót lông. Áo gió lót lông này. Ui con này size 60. Con này size 60, con này em bán tặng luôn chị em 59k luôn. Dạ em hết. 59k. Chị nào mà comment hai bộ là em không dám chốt hết hàng rồi chị ơi. 59k con này luôn. Rồi đẹp. To. Size bự size 60. Lót lông. Nè, cái này thay áo ấm luôn. Nè, 59.000 con này nghĩ ra không? Chị tiếc nha. Chị tiếc nha. Bộ này bộ 79k được size 10. Bộ 79k bộ này hàng công ty. 59k. Bộ này bộ hàng công ty nhá, 79k. Size 10 12. Bộ này chắc đã miên man chắc luôn, hàng này hàng xịn nha. Cho nguyên mã bộ 79k, đi hai bộ này đi combo đi 150 hai bộ luôn. Dạ chị ơi, cái nó từ 40 60 đều mang ok hết. Lót lông em hết rồi. Cho nguyên con này 150.000 hai bộ, size 12. Bộ này là bộ hàng xịn nhá, hàng này chị em mình đi mua 150 một bộ. Gió nó em hết rồi, nó sót hàng xả thôi. Nhiều mã hàng sale lắm chị em mình ơi. Em bỏ xuống hết rồi, cái nào còn rất rất lại cái em sale hết. Bán tặng hết, bắt chấp giá nhập luôn. Cho nguyên cái bộ này nhá. Size hàng này là hàng công ty nha chị em mình, nó chắc đã đời luôn. 150.000 hai bộ. Bao xịn luôn cho chị em mình luôn. Hàng này chị em mình đi mua 150.000 một cái. 150.000 một bộ. Rồi cái này còn hai quần legging nhà em bán tặng chị em 39.000 áo khoác còn em hết. Bán tặng 39.000 luôn, hàng 189.000 cái này. Legging xịn. 79 là lấy một bộ đúng không? Bộ sau lưng từ từ chạy xíu. 79 là bộ, lấy hai bộ luôn đi chị ạ. Lấy hai bộ đi. Hai bộ đi. Hai bộ cho chị kim ngân hai bộ chị ơi, bóc cho em hai bộ còn bộ bé mà size 1 nè, hàng công ty á, đi 150 hai bộ đi cho chị ghi lên cho chị kim ngân nữa nè, một cái size 48 cái size 50, 150 hai bộ không, 150 mua hai bộ 150 nghìn đi, 150 đi cái size 1 ấy đi, là cho chị Xuân Nguyễn luôn đi, cho chị Xuân Nguyễn với lại chị Gia Hân. 189.000 con quần lết đi này, lết đi ngố phải không ta? Xay. Hình như còn ấy, coi hỏi còn không? Quần ngố này. 39k con luôn. Xay 48. Xay 45, xay 48 được 2 cái. Lết riêng xay cái này chị em mình mua người lớn mà không được, cho bé mà không được. Xay 48, xay 5 không, 45 với 48 thôi, con này không 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 to. 45 kg và 48 kg. Nè. Đây để chị em mình bỏ nó đi. Hàng này hàng chuẩn xịn luôn. Nha, xay 45 với xay 48. Cho chị Phương Nguyễn con nè. Rồi còn size 45. Bộ đùi sau lưng là chị ơi 195.000. Rồi cái này size chị coi ở xếp bộ vô em bán combo còn mấy cái. Ý là ví dụ như hai cái size này hai cái size kia, cho em bán combo luôn đi 150.000 hai bộ. Chị Phương Nguyễn ơi, lên lại số điện thoại, nãy có đơn rồi đấy. Lên lại số điện thoại luôn trên like cho em đi nhá. Đây, có cái quần ngày hôm qua. Tìm ra chưa? Còn size 45 thôi, chị Thái Nguyên Vũ lấy chốt nhé. Ở chị Phương Nguyễn rồi.
Chị Phương Nguyễn lên lại số điện thoại luôn trên live giùm em này. Cái sau này 45 rồi không? Cái sau 45, cái trước size 48, 47, 48. Này, bộ bé luôn dùng em size 90, size 9 35.000, cái bộ này chắc đẹp lắm. Chắc đẹp lắm. Cho Phương Nguyễn đây 45. Thôi thế bỏ ra. Ừ. Cho nguyên mã 75. Ôi, đẹp lắm, chắc đẹp lắm. Cầm em mã 75. 75k luôn. Ôi lộn, sorry. 35k. 35k nhá, lộn. 35k nha chị em mình ơi. Chốt mã 35 luôn nữa được. Comment lên mã quần xịn luôn dùng em. Size 52 con em đi 49.000. Rất là cái trong hàng bác 49k size 50-52. Nguyên 52kg nè. Đó, mang ở ngoài con quần ring. Con quần này chắc đã, bao đã luôn. Trong mã quần xịn dùng em nhá. Vải đã lắm, xịn sò lắm luôn. 49k con này. 49k con này. Con này vải đã lắm, xịn sò. Cái này chị nào không lấy phát luôn. Mà nguyên quá là nhiều hàng. Quá là nhiều hàng nha. Rồi ai lấy cái này lên luôn dùng mã quần xịn luôn dùng em nhé. Chốt mã quần xịn luôn dùng ok. Bộ này em xe chị em 29.000 luôn. À, quần xịn 49.000. Quần xịn 49k. Hồng hoang phạm. Ôi cái này em rất cái tách size rồi. Size này size 15-16 29k luôn. 16kg 29.000 nha. Chị nào lấy bộ này bộ dẻo nè. Bộ này chắc cũng sướng nè. Đúng không chị em mình mua này nhiều rồi đúng không? 29.000 nha. Lên mã bộ dẻo 29k luôn như được. Lỗi cái này bị lỗi cái nách bỏ riêng nè. Lỗi nách đây nè. Lỗi như thế này thôi. Chị nào mà khéo tay về ấy ấy sao lại. Còn không là chị bộ xanh phía sau là 95.000 bộ thung thái. Xíu này em lên sau còn được ít. Đây nè. Đây chị em mình nhìn nè. Nó bị lỗi xíu chỗ nách này nè. Được chưa? Con này em đi chị em 49k luôn. Hàng 85. Hàng 85. Con này bị lỗi. Con này bị lỗi xíu cái nách size 55. Nhá chị Thái Nguyên Vũ nhá. 49k. 49k. Thái Nguyên Vũ, chị ơi khách mới em nói nè. Khách mới á là mua hàng cọc cho em nhé. Cọc cho em cái cạc 50-30 để gọi là làm tin ấy. Ok thì chốt nha. Khách mới á, đi tỉnh là phải cọc cho em 50-30 gì đấy. Chị ok thì em chốt tiếp. Cái này em bán tặng luôn 39k con quần loa. Size này size 60 nha. Size 60 nhá. Quần loa size 60 39.000. Cái mua hàng nhà Nguyên cứ khách mới đi tỉnh là em sợ lắm. Em nói thật sự đi ra cánh hết áo cũng rồi nha. Đi ra phía ngoài là em càng bị hàng hòm nhiều lắm. Thậm chí khách chưa hề kiểm tra hàng như thế nào hết. Lấy bộ xanh này. Bộ xanh này cho chị này. Chị Xuân Nguyễn à. Quần 39.000, quần loe 39.000. Loe 39.000. Chị nào lấy loe 39 comment loe 39 bộ này sale 29.000 bộ dẻo luôn. Bộ dẻo bộ này size bự này. Bộ dẻo size bự này. Size 32kg này 29.000 luôn. 29.000 luôn bộ dẻo cho bé nhé. 29.000 luôn cái bộ này. Bộ này em hết hàng rồi. Bộ này em hết hàng rồi. Size 30-32 vô tư luôn. Chắc giãn sướng lắm trong nguyên mã bộ xanh. Tặng 29 luôn. Em nói là cuối tuần là em xả gọn hết. 29-39-49 đi hết luôn nha. Lấy mã bộ xanh. Rồi cái này 1-2-3 bộ. 3 bộ các hình. Hình siêu nhân hình chữ này. Hình siêu nhân hình chữ. Bộ này size to này. Hình siêu nhân này. Hai bộ này là size 11. Hai bộ size 11 29k luôn. 29 rồi nha. Hai bộ size 11 29k luôn. Bộ này bộ dẻo nhá. Quần loe 39. Quần loe 39. Bộ này là size 10-11kg. Thấy bộ 29 rồi nha. Size 10-11kg. Lên mã này mã đen 29k luôn. Dùng nguyên hai bộ này size 10-11. Đen 29 lên đúng rồi. Đen 29 được hai bộ size 10-11. Em đi hết 29.000 luôn. Rồi đen size 10. 15. Đen size 15. Áo hồng nhạt phía sau. Áo hồng nhạt phía sau. Bộ chị ơi, đâu có áo hồng đâu. Bộ xanh em hết rồi. Bộ xanh bé em hết rồi nhá. Hồi nãy chị nào dặn bộ xanh này quê. Xuân Nguyễn. Bỏ xuống đây tỉ đi. Xíu này em lên cái này sao? Chưa định lên cái này. Còn được ít chứ mấy. Còn tầm khoảng 20-30 bộ nữa lấy. Rồi cho nguyên cái này 13kg. 13kg. Ở quê lộ 15kg. Cái này 15kg nè. 15kg đây. 15kg đây. 15kg á. 15kg. Rồi cái này 29k size 18. Hàng kích môn không? Cái này là cái trước. Sơ minu em hết rồi. Cái số 3 à, cái số 3. 69.000 này chị em mình. Hết rồi Sương ơi, hết rồi. Cái này là nguyên còn lẻ là nguyên sale thôi. Hai cái này size 18 bé trai 29.000 con. 29.000 một con. Hàng kit moon nha. 29.000 một con size 10. Đang 10 cho chị Bảo Gia Phan lên địa chỉ luôn trên live cho em. Ừ. Bảo Gia Phan lên địa chỉ luôn trên live cho em nha. Rồi. Thế có địa chỉ chưa? Lên địa chỉ đi chị Bảo Gia Phan. Còn đơn nhưng mà không có thông tin.
Cái này là đã 15 à? 29.000 hết nhưng 15kg. Chị Bảo Gia Phan nãy chưa có đơ, chưa có địa chỉ, lên địa chỉ luôn cho em. Bảo Gia Phan lên địa chỉ 29 nha. Cho chị Thái Nguyên Vũ nè. 29 cho chị Phương Phan. Chị nào có đơn phải lên kèm hết địa chỉ, cả số điện thoại hết trên like cho em nhé. Đây nè. Còn hàng kích muôn cái này size 2kg nè. 22kg nè. Lên mã gá 22 nhìn cưng không? Gá 22 dạ không chị ơi, nhiều hàng chưa? Em like tới chiều. Em sale tới chiều, cuối tuần là em hai những cái lễ nè. Bán tặng hết, bắt chấp giá nhập luôn. Đây là chị em mình tranh thủ phát. Cho con này size 22kg. Bé 22kg, áo xám 18 còn ta. Hồi nãy cái áo xám 19. Gái 22 cho hoa. Cái cọc áo xám đó chị phân size cho em từ trang xuống nhỏ xuống dưới. 22 nè. 22 nè. Rồi gái 14. 29k luôn. Gái 14 29k. Chị nào lấy gái 14. 29k nhé. Cái này còn cái bộ mít ở đâu rồi mà thấy áo quần không á. Cái này áo nơi quần nơi không á. Gái 22 hết rồi nha. Áo nơi quần nơi không. Cho em cái 14 còn hả? Có. Gái 14 đây nè. 14 cho hoa. Gái 14 luôn. Toàn hàng mới không mà cứ có một cái nhùng hết trong này. Chị Thanh Lê áo gió mình không thấy, nhắn tin chút đơn hả? Thanh Lê. Thanh Lê không giáo. Cô trong tay bóp coi thử. 631. Rồi size 15. Size 15 bé trai 29.000 luôn. Size 15 bé trai 29.000 luôn. Chị nào lấy 15 bé trai 29k luôn dùng nguyên đây này. Cái con này thì sale giờ tiếc quá. Thôi bán tặng đi size 14. Cưng lắm, hàng này là hàng em đang chạy là 100 mấy hả? 125.000. 15 cho Phạm Thị Ly. Con này đang chạy 125.000 size 14 15. Giá của nó là 209.000. Váy dạ luôn dùng nguyên nhé. Sói. Sói hiền lành. 89k con này luôn. Hàng 209.000 và bình thường em đi là 125.000. Hàng kit moon luôn nha, 89.000 con váy dạ. Váy dạ nè. Chốt váy dạ luôn dùng em là ok. Chị nào lấy váy dạ comment mã váy dạ luôn vô được. Hồng Lê. Comment váy dạ cái này sao ta không biết áo thôi nè. À 89.000. 89 cho Nguyễn Hồng Lê. Thế. Cứ để biết em thấy cái bao hàng lẻ này tùm lum biết cái chỗ cái góc nó luôn á. Tưởng mới ra. Áo nơi quần nơi xong cho em tiếp cái bao. Ok Thanh Lê mời gửi khung cho cái bao nào. Đây 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 từ từ em lên cái này trước nè. Cái này chị phân đâu rồi? Đây nè. Cái cọc áo bé này nó xịn cực kỳ luôn. Toàn size bự nữa nè. Toàn size bự. Váy dạ em hết rồi nhá. Cái này toàn size bự nè. Size 50kg nè. Cái này chị em mình nhanh đi. Em nói thật sự luôn. 55.000. Cho bé trai nhá. Nhìn nè. Đẹp chưa? 55.000 con nè. Hàng này em đang đi 79 hay 85.000. Hàng Quảng Châu nhá. Con này 55.000. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng em. Size 50. Cái này mình mang vô tư, người lớn mang vô tư luôn. Chắc là chị lên sau á chị ơi. Lên mã vàng size 50, 55k con này. Đầm đen phía sau là 75.000 chị ơi. Con này váy Thái 75.000. Comment mã này là 50kg em đi luôn chị em mình con này 55.000. Nó vải nó xịn sò lắm chị em mình nhận hàng con này. Ít ra chị em mình mua lại con này là 120.000. Em không bao giờ nói điêu nha. Size 40 nè. Từ từ coi 40. 35. 40 cho chị Hà Hương Hoàng Nguyễn này. Cho chị Hà Hương Hoàng Nguyễn này. Cái này cho chị Lê Kevin lên địa chỉ luôn, số điện thoại luôn trên like. Nguyên có 27 độ lên. 27kg độ lên, 50kg độ về. 50 đây này cho chị Dung Phạm luôn. Rồi còn 45 độ về. 45 độ về, 25 độ lên, 45 độ về là ok. 25kg độ lên, 45kg độ về là có sao. Nha, chị em mình nhìn. Ui vậy nó đã lắm. Cái này 28kg độ lên, cái này 28kg mới mang vừa. 28kg mới mang vừa nè. Trong cái mã này áo vàng kèm size 28 độ lên. Chị ơi lên cho em số ký. 28 độ lên, 45kg độ về là có size. Phải nó xịn sò lắm luôn. Lê Kevin lên địa chỉ xuống hỏi nha. 30kg cho Hoa Hương Lan. 30kg cho Hoa Hương Lan. 55k. 50kg chị Lê Kevin có rồi. 45 chị Thanh Lê. 45 chị Thanh Lê. Chị Thanh Lê. 35 có. 30 với 45 chị Thái Nguyên Vũ. 30kg. 45kg về Thái Nguyên Vũ nè. Thái Nguyên Vũ nè. Chốt chuẩn nha. Chị nào chốt chuẩn với chốt trên xả dưới là em đổi dưới em không chốt nha. Em còn 40-35 với 28. 40-35 với 28. 40 là 40kg độ về. Đấy đọc như thế cho nó nhanh nhé. 35-32 lấy 3. 32 lấy 35 độ về nè.
Rồi còn 40 đổ về và 28 đổ về. 35 em hết rồi nhá. 35 em hết rồi nhá. Tinh Phạm. Cái Tinh Phạm. Còn một cái size 40 nè, đẹp lắm luôn. Này chị em mình nhìn nè. Nhìn nè. Nó đã lắm, hàng này hàng cao cấp nha. Hàng cao cấp mà em đi 55.000, hàng em thật 79 hay 85.000 gì con áo này đó. Đó, còn được hai con, một cái size 45 kg và một cái size size 28 kg đổ về. Hết hết cái này. Nha, chị nào chưa có cái mã này lên luôn dùng đi. Rồi tiếp cái bo nè. Như bao nhiêu cái đây? Ở chung hết rồi. 50. 50 cái hết rồi. Cái này tặng nốt luôn đi nhá. Cái này em bán tặng luôn đi nhá. 15.000 cái luôn. Biết không? 15.000 cái, hàng này hàng siêu thị 65.000 con. 15.000 cái size 18. Hàng này hàng siêu thị nha. 65.000 một cái này. Bà liếc quẹo cổ luôn ấy, nghe 15.000 bà quẹo cổ luôn á. Size 15 kg trong nguyên mã nách 15k luôn. 15 16 kg mang được con này nhé. 15k con này luôn, trong nguyên mã này là mã nách luôn, dùng là ok. Cái này thật sự like cho vui thôi. Sale cho nó gọn bất hàng thôi chị em ơi, đầy nhà hàng luôn ấy. Đi trẻ mình 15k con này hàng 65.000 một cái. Con này hàng siêu thị nhé. Trong mã 15k luôn dùng là được 15k. Rồi nha, lên mã xám luôn dùng đi. Còn bộ size 15 chị em mình nhìn chắc sướng lắm, giãn sướng lắm luôn. 65.000 một cái đó. Em đi trẻ mình hết 15k luôn. Chị nào lấy mã 15, hai cái này size 15 16. 18 lấy 40 được không? 15 cho chị Trần Thanh Hằng. Nách 15k luôn dùng là ok nhé chị em mình nhé. Rồi size 20 kg, 22 kg được. Cái size 40. 15 cho tí trên đàn. Con này là size 18-20kg là ok. Chốt mã 18-20 là được. 18-20 là ok. 265.000 18-20. Bé trai chứ. Này trai gái gì mà không được. 15.000 luôn à. 15.000 thiệt. 18-20kg 15.000. 18-20kg này chị nào lấy 18-20kg. Cái này có bé nó lẻ tẻ em bán tặng cho nó gọn kho thôi. Có con nhà nào vừa cái này không? Xin này. 18-20 cho Lương Hạnh. Con này size 16kg. Đây mã xanh cốm. 16kg vải này chị em. Vải này. Xanh cốm luôn dụng 15k. Xanh cốm 15k. Chị nào lấy xanh cốm 15. Rồi con này 15kg. Xanh cốm 15. Vàng 15 luôn. 15k hết. Xanh cốm 15. Dạ không, không, không có sai đâu. Em lên cái đọc cái số ký nào chị em mình chốt sai đó. Chứ đừng có ghi 5 cái 7 cái không có đâu. Em thiệt luôn. Cho đi Nguyễn. Mua 5 cái 7 cái không có đâu. Còn cái xanh cốm nữa nè, cho chị Yến Hoàng nè. Rồi còn cái vàng nè. Không lên lên trước là không có sai đâu chị ơi. Lên trước không có sai đâu, cái này lẻ tẻ em bán tặng thôi. Rớt lại cái vàng 15kg. Nha, chị nào lấy cái này lên mã vàng 15kg. Xanh cốm em hết rồi. Yến Hoàng có, chắc là máy nó không hiện nữa. Vàng 15kg, chị nào lấy vàng 15kg, chốt vàng 15kg luôn dùng ra được. Trời ơi, còn đây nè. Và 15 cho Bảo Yến. Cái này size 18kg, 20kg nè. Cho nguyên mã xám 18-20. Đây này giá tác, còn đây hàng này là hàng siêu thị. Vàng 18-20 nhé. Chị nào lấy cái này vàng 18-20 chốt lên luôn dùng ok. Vàng 18-20. Trời, em đi hết luôn chị em mình 15.000. Bóc cái váy thun thái bỏ ra rồi đúng không? Để em sale luôn. Vàng 18-20, chị nào lấy vàng. Cái này là thông hơi nè. Size 15. 6-18 cho Nguyễn Ngọc Trâm Bảo. Comment mã lỗ dùng nguyên nhé. Cái này là thằng thông hơi 15.000 luôn nha. Trong nguyên mã này là mã thông hơi luôn dùng ra được nhá. 15k thông hơi 15. Cái này thì nó hơi bị giấy xíu này. Con này bán tặng đi. Thông hơi 15. Cái này lên mã tặng đi. Cái hình này nó hơi nhạt xíu. Trong nguyên mã tặng đi. Size 16kg. Trong nguyên mã không đồng. Lỗ đó. Thông hơi là lỗ đó. Ok Nguyễn Ngọc Trâm Bảo. Trong nguyên mã không luôn dùng ok. Chị nào lấy mã không đồng lên mã không đồng. Mà thôi mà 15.000 thì cũng rẻ quá rồi, chị nó bán tặng nữa ta. Đâu có nhập ra được cái giá này đâu. Thông đồng cho Nguyễn Ngọc Trâm Bảo. Anh cu mặc được không? Lấy mấy cái gì em mặc nè. Thắng mấy ký rồi? 13 ký. Có 13 ký à? Thấy con đồng rồi nha. 15, 16 ký. Cho nguyên mã 16 ký luôn vừa được nhá. 16 ký luôn dùng nguyên. 16 kg gì nào lấy 16 kg comment mã 16 kg luôn vừa được. Bán tặng hết. 16 kg cái nó lên mã không đồng luôn đi sao. Thì cái hình đó nó hơi nhạt xíu. Cái hình nó hơi nhạt xíu, bỏ ra bán tặng không đồng đi. Thì cái hình nó hơi nhạt xíu. Rồi nhá, lên mã 16 kg không đồng. Trong mã 16 kg không đồng.
là dọn sơn hết luôn cái này. Rồi cái này sao 18 lên mã lỗ 18 nè chị em mình nhìn nè, lỗ 18 15k. Những cái này là em bán tặng thôi, chứ còn giờ lên chị em mình bóc con này toàn hàng em bán cho chị em mình combo hai cái 70.000, hai cái là 70.000 là chạy bao nhiêu tiền, 75.000 một cái đó. Ông ơi, lộn 35.000 cái là giá này là được giá sale. Cái này là Hà mình kẹp bộ kẹp đồ hôm bữa hàng siêu thị sale á, chứ không bao giờ có giá này hết. Rồi còn lại là 18 kg hết nè. Con này size to nè. 3 cái 18 kg. 3 cái 18 kg cho nguyên 18 kg luôn vô được nhá. Rồi hết. 3 cái 18 kg em đi hết luôn chị em mình, con này 15.000. 3 cái 18 kg. Chị nào lấy 18 lên 18. Lỗ hết rồi nha. 3 cái 18 kg, chị nào lấy 18 kg lên 18 kg luôn dùng đi. 18 kg hết mã lỗ nhá, có cái mã 15 16 kg. Không có nha. Con này 15 16 kg. 18 cho Nguyễn Ngọc Cam Bảo. 15 16 kg lên mã bêu luôn dùng đi. Và 22 kg. Còn 15 16 và 22. 15 16 và 22. 15 16 và 22 kg chốt lên luôn dùng là ok. 15 16 và 22. Thanh Tâm. Hết 18 nha. Kim Mâm à. Nên Kim Mâm đang còn được hai bộ size nhí nè. Em đi chị em 30.000 luôn. Cái này là Minh Kim Mâm nhá, size 13. À, xin lỗi. Size 10. Minh Kim Mâm size 10. Minh Kim Mâm size 10. 30.000 luôn. Minh Kim Mâm này quá rẻ luôn. 16 bèo còn hả? 15 16 bèo à. Có cái này 22. Đây 15 16 nè. 15 16 cho Bảo Yến. 22 gì Trang Lê. Trang Lê kính nè. Rồi con này lên mã 10 kg 30.000. 10 kg 30.000, 11 kg 30.000. Hàng này hàng Minh Kim Mâm nhá, hàng này em mình mua ít ra người ta bán chị em mình 49.000 bộ. Là giá rẻ á, là 49.000 một bộ nha. Còn được hai bộ Minh Kim Mâm. Nguyên đi luôn chị em mình, con này giá đi chị em mình là 30.000. Chị nào lấy Minh Kim Mâm chút Minh Kim Mâm đây còn. Cái này bộ thun thái chứ đâu phải váy thái đâu. Hồi nãy ai nói có váy thái. Cái này bạo bộ mà. Bộ bà ơi. Minh Kim Mâm đi 11 kg à. Ừ. Cái số sao số 3. Thì tưởng đâu còn váy thun thái. Đi bộ thun thái lên sau nha. Bộ thun thái lên sau. Còn tiếp luôn thì con nào còn cái gì còn ít là em sale hết. Này cả bộ cả áo kiểu này. Bộ này bao nhiêu đấy? Size 10. Bộ nó size 10. Mùi cho Nacho Nacho. Váy bé từ từ chờ em xíu, váy bé cũng có nhưng mà từ từ chờ em xíu, cái gì cũng có hết đó chị. Ngày này lớn bé cái gì em bóc trúng cái gì em sale cái đó, còn ít là em sale hết. Bây giờ sao cái này rơi đủ bộ không? Đủ. Đủ bộ luôn, bộ này mang siêu mát luôn nha. Hái 11 rồi nha. 40k cái bộ này luôn. Size 18. 40k size 18. Nha chị nào lấy mã này mã 40. Size này là size 18 kg 40k nhá. Size 18. Đây là bộ xuất hàng. Bộ này là bộ xuất hàng. 40k nè, size 18. Là bộ chắc đuổi lụa. Chắc đuổi lụa nhá. Rồi cho nguyên con này. Cái nào nhà em cũng đọc tên hết đó chị ơi. Cái nào đọc tên có nhá. Nana có nha. Rồi nhá, lên mã bộ xuất hàng luôn dùng đi. 40k cho Diễn Nguyễn. Cho comment mã này mã bộ xuất hàng size 22 đổ về. Xuất hàng nhá. Em đi luôn chị em bộ này 45.000. 45.000 bộ xuất hàng. Hàng này hàng em chạy 65.000. 45.000 bộ xuất hàng, size này là size 22. Nha, 22 23 kg mang được luôn. Cho nguyên cái này lên mã xuất hàng luôn vô nhá, size 22 23 45.000. Rồi 1 2 2 con 42, 3 nghe. Con. Hàng này là hàng mấy? Xuất hàng cho Hoa Hương Lan. 85. Hàng này 85.000. Một, hai, ba con kiểu cam. Xuất hàng hết nhé, ba con kiểu cam. Size 55 độ về, đẹp. Còn được từng này cái nữa thấy đúng không? Chuẩn không? Em bán tặng luôn rồi nè. Nhung đoàn lên sau nhé nha. Nhung đoàn hồi nãy được bộ bé 45. Chào chị lên sau. Con này size 55 độ về nhé. Hàng này em đang đi 85.000. Em đi nó luôn chị em 60.000 luôn. Còn được mấy cái, bán tặng luôn nhé. 60.000 hết toàn bộ size 55 đổ về. Chị nào lấy cái này lên luôn người mã 60. 60 một cam. Hàng này hàng cũng chạy 85 áo kiểu. Thế 60.000 xuất hàng em hết rồi. 60.000 cam. Nha, chốt mã 60.000 cam được 3 cái. Comment mã kiểu 60 luôn dùng em nhá, được 3 cái cùng màu.
có một cái hiện theo ông cụ, có cái không theo, nhưng mà em đại 60.000 hết rồi. Mình mới đọc 60.000 đúng không? 60.000 cam, chị nào lấy 60.000 cam chốt lên luôn dùng, ok. Được 3 con 1 cam. Giá này là chuẩn giá bán tặng nhá. Đây là chị em mình tranh thủ 60.000, bộ xuất hàng em hết rồi. 60.000 cam. Hàng này hàng 85.000 của Nguyên hay size 55 độ về. Hàng Nguyên chạy 85 ấy. Đây đây đây, kiểu cam đấy. Kiểu cam đấy. Nè. Làm sao đi đâu mua được hả chị em mình nè? Làm sao đi nhập sĩ ra được con này mới là khó rồi nè. Rồi nhá, lên mở xanh cốm con cái. Xanh cốm con cái em bán tặng luôn, cuối tuần là em xả lẻ. Em cho Thái Nguyên Vũ. Cuối tuần là em xả lẻ nhá. Em xả lẻ và xả lỗ, một là lẻ, hai là lỗ. Nha, trong nguyên mã này là mã xanh cốm. Xanh này con cái. Xanh cốm con cái. Cho chị anh Hồng Trần. Xanh cho anh Hồng Trần. Một là lẻ, hai là lỗ. Rồi trong nguyên mã hồng đậm. Con cái. Hồng đậm có một nhá, chị nào lấy hồng đậm 60 luôn dùng là ok, toàn bộ là theo cái này nè. Hồng đậm 60, chị nào lấy hồng đậm 60 comment hồng đậm 60 luôn dùng là ok. Trời ơi. Xanh cốm hết rồi, trong cái hồng đậm nhá. À đây đây, xanh cốm còn cá này sao nè. Xanh cốm cho ai nè? Xanh cốm cho Bảo Yến. Ok, hết xanh cốm. Đây, còn hai cái này xanh nó nhạt nhạt hơn xíu. Hồng đậm cho Thái Nguyên Vũ. Lên mã xanh nhạt luôn dùng Nguyên nhá. Trời ơi. 85.000 của Nguyên đó. Không nói điêu đâu. Không có nói điêu đâu. Nè, chị em mình nhìn hàng luôn dùng Nguyên, áo kiểu size 55 độ về. Đi hết 60.000, toàn theo nè. Đó, cho nguyên mã xanh nhạt luôn dùng được nhá, có hai cái xanh nhạt. Giá đi 60. Được hai cái, chị em mình xem like nhớ tương tác nhiệt tình lên luôn dùng Nguyên nhá. Áo đen phía sau là 75.000 áo váy thun thái. Váy thun thái. Váy phía sau là váy thun thái. Màu xanh nó xanh nhạt nhá. Dạ. Đây cái này mang đi làm ok luôn chị ơi. Mang đi làm ok luôn, áo kiểu này đi làm được. Không, bộ xuất hàng em không về nữa. Bộ xuất hàng em đã xả lỗ không về nữa. Cái hàng đó là hàng còn đây, còn cái xanh nhạt nữa nè. Hàng còn lẻ tẻ em bán tặng thôi. Còn cái xanh nhạt nữa nè. Thì nào lấy xanh nhạt lên xanh nhạt thì Thanh Tâm. Rồi trong nguyên xanh chuối. Màu xanh chuối. Còn một cái xanh nhạt này nha. Comment mã xanh chuối. Còn được mấy con này thôi, chưa tới chục con. Bán tặng hết luôn. Nè. Nè, kiểu nè. Kiểu nè. Xanh 55 độ về là chị em chốt đẹp. 55 độ về là chị em chốt ok nhá. Comment lên mã xanh chuối. Váy đen phía sau size đến 60-62. Còn có một cái chị nào phát phát luôn chị em. Hết rồi. Váy tung thái hết rồi. Size 60-62 vẫn ok. Con này đi 75.000. Con này đi 75.000. Không có màu trắng chị ơi. Con này xanh đi 75.000. Váy tung thái. Xanh chuối cho Nguyễn Yên. Nha, chị nào lấy xanh chuối comment xanh chuối luôn dùng Nguyên. Xanh chuối nè. Chị Thái Nguyên Vũ nè. Rồi nhá, chị nào lấy xanh chuối hết xanh nhạt nhá. Comment xanh chuối hết xanh nhạt rồi. Còn mấy con này là em xả lỗ, tổng lỗ luôn. Tổng xả lỗ luôn. Lấy váy đen cho anh Hồng Trần. Ok, váy đen chị anh Hồng Trần. Chị xin fan chút chứ rồi. Anh Hồng Trần hai. Xin fan. Cái chị xin fan, hồi nãy chị hỏi rồi, 75.000. Váy không còn cái mua. Vét chưa, vét hết chưa? Váy đen hết rồi, chị, hết rồi nhá. Rồi, con được 3 cái màu cam, 2 cái màu hồng nữa là hết. Cho cái mã nè, 3K 1 hồng nhá. Là hết cái mã nè. Hết váy đen nha. 3K 1 hồng nữa là hết. 3K và 1 hồng. Cái áo kiểu áo kiểu màu nâu à, màu nâu, màu đen bỏ ra cho em, size 55 độ về luôn. Trời ơi. Làm sao đi đâu mua được con này 60.000 hả chị em mình? Đi đi nhập sĩ cũng ra được rồi. Em tự tin là cái này đi đi nhập sĩ cũng ra được. Tự tin là con này đi nhập sĩ cũng ra được. Trong nguyên mã này là mã 60 cam. 60 hồng đậm nữa là hết. Giá này giá tổng xả nhá. Nên là chị em mình tranh thủ size 55 độ về. 55 độ về chị em cho ok nhé. Em còn màu cam, màu hồng nha. Cô Văn mặc vừa không à, mấy cái này hả? Hay là cái gì cô Văn ơi? Cô Văn đang hỏi cái gì? Cái này 55 độ về là mang được hết. Toàn bộ những cái này 55 độ về là mang ok hết. 60.000 một cái nha. Ai lấy cái này lên mã kiểu kèm màu luôn dùng em. Còn màu hồng đậm và màu cam 60k. Hồng đậm và màu cam 60k. Tay bự. Màu đen. Cọc mã. Cái này được, size 55 độ về là ok. Áo bé xịn size 50, size 30, size 35, size 40, 30 độ lên 50 độ về. Con này em đi chạy vào 55k giống như con lúc nãy á.
giống như con lúc nãy á, 30 kg đổ lên. Bộ hồng phía sau 35 kg mặt vừa không? Sao mấy cái bộ hồng luôn vậy? Lấy hả chị? Đúng size 30 luôn, 109.000. 30. Đúng size 30 luôn, 109k, hàng 119k. Cam 60. Cái này là đi vốn. Lý Trần Ngọc. Cái này là đi vốn luôn ấy. Lý Trần Ngọc. Ok. Cái đó là bộ chờ đằng sau là bộ bộ thun thái đó. Nè, bé trai nha. Cam cho chị Thu Hà Huỳnh luôn xã. Chị Thu Hà Huỳnh luôn. Thu Hà Huỳnh. Nè, cho nguyên con này, đẹp chưa? Comment mã này lên luôn, dùng mã này là mã xịn cho nguyên nhá, xịn đen cho bé trai này. Size 30 kg đổ lên 55, à 50 kg đổ về. 30 đổ lên 50 đổ về, chị em mình nhìn hàng luôn nha. Con này hàng Quảng Châu nhá, xịn sò nhá. Lên luôn dùng mã này. 40 à 55k. 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 55k 50 kg á. Ok. 50 kg. 50 kg này. Rồi chị nào lấy cái này 30 kg đổ lên, 45 kg đổ về còn sai. 50 kg hết rồi. Dạ không, em hết hàng rồi chị ơi. Còn 45, 40, 35 và 30. Ai lấy cái này lên luôn dùng đi nhá. Cam có 30 kg là cái nào ta? Áo 45 cho chị Sinh Phan. Sinh Phan. Áo 45 chị Sinh Phan. 42 cho Châu Mỹ Trang. Châu Mỹ Trang. Giờ không không đủ cặp chị ơi. 35 cho chị Hồng Loan. 35 chị Hồng Loan, rồi còn 30 kg đổ về. Còn được 30 kg đổ về. Còn đúng 30 kg đổ về chị em mình nhìn nè, ngầu không? Trời ơi. Nè, phải nó đã lắm, về chị em mình sờ chắc coi. 55.000 chị em mình đi mua đầu trăm mới ra con này. Còn một cái size 30 nữa là hết. Còn một cái size 30 nữa thôi, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Bộ hồng dưới là của bé gái. Còn một cái size 30 nữa luôn hết. Con này em đi chị em 55.000 size 30 đấy. Size 30 nhá, chị nào lấy size 30 lên size 30. Rồi cái này còn mấy cái con. Còn một cái xe 30. Còn màu đỏ nữa là hết, ngầu chưa? Rồi 20 kg đổ lên, 50 kg đổ về cho cái màu đỏ. Bộ này đằng sau là của bé à, của quen của người lớn. Bộ thun thái á, của người lớn. Nè, đẹp chưa? Cái này trai gái gì mai cũng được. Riêng cái hình này trai gái gì, size 30 cho chị Lê Kevin lên địa chỉ vậy ta? Lê Kevin lên địa chỉ. Kiểm tra thử là lên địa chỉ, lên số điện thoại chưa? Cho nguyên đỏ kèm size vẫn là từ 30 kg đổ lên. Nha, chị không lên là cho bỏ đơn cho khách khác nha. Lên địa chỉ, lên số điện thoại chưa? Ôi nãy giờ chốt đơn chưa hề có một bỏ riêng ra đã, chưa hề có một cái thông tin gì hết, chưa có địa chỉ, chưa có số điện thoại. Chị ơi, chị lên thông tin cho em mới chốt đơn nha, không chốt, không chốt nữa nhá. Lên thông tin em mới chốt đơn, nãy giờ nhắc mấy lần, comment bao nhiêu lượt không thấy. Có chưa có một cái gì hết, làm sao chốt đơn chị? Mấy ba mấy Phương Nguyễn này, cũng làm đây, cũng làm cho Nana, cũng làm cho Nana mấy nữa. Rồi nha, ai lấy cái này lên, chị Lê Ca Vinh mà không lên địa chỉ, không lên số điện thoại là nguyên bỏ đơn nhé, bỏ đơn đấy. Nana, không có cái gì hết, size 30, size 30 chị Thái Nguyên Vũ. 13 cái comment không lên một cái thông tin gì hết, không có hề có cái gì hết, chị ai không chốt đơn nhé chị ơi. Còn size 50, size 40. Còn 50 với 40 thôi. 50, chị gửi rồi. Okay. Kiểm tra trong tin nhắn của chị có địa chỉ không? Còn 50 với 40. Áo cam người lớn, áo cam người lớn. 50 đây. Rồi còn 40 nữa thôi. Ok nhá, còn 40. Còn 40 nữa là hết. Còn 40 kg nữa là hết mã đó luôn. Còn 40 kg nữa là hết cái mã đó luôn. Rồi cái bộ bán này em sale mát luôn, còn mình thấy bộ này. Thôi nha. Có một cái áo gió hàng công ty này. Hàng Kid Moon này. Thấy 50 rồi. Con này nha, chắc siêu đã luôn. Size 16, bé trai bé gái gì mà không được hết á. Em đi dạy em con này 79k. 79k là giờ chị em săn được chứ, hàng này hàng 125.000. Nó mềm cực, không mềm, cái này hàng nha. Hàng Kid Moon nhá. Cái này là hàng Kid Moon nha. 79k con áo gió này. Trai gái gì mà không được, chị em mà nhìn cái chất của nó này. Mềm gọi là mềm nhũn ra luôn ấy. Nha. Size này là dành cho bé nhà mình, 16 cái mang ok luôn. 16 cái ok, đi 79k. Phải nó đã lắm, hàng tác con này là tính 129.000 cả. 129.000. Áo gió cho Thi Vũ. Rồi đang có một bộ 25 28, một bộ 32, một bộ 18. Ba bộ hàng Kid Moon. Em đi luôn chị, em bộ này 69k luôn. 4 bộ,
69k luôn. 69k nhá, bộ này bộ hàng Kid Moon 119.000. Bộ này hàng mới sản xuất 5 ly nhá. Đó 50 hết rồi mới nha. Sản xuất 5 ly nha. Thôi. Lên mã bộ sọc luôn dùng ra được. 69k. Size 18. Size 18, size 25, 28, size 30 và size nãy size mấy nữa quên mất tiêu rồi. 25, 28 này, 32 này. 18. Nha, chị nào lấy ma bộ bé kèm luôn dùng nguyên cái số ký luôn dùng nguyên nhé. Bộ bé trai hàng Kid Moon kèm số ký luôn dùng nguyên là được. Kèm cho em cái size đi chị, cái nó cho bé. Kê ra cái size đi, cái này tầm khoảng 35kg. Tầm 35kg. Quần riêng 89k em còn đấy, em còn lẻ tẻ thôi. Chị nào lấy cái này lên mã 69k luôn dùng, kèm số ký luôn dùng là được nhá. Kèm số ký luôn dùng nguyên là ok. Đang có 18kg nè, 32kg nè, 32 chị xin fan. Còn 25, 28 nè. 25, 28, 18 và 25 cho đủ thân. 18 luôn. 25 à. 25 nè. Rồi còn 18 thôi. Cái này còn đâu, còn nữa đâu đúng không? 18, còn 2 bộ 18. Còn 2 bộ 18 hồi nãy em thấy cái bộ sọc nhỏ đó sao chị? Dung Dung coi giùm chị con bộ sọc không Dung? Còn đâu không? Chuẩn chưa? Hết chưa? Rồi còn 3 bộ size 18. 3 bộ size 18. Hết 23 rồi chị ạ. Còn 18 nữa thôi. 18 cho Thu Hà Huỳnh. Đó đúng rồi, cái nó đó. 18 nè. 35 em đang không có nha. Thu Hà Huỳnh lấy địa chỉ luôn nha. Còn 18 kg thôi, chị nào lấy 18 kg chốt 18 kg luôn dùng là được nha. 18 cái sọc nhỏ, 18 cái sọc to. 18 sọc nhỏ, 18 sọc to. Nha, chị nào lấy 18 lên 18, sọc nhỏ và sọc to đây còn. Đây còn ri. Đây còn ri từ 14 độ lên. Từ 14 độ lên. Ủa sao ri nhỏ thôi. Ủa? Ủa? Vô thử sao? Cái gì? Còn một bộ 25 nữa nè. Bộ này còn một bộ 25, có ai 25kg nè. Áo thun bé gái hồi nãy em lên nè. Sọc nhỏ cho chị Nasu Nasu kìa sao? Sọc nhỏ cho Nasu Nasu. Bộ này size 25 hồi nãy chị nào chưa có chốt nè. Rồi còn 14 độ lên 18 cái độ về cho cái mã này. 14 độ lên 18 độ về em đi cho nó luôn chị, em là 39.000. Ốc lộn. 69.000 hàng Kid Moon nha. Size 18 cho chị Thu Hà Huỳnh có đơn rồi, có rồi đúng không? Còn một bộ 25 ấy, chị nào lúc nãy lấy 25 comment lên 25 luôn dùng ra được. 25 lên luôn dùng 25. Rồi con này, còn được từng này là 15 con này. 15 con. Sọc 15, lấy số 34 cho chị Bảo Yến cái. Con cặp này nè. Chị lấy giùm em. 34 chị Bảo Yến, cái mã sọc, bộ sọc hồi nãy em bỏ đâu. 25 cho chị Nguyễn Linh Đăng lấy 89. Nguyễn Linh Đăng 8933 không có. Cái gì trong đó? Gì trong đó nhiều ghê đó. Hết có 3445 có nó. Cái này 45. Ừ. Này đôi này. Đôi. Đây đi đây. Đôi. Đây. Vô đi. Vô đi. Vô đi. Áo đang mặc có. Áo đang mang là 55.000 thái xịt. Chờ em lên hết á. Cái gì cũng có hết á. 15 đây phải không? Bộ bé hồng phía sau. Cái này 15 được phải không? Được. Không phải lỗi mà lộn áo lộn quần. Cái này là lẻ áo lẻ quần, không phải lỗi áo lỗi quần đâu nha, lẻ áo lẻ quần. Cái này lẻ áo lẻ quần này em bán tặng luôn, 69k đấy chị. Bộ là 69k. Ừ, bộ nó quần nó bỏ lên sale luôn. Cái gì có ít ít dọn cho chị cái góc nó luôn đi. Cái này là lẻ áo lẻ quần. Trời ơi. Này trong bộ hết. Ủa thế thì cái áo nó đi đâu hay? Hay thiệt luôn á. Thế trong bộ hết á mà giờ vẫn còn cái size 14. Thằng 20 luôn đi. Size 14 cái 20k đi. Giờ vẫn có cái áo không biết quần ở đâu hay thiệt, bán hội còn cái áo không. Thấy? Ra. Không có hai màu hai ký à, quên lộn. Không có hai cái hai màu đâu chị, lễ tẻ rồi. Thì phạm lý 20.000. Đây cái này nè chị, mình nhớ không, toàn trong bộ hết. À rồi. Mới phát hiện được trong cái bao này có cái quần màu xanh này. Em mới vừa thấy cái bao này có cái quần màu xanh hả? Quần màu xanh. Đây nè. Đây, toàn lễ áo lễ quần như thế này thì giá kiểu gì đây?
bán tặng hết đi chứ không lên tin đăng ta. Nè, ở đâu mà còn hai cái quần không có hai cái áo nè, chị mình nghỉ đi, chán chưa. Size 37 nè, quần bé gái size 37 nè, 20.000 luôn. Quần bé gái size 37, quần bé gái size 35, không có cái áo, không biết là áo đi đâu, bây giờ chưa hề sale cái áo nha. 20.000 luôn, chốt mã 20, size 37 và size 35. Về cho nó mang với hồi nãy áo ba lỗ nãy cũng được, cho chị Thái Nguyên Vũ hai cái. Áo bé trai size 16, 29.000, 29.000 size 16 luôn nha, size 16 29.000 trong mã áo trai. Áo trai size 16 29.000. Size 32. Ừ, vái đồ bỏ ra luôn đi, cái gì cũng không được. Bẻ hết rồi. Cái gì cũng được hết á, có ít là cứ cho hết ra cho chị, cho nó gọn cái chỗ nó luôn đi để chắc hàng. Về hàng còn về hàng không có chỗ chứa. Size 32 kg này. Tặng 20 luôn. Size 32 tặng 20 luôn. Cái này em đi combo. Nè, cái này có cái áo nữa, giờ không tìm ra cái áo này. Bé trai cho Nguyễn Thật. Cái này giờ xem kiểu gì đây. Có cả to cả nhỏ, trừ cái này cho bạn nhím giùm em. Trừ cái quần này nhím mặc. Bé gái 29. Không. Thì cái nó trừ cho nhím luôn, cái quần này trừ cho nhím này. Quần này thì to, 20.000 size to, size 18 20. Size mã quần hồng 18 20, 20.000. Quần tay em lên lúc tối rồi chứ. Size 32 đó. Ừ, size 32 đó. Size 32 cho Nguyễn. Con này lên mã 30 đi, 3 cái. Cho chị Ngô Liễu. Ừ, cũng được. 30.000 3 cái, có cả quần chip này hết mười mấy nghìn cái rồi. 16.000 nguyên bán lẻ. Chị ơi, chị kiểm tra hàng, chị mà lúc nhận hàng chị kiểm tra hàng luôn cho em đi, còn trên live không xử lý được. Nha, còn rộng chặt thế nào thì là báo bên em qua nhắn tin ấy. Trong bán 30 luôn, dùng nguyên có được 3 cái. Bán tặng 30.000 3 cái luôn. Cái này ghép bộ được nè. Cái này áo nơi quần nơi nhé. Không phải, cái này size 3. Áo này size 37 kg rồi, biết cái quần này đau hai thiệt chứ. Quần 30k là 30k. 30k 3 cái á. Cho Mỹ Trang. Chị Nguyễn Uyên lên rồi. Chị Nguyễn Uyên lên địa chỉ luôn trên like cho em đi. Lên địa chỉ lên số điện thoại. Cái này cho chị Nguyễn Uyên lên rồi chị. Em đọc cho chị Nguyễn Uyên mà. Em đọc rồi. Cái này là size 37. 20kg chị Nguyễn Uyên lên thông tin không? Có lên thông tin. Ồ, cho ra chị ra luôn đi. 35.000 bộ cho lên luôn đi. Em ơi, móc có gì bỏ hết ra chị đi. Size 37kg 20.000. Cái này tặng đi, không biết cái size gì. Cái quần này mặc cái gì size. À, cái mua size 13. Size 13 lên mã 10k size 13. 10k size 13. Rồi còn mấy cái quần nam này. Còn mấy cái quần nam này. Hàng này hàng công ty nhá. Hàng quần ngủ nam size 62-65. 85.000 một con. Cái này khách nhẹ mua nhiều quá. Dạ, trên line này toàn bộ những cái mã tổng xả hết á. Cái gì còn ít, ví dụ như 10 cái rớt lại là em bán tặng hết luôn. 13 cho Châu Mỹ Trang. Có quần 13 cho Châu Mỹ Trang. Quần ngủ nam đảm bảo nhận hàng con này về ảnh mang là ảnh mang miếng cái chị em mình. Size 62 nhé. Con được 15 cái, 3 cọc là 15 cái, em đưa 25.000 một con luôn. Hàng này em đang sale 39.000. Được 3 cọc toàn bộ là size XL. Không, em không like áo nào, áo nào là 149.000. Nha, comment mã này mã quần nam 25.000 một em. Đây chị em mình nhìn nè. Hàng này chị em mình hay vô trong mấy cái chỗ bán đồ chip nam ấy, hay có những cái này 85.000 một em. Bên đây chị em mình 25.000 một cái. Quần ngủ nam nha, quần mặc nhà ấy. Quần mặc nhà ấy, hàng này em chạy rất là nhiều rồi nè. Chị em mình mua nhiều lắm rồi, nhưng giờ em còn mỗi họa tiết chấm bi này thôi. Còn mỗi họa tiết chấm bi này thôi. 25.000 cái. Size 37 mỗi mòn à, năm ngó mua hơn 10 bộ. Năm ngó nó có hàng sale. Năm này không có hàng sale, năm này ra hàng mới. Cho chị Thi Vũ, năm này không có hàng sale. Vậy mình biết vì là năm trước nữa nó dịch ấy, nó không may ra hàng mới. Ô, giữ cho kỹ. Nè. 35.000 nè, bỏ riêng qua đây bên đi cho chị đi đã. Ô. Còn 25k nhé. Chị nào lấy chốt. Cái này em còn được 2 ri nè. Còn được 2 ri nè. Chị cái size cho em luôn đi chị. Cái size này rồi em ra cho anh chị. Rồi mấy bộ này em đi chị em 35.000. Bộ này em quá rẻ luôn. Nhưng mà còn size xíu xíu không à. Size 16. Nguyên bộ này đi 35.000.
size 16. Chị nào lấy cái này lên mã bộ 16. Trưa này là toàn bộ là xả lỗ. Cái line này lỗ khá là nhiều tiền. Size 16, size 15, size 13, size 12. Từ 11 cái độ lên 16 cái độ về có size cho cái bộ này. Nha, 35.000 cái bộ này. Bộ chắc đẹp nha. Chắc đẹp mà giá này nó thật sự nó quá là rẻ. Comment mã này là mã siêu nha. Hoặc là mã xanh kèm số ký luôn dùng nha. 16 cho chị Nguyễn Ngọc Trâm Bảo. 16 chị Nguyễn Ngọc Trâm Bảo. Rồi nha, còn 15 độ lên, 11 cái độ lên, 10 cái độ lên và 15 cái độ về. 15 chị Thúy Trinh Đặng. 35, 15 Thúy Trinh Đặng. 12 cho chị Đặng Nhã Ca. 12 chị Đặng Nhã Ca. 12 cho chị Nana. 12 chị Nana. Rồi còn một bộ size 10. Còn một bộ size 10. Bé gái có, bé trai có. Còn một bộ size 10 nhé. Chị nào lấy cái này lên. Còn một bộ này size 10. Chị nào lấy size 10 comment size 10. Rồi lên màu chuối luôn dùng em. Comment màu chuối luôn dùng là được nhé. Chuối kèm size. Chuối kèm size nhé. Chuối 15. Chuối 14. Chuối 13. Chuối 12. Chuối 10. Và chuối 17. Rồi lên mã chuối luôn dùng nguyên nhá. Cái nào màu xanh chuối cũng phải xanh chuối. Cứ lên chuối luôn dùng nguyên cho nó dễ. 15 chị Thúy Trinh Đặng. 15 chị Thúy Trinh Đặng. Rồi lên mã chuối kèm màu nhé. Chuối kèm màu luôn dùng nguyên là được. Siêu nhân, hình siêu nhân hết. Để ý bỏ cái số ký cho nó đúng ấy chị. Chứ không lộn ấy. Rồi nha, comment mã chuối kèm màu. Chuối 17 cho chị Ni Nguyễn. Ni Nguyễn 17. Rồi 13 chị Thu Lan. 13 chị Thu Lan. 13 chị Thu Lan. 17 em hết. Còn 14, 35 nghìn một bộ nha chị em mình ạ. 14, 12 cho chị Bảo Gia Phan. Bảo Gia Phan có thông tin chưa ta? Bảo Gia Phan. Rồi còn 14. Còn chuối 14 và chuối 10. 14 đổ về. Chị Phượng Phá thì lấy bộ này cũng được. 17 em hết rồi. Dạ có, 17 em hết rồi. Cái này là nó sai nhí nè em xả, còn sai còn hàng công ty. Còn hàng công ty từ từ để em lên xong cái mã này. Rồi nhá, lên mã dương luôn dùng nguyên xanh dương hết. Cái này là hàng sót kho lại. Xanh dương luôn dùng nguyên nhá. Kèm số ký luôn dùng nguyên. Xanh dương kèm số ký. Size 13. Size 12. 13 12 11 9 10. Và size 15 cái độ về là hết. Rồi nha, lên mã xanh dương luôn dùng là ok, kèm size. Cái này toàn size nhí thôi. Giờ đến 15 cái xanh dương nhé. Cho chị Phượng Phan 12. Phượng Phan 12. 17 không có. 15 đổ về thôi. 35, 15 cho chị Bảo Yến. 15 chị Bảo Yến. 15 em hết. Rồi còn dương size 13, 14 đổ về. 13 chị Thu La. 13 chị Thu La. Rồi còn dương size 9, 10 và 11, 12. 9, 10, 11, 12. Còn cái chuối này là size 13. 34 độ về. Rồi. Đấy, còn từng mấy bộ ai chưa có cái mã này lên nhanh luôn nha nhá. Xanh dương 12 chị Bảo Gia Phan. Chị Bảo Gia Phan nè, cho chị Bảo Gia Phan con này. 35.000. Rồi ok nhá. Hết, ai chưa có cái nào lên 35.000 rẻ quá. 15 em hết rồi. Giờ chị ở 35.000. Áo gió hồng trên bao nhiêu cái? Áo gió hồng. Áo gió hồng là 179k. 35.000. Rồi nhá, tiếp luôn dùng lên đây còn được 2 bộ minh kim mông. Cái này chỉ có rớt rớt lại thôi. 35.000 bộ. Giá yên tâm luôn, hàng này là hàng giá xả. Rớt mẫu là em sale thôi. Bộ này 12, 12 em mới vừa bỏ xuống đâu rồi. Cái cặp nó 12. 12 chắc không còn đâu chị ơi. 12 hết rồi. Hết 12 rồi chị. Hết rồi. Bộ minimum 30 luôn. 30 luôn, chốt cho mấy đứa sơ sinh nữa, size 10. Size 10. 30 nhá, size 10 kg. Comment lên luôn dùng ạ, 10 kg luôn dùng nguyên 30.000, minimum này hàng rẻ nhất là 49.000 con đó. 30.000. Nha, chị nào lấy minki 30. Dạ chị ở 35.000. Size chục, size chục kg. Cái này chị em mình, cái này bé trai bé gái gì mang được hết. Dạ không chị ơi, nó còn nhiều lắm. Nhà em đang bóc dần ra. Em lai từ từ, lai đến chiều. Lai đến chiều, sale đến chiều. Nè, cơn chưa? 30.000 mà mua bộ này, size 12. Cái này size 12. Lên mã nách. Đây, nách size 12.
30.000. Nát size 12 30.000. Và nát hai bộ này là size 12 hết á. Mời cho chị Huỳnh Phương. Huỳnh Phương. Hai bộ này toàn bộ là size 10 12. Bộ nát size 12 30.000 được hai bộ đi combo đi, 60.000 hai bộ. Cái này cho Nana, đi mã cho Phương Phan. Mã đi combo đi. Đấy. Cái này mình hết rồi đúng không? Phương Phan Nana. Cái size 23 này. Con này em đi luôn chị, em mình là mấy tiền ta? Em sale mấy tiền ta? 59.000. 79.000. 79.000 xong sale 59.000. Hết rồi chị ơi. Hết rồi nhá. Sale 59.000 con này luôn. Sale 59.000 con nè, con này đẹp lắm luôn ấy. Em nói đi mua cho bạn nhím cái con size 10, mỗi khi là mua cái con size 18kg mà vải khô 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 155.000. 155.000. Cái này em đi luôn chị, em mình 59.000 luôn. Thằng này em đi 79 hay 89 gì đấy. Size 23 25. Nha, lên mã cổ 23 25kg. Đi chị em mình 59.000 luôn. Size 23 đến 25kg 59.000 con luôn. Mà sót được hai bộ thể thao. Hai bộ thể thao size bự. Nha, hai bộ thể thao size bự. Size 45. 35.000 một bộ. Cái này nguyên mang còn rộng luôn này. 35.000 nốt một bộ. Chị nào lấy cái này lên mã 45kg luôn dùng nhá, được hai. Nãy giờ cũng chưa lên được cái gì của người lớn nhiều đúng không? Còn được hai bộ này thôi. Đi 35.000 một bộ. Nha, chị nào lấy bộ thể thao size 35kg. 35.000. Rẻ quá thì rẻ nhé chị em mình ơi. Lâu lâu xả một ngày thôi. Những cái này là rất mẫu thứ cái. Ủa cái này cái áo không à? Ủa sao cái này cái áo không, cái quần đó bộ thể thao người lớn mà. Cái này trong bộ thể thao người lớn. Hoa tràng. Trong bộ thể thao người lớn. Rồi còn một bộ này size 35kg. 32kg đến 35kg. 32 35kg. Trong nguyên 32 35kg, 35kg là được cái. Trong 35kg luôn nhựa được nhá. 32 35 đây. 35kg luôn hả? Còn nó 45kg. 45 à. 45kg. 45 cho Nguyễn Hồng Lê Nana. Ta phải 35 đâu, 45. 32 này cho chị Nguyễn Thạch. 32 35 chị Nguyễn Thạch. Nguyễn Thạch là bộ màu xanh. Nguyễn Thạch bộ màu xanh. Quần công sở em không lên, hồi lên đã lên lúc tối rồi, chờ em xíu xíu nào, ví dụ như ái sống sớm thì là em lên nốt rồi. Còn 32kg, 32 35kg. Còn từ một bộ từ 32 đến 35kg chị em nói chút này. Còn một bộ 32 35 quá rẻ nhé chị em mình ơi. Size 45 có một bộ này cho chị Tấn Linh. Chị Tấn Linh 45kg. Còn một bộ size 32 35. Nha, chị nào lấy bộ 32 35 chút luôn dùng em, chắc hết rồi đấy. Bộ này size 32 35. 32 35 chị Anh Phương. Anh Phương hết. Lên cho nguyên mã này là mã ngầu, hàng này phải em đi 79 cao không nè. Anh Phương là Bảo Bình. Cho nguyên mã này mã ngầu, size 22kg. 22kg. Có hết á, trâu nạn tùm lum các kiểu có hết á. Bây giờ mà bảo em lên bóc cái gì lên, em bóc trúng cái gì em sale cái đó đây nè. Có hàng 109k, em sale 109k. Chị, có mấy cái bộ xanh đó kìa. Bộ sắc nách nó sale 79k kìa. Đó, bộ như nhí mang đó. Ngồi cho chị Ly 49.000 luôn. 49.000. Bộ này là bộ hàng Kid Moon này. Bộ này hàng Kid Moon nha. À, size 15. Size 15. 59k luôn. Size 15 59k. Chị nào lấy mã bộ 15, có bé gái có chị ạ. Size 15 hàng Kid Moon, hàng này hàng tắt của nó là 129.000. Đây chị ơi, bộ này 59k. Lên mã bé trai size 15. 59k, 43kg em không. 43kg em hết size bự rồi. Cho nguyên cái này 15kg. 15kg và em đi chị em mình coi này 59k. Rồi bộ này, bộ này mình sale mấy ta? Eo, chị ơi bộ này em sale mấy tiền ra thầy? Đấy 15kg à. À, thôi 35.000 luôn đi. Thấy trên đã. Cái này 35.000 luôn đi, size 2. Size 2, 23, cái này là bộ ngối nha chị em mình ơi. Bộ ngối nhá, size 22, 23, 23kg là được. Cho nguyên mã này. Comment mã ngố 35.000 luôn. Ngố 35.000 bé gái. Chị nào lấy ngố 35. Xa 23 đổ về 35.000. 35.000. Rồi ngố xe 13. Ngố xe 14. Ngố xe 18. Ngố xe 20.
trong mà ngố 35.000 cái bộ này luôn. Ngố này 22 này. Ngố này 22 cái độ về cái này cho chị thấy trên đặng này. 22 kg này. Chị thấy trên đặng. 22 kg này. Rồi còn 18 cái độ về. Còn 18 cái độ về. Nha, còn 18 ngố 13 cho chị Huỳnh Phương. Ngố 13 chị Huỳnh Phương. Không có cặp. Không có cặp đâu, giờ không có cặp nhé. Còn lẻ tẻ thôi. Còn lẻ tẻ chứ không có cặp nhé. Cho chị Huỳnh Phương có rồi. Quên, chị Huỳnh Nhung ngô size 14 này. Quên lộn, Huỳnh Hồng Nhung size 14 này. Rồi còn size 18 và size 16. 18 cho Nguyễn Hồng Lê này. Nguyễn Hồng Lê này 16 độ về này cho chị Thu Lan này, lấy 15. Cái này chị Nguyễn Hồng Lê, cái này chị Thu Lan hết. Thu Lan hết. Cái bộ này, cái bộ này chị em mình nên chốt. Hàng này hàng tàu xịn luôn. Từ 14 độ lên 20 độ về. 14 độ lên 20 độ về cho bé gái. Đây chị em mình nhận hàng những cái bộ này về. Chắc tướng lắm. Mà nguyên xéo ha, 79.000. Của nó bị bán hối giá này. Cái này bạn nhím bằng hai màu hai bộ này. Nhìn cưng chưa? Quần là dạng quần quá. Chị Thu Lan là size 14. Mà là đánh 15 quay đầu. Nè, đọc xong giờ hỏi lại không biết luôn á. Nào bỏ hàng đó rồi bỏ vô bì sao chứ. Chị Nguyễn Hồng Lê có chưa? Số mấy đó? Số 6. Lật cái số 7 lại đây. Chị Thu Lan số 7 đúng không? Số 7 Thu Lan. Đổi ngược lại. Nếu như mà không ghi kịp cứ bỏ lên trên bì rồi bỏ vô bì sao. Hồng Lê à? Ừ. Cái này nguyên có 14 độ lên 20 độ về. Cái này xinh cực kỳ luôn, toàn bộ là theo như thế này nè. Bộ này em đi cho em 79.000. Quần là dạng quần váy nè, giống như là mang cái váy nè, cưng lắm, cái bộ này cưng lắm. Trong lên cái mã này em đi cho em 79.000. Nha, comment mã bộ xanh chuối màu này lên cực kỳ trắng da luôn. Từ cái này chỉ có size nhí. Từ ôi cái này viết bộ bị ái rồi nè. Chị dính mực rồi nè. Từ 14 độ lên 20 độ về, 20 cho chị Diệu Hồ. Để cái bì nữa sao, bì nữa có cái lỗ đó sao. Cái nó ghi dính mực một cái rồi nè. Đây cho chị Diệu Hồ. Cái này xinh lắm. Đây này, này bỏ vô đây. Cho chị Diệu Hồ này. 20 18 cho chị Nguyễn Hồng Lê này. 18 chị Nguyễn Hồng Lê này. Rồi ok nhá, chị nào lấy xanh chuối kèm size, kèm số ký luôn dùng nguyên 79.000. Cái bộ này cưng lắm. Hàng này là hàng Quảng Châu nha. Hàng Quảng Châu nha, toàn bộ chữ theo áo, theo quần, những cái này chị em mình không chốt tiếc nè. Hàng này bèo nhất, hàng shop người ta bán chị em mình 120-125.000 một bộ như thế này. Được chưa, chị nào lấy cái này lên mã 79k luôn dùng là được. Mua những cái bộ đẹp đẹp xinh xinh này, vì vậy cho nó mang này, cho nó cute ra nè. Nha, màu này lên rất là trắng da. Chị nào lấy cái này lên mã bộ bé, những cái bộ này mà chị em mình không chốt tiếc nè. Chị em mình cứ khăm chốt những cái bộ 35.000 có cái giá của 35.000, 29.000 có giá 29.000 nhá. Và những cái bộ hàng xịn này mà không chốt cho con thì phí. Thiệt luôn, mà 79k. Chị nào lấy cái này lên mã xanh. Hay giờ chị em mình chỉ thích xanh hàng ấy ấy thì nâu không hết nhé chị ơi. Từ từ. Bảo Gia Phan 15 với là 20 nè. 15 nè. 20 nè. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nâu. Nâu còn không chị Hề? Nha, lên mã xanh chuối luôn dùng nguyên kèm size. Từ 14 độ lên 20 độ đẹp hết. À, bộ này màu nâu còn cho em luôn. Nha, chị nào lấy xanh chuối kèm số ký luôn dùng là được. Sang cho con mua mấy cái bộ xịn này về cho nó mang cho nó đẹp. Nha, rồi tiếp luôn những này mã set. Set này hàng công ty luôn. Size 35. Set hàng công ty size 35. Hàng này em đang đi 95k. Em bán tặng luôn chị em mình con này 79k còn con set. 79k luôn. Hàng này là hàng công ty nha chị em mình ơi, nhìn hàng cho em nè. Set nhá, cái này ở trong có quần size 35kg. Ai lấy cái này lên mã set 35kg luôn dùng là ok. Chị nào lấy set 35 chút set 35 nha. Set 35 79k luôn. Thì chị Thái Nguyên Vũ ơi, chị lên cho em cái size. Lên cho em cái số ký chứ lên ngang như thế em không biết chị chốt size gì đâu. Nha, lên đúng mã cho em. Rồi màu nâu còn đường cọc này. Nâu này còn cọc. Nâu này còn cọc nè. Chị nào lấy nâu cầm nè, nâu 14 độ lên 20 độ về. Còn 14 độ lên 20 độ về nha. Nha, chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã nâu. 14 độ lên 79.000. Cái này nó có giá của hắn với chị em mình nhé. Cái này mà không chốt thì phí không. Đây, chị nào lấy nâu kèm size luôn dùng nguyên nhé. Nâu 20 này.
nâu 20 này, lên mã nâu kèm size luôn dùng nguyên nhá. Nâu kèm size cho mình, mà sử cho chị Minh Minh. Nâu kèm size nhá, 14 độ lên 20 độ về đây chị em mình nhìn. Cái này bạn Nhiếm có mang chụp hình đấy, đẹp cực kỳ luôn nha. Ai lấy nâu kèm size luôn dùng 14 độ lên và 20 độ về là ok. Nâu 18 luôn. Đây nâu 18 cho chị Minh Minh. Nâu 15 cho chị Hình Hồng Nhung. Cho chị Hình Hồng Nhung. Rồi ok, chị nào lấy nâu comment luôn dùng nguyên nhé. Từ 14 độ lên 20 độ về, 20 cho chị Diệu Hồ. 20 chị Diệu Hồ. Rồi nha, ai lấy nâu comment không có 27. Từ 14 độ lên 20 độ về thôi. Nâu cho chị Phụng Kim luôn. 14 độ lên 20 độ về. Phụng Kim. 18 cho chị Nguyễn Hồng Lê. 15 với 20, 15 với 20 cho chị Bảo Gia Pha. Bảo Gia Pha. Bảo Gia Pha 2 này. 79 nhân 2 này. Cho chị Thu Thị Thảo Lê một bộ này. Size 20 này. Rồi còn một bộ size 22, một bộ size 24. Một bộ 22, một bộ 24 nha chị em mình này. 12 nè, 14 nè, 16, 18. 22 và 24, còn được hai bộ size to nữa. Một bộ 22, một bộ 24 nữa nè, chị nào lấy chốt nhé. 79k. Một bộ 22, một bộ 24 nữa, 79k bộ nè. Đó, quá rẻ luôn. Chắc này chị em mình này. Này toàn bộ theo nhé, 23, 24 cho Diễm Nguyễn nè. Rồi nhá, còn 22. Còn 22 đổ về nhé, chị nào lấy 22, lên 22 luôn dùng là ok. Xinh lắm, cái này đóng thùng cho nó. Diễm Nguyễn đâu, Diễm Nguyễn đi, Diễm Nguyễn Đà Nẵng đi. Đi Diễm Nguyễn Đà Nẵng đi. Rồi nhá, chị nào lấy cái này 79k bộ thôi. Chị nào chưa có chốt nhanh tay luôn dùng đi nhá. Đấy. Diễm Nguyễn Cẩm Lệ. Diễm Nguyễn Cẩm Lệ. Diễm Nguyễn Cẩm Lệ. Em cọc lại cho chị trắng gọn thôi. Cọc luôn lại trắng gọn đi vô. Rồi cái này em còn được mấy bộ, tương tác lên cho em nhá. Bộ này tặng 25.000 luôn. Còn xây nhí tặng 20 luôn. Dạ không, em không đổ qua đổ về nữa đâu chị, tặng 20 luôn. Bộ này tặng 20.000 luôn. Nghĩ ra không? Nghĩ ra cái bộ này tặng 20 không, nhưng mà toàn xây nhí nhá. 30 kg, em nói 30 kg lên hàng 109k. Ok, chốt chứ nhỉ. Vậy mình nghĩ đi, cái bộ 79k mà còn đứng đơ mà, thì làm sao lên được bộ 109.000. Hàng 109.000 thì hàng thị trường chị em mình đi mua 150.000 á. Bộ này bộ thun cắt tơ này. Cái này hàng thường phải không, hàng xịn nhá. Nhưng mà giá ở ngoài, toàn bộ giá ở ngoài chị em mình mua cái này rẻ rẻ, người ta bán 45.000 bộ hết. Em đi dẹp mình 20.000. Cái này cho mấy đứa nhỏ 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 mới xinh đi. Từ 8kg độ lên 13kg độ về. 8kg độ lên 13kg độ về nhá. 20.000 bộ luôn. 20.000 nguyên bộ nha. 18 độ, à quên lộn. 8-9kg độ lên, 8kg độ lên và 13kg độ về là có sai nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã bộ bé 20.000. Bộ này là thun cutter dạng. Cái này thì hồi bạn Nhiếm nhỏ nhỏ thì hay mua cái này nè. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Comment lên luôn dùng cái này là 20k kèm luôn dùng số ký. Từ 8 độ lên và 20 ô lộ 13 độ về là có sai. Cái này chắc chị nào có con nhỏ là hay mua vải này. Cái này hàng vừa giãn vừa thấm hút mồ hôi nhiều. 20.000. 20.000 nhá, giãn nhiều và thấm hút mồ hôi. 8 ký nè. Hàng này hàng giãn nhiều và thấm hút mồ hôi. Chị nào lấy cái này lên nhanh tay nhé. Đây có mấy họa tiết đây nè, bóc đại đi nhé. Ai lấy cái này cứ lên luôn dùng nguyên nhé. Từ 8kg độ lên 20 Âu ơi lộ 10 13kg cho Trang Mỹ Trang. 13 cho Trang Mỹ Trang. 13 cho Trang Mỹ Trang. Hết 13. 10kg rồi. 10kg cho chị Huỳnh Hồng Nhung. Đây Huỳnh Hồng Nhung. 8kg cho 8kg cho Đào Thị Luyện. Đào Thị Luyện 13 hết rồi nhé. Còn 12 đổ về. Còn 12 đổ về thôi. Có mấy bộ xinh lắm. Có mấy bộ xinh lắm. Size 12 cho chị 13 cho chị. Tới 12kg. 12 chị Kim Ngân. 12 chị Kim Ngân. Kim Ngân 10 cho chị Thái Nguyên Vũ. Cái nào cũng được nhé. 10 cho chị Thái Nguyên Vũ này. Thái Nguyên Vũ này.
10 cho chị Nguyễn Lợi này. 8 ký thêm bộ này cho chị Ngô Thị Chanh. Thêm bộ này cho chị Ngô Thị Chanh. Ừ. 10 cho chị Nguyễn Lợi này. Rồi ok nha, ai lấy cái này lên luôn dùng nguyên 36 ký. Hàng công ty. Rồi ok. Chị Kim Ngân hồi nãy lấy mấy ký lên lại cho em còn mấy ký thôi, tặng 20 nghìn. Giá này bán tặng cho vui á. 20 nghìn. 11, 12 à? Nhưng mà hình như là có cái màu này rồi đúng không? Cho chị Hà Hương Hoàng Nguyễn cái bộ này luôn. Hà Hương Hoàng Nguyễn. Rồi ok, chị nào lấy một chút. Hàng này là thun cutter. Thun cutter này là hàng một khi em đi mua 45 hay 49 nghìn bộ đấy. Cái này người ta hay bán combo. Rồi nhá. Còn được từng này bộ nữa, chị nào lấy chốt 20 nghìn bộ. Nó rẻ, gọi là rẻ quá thể luôn. 20 nghìn. Rẻ quá thể, chị nào chưa có chốt lên luôn dùng em nhé. Chị bóc cho em mấy bộ hàng công ty, chị cả bé gái. Hàng 119, 100. Cho bé gái trước đi, bé gái trước cho em cả. Cho chị Hoàng Lan. Hồng Loan. Hồng Loan à, lên thông tin trên live cho em. Chị Hồng Loan lên thông tin trên live cho em. Nói sai sai mấy, 12 ký à. 12 ký hết rồi. Hết 12 ký rồi, còn 9 ký thôi. Còn 8 9 ký thôi chị ạ. Còn 4 bộ 8 9 ký. Hồi nãy bộ chưa đọc bộ này nè. Cho bộ này nè. Không có 15 ký đâu chị ạ. Còn 8 9 ký thôi. Còn 8 với 9 ký thôi, chị nào lấy chốt nha. Không có sai đấy. Cái này phân rồi đây hả? Đây. Trong túi đó có bộ xanh. Bộ xanh siêu nhân 35.000. Size 30 ký, bộ này 109.000. Có màu đậm và màu nhạt. 109.000 nhá. Hàng này là hàng công ty nha chị em mà nữa, chắc nó đã lắm. Thế trong đó thế thử liền mà hết rồi chị ơi, 9 ký cho chị Nguyễn Ngọc Trâm Bảo hết rồi á chị Thái, 9 ký cho chị Nguyễn Ngọc Trâm Bảo, 9 ký gì Nguyễn Ngọc Trâm Bảo. Rồi lấy mã bộ bé gái luôn dùng nguyên nhá. Hàng này hàng 119k đấy, em sale luôn chị em 100 lại hết. Hàng này dễ mình toàn bộ hàng này, hàng treo shop là 150.000 một bộ hết á. Size 30, một cái màu đậm, một cái màu nhạt. Nha, màu đậm và màu nhạt cho size 30. Chị nào lấy gái màu đậm, gái màu nhạt size 30 109k nha. Ừ hắn đó. 109k màu đậm và màu nhạt nhá. Chị nào lấy màu nào lên luôn dùng nguyên. 30 28. Đây này chị em mình nhìn viền. Hàng này là hàng công ty nhá. Ai lấy cái này lên mã gái luôn dùng nguyên 30 ký. 109k, 28 ký, 109k, em không có. Em không có. Giờ bé trai em không có. Không có áo phun rồi. Rồi nhá, tiếp luôn dùng nguyên con này. Size này là size 50 ký luôn. Size 45 50 ký luôn. Này. Size to 45 50 ký nhá, 109k luôn. Đó, chị nào lấy cái này lên mã gấu vàng luôn dùng ok nhá. 109k, size này là size 45 50 ký là ok. Sale luôn cho nó gọn nhà. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng hết đấy. Chị nào hỏi bộ bé gái to thì chốt, tranh thủ chốt nha. Chứ không mất công moi ra mất công lắp lên cái này chị em mình kêu cái kia. Mà lên thì chị em mình là không chốt, mất công mà không thấy tương tác luôn. Con này size 28 ký. 28 ký nhá. Chị nào lấy 28 ký lên 28 ký luôn dùng em nhá. Nó vàng đây nè, 109k hết á. Hồng nhạt size 30 nè. 30 cho chị Đỗ Thanh nè. 30 cho chị Đỗ Thanh nè. Rồi nha, cho nguyên con này 25 ký. Lên mã vịt 25 28 kg là ok, 109.000 hết. Hàng này là hàng chị em mình hai đi vô shop là 150.000 hết á. Cái này toàn bộ hàng 150.000 hết á. Cho nguyên cái này lên mã vàng dùng nguyên là ok nhá, vịt vàng. Size này dành cho bé nhà mình 25 28 là ok. 25 28 kg là ok nhá. Rồi lên mã vịt hồng này kèm số ký luôn. Vịt hồng kèm số ký luôn. Vịt hồng kèm số ký, cái này có size đến 35 kg. Nha, từ 25 ký độ lên 28 ký vàng 28 đây nè, 25 ký độ lên và 35 ký độ về là có size nha. Comment mã Việt Hồng, 25 ký độ lên 35 ký độ về là có size đó. 25 ký đến 35 ký là có mã Việt Hồng,
Chị nào lấy Việt Hồng comment mã Việt Hồng luôn dùng ok nhé. Việt Hồng bộ bé trai xịn hàng 100 chạy cái hàng mà cái quần phối viền viền cho em ra luôn. Ờ à, đó 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 nó đó 3538 được nè chị Phạm Ngọc Lan nè, lấy chốt nè cho em mã này là mã Việt Hồng luôn dùng em nhé. Số 35 đi cho nó thông thả, 35 là thông thả nhất ấy, từ 25 đổ lên 35 cái đổ về nha. Chị nào lấy cái này lên mã hồng càng sai. 35 chị Bảo Yến nè, 35 cho Bảo Yến nè, 30 cho chị Kim Ngân nè, còn 25, 28 nè, 32 nè, 25, 28 có cả 22 ký nè chị em mình, từ 22 ký nè, 22 ký đổ về, 25, 28 ký đổ về và 32 ký đổ về, đang còn được 3 bộ nha. Chị nào lấy cái này, chị ơi cái này là bộ, cái đó là bộ cam đằng sau là bộ, 22 đổ lên, cái này từ 22 đổ lên và 28 đổ về là 32 đổ về là còn size. Chị nào lấy mã Việt kèm size luôn dùng được nhá, kèm số ký luôn dùng là ok. Trong mã Việt kèm số ký, Việt kèm số ký luôn dùng là ok nè. Rồi tiếp luôn dùng cái bộ này, bộ bộ chai đại size 50 ký, size 50 ký. Chị em mình nhìn cái độ xịn của nó này. Phải nó đã lắm, size 50 ký. Phải em đi chị em 109k luôn, phải không? Chị em mình mua cái bộ này ra là 180.000 một bộ, đúng chắc như thế này, xịn như thế này nha. Cho nguyên mã 50 ký. Cái bộ này mình còn không? Việc 109k. Bộ này còn không? Còn một nữa. Còn hình như còn trong đó mà. Cái tấm lẻ tẻ chỗ nó kìa nữa kìa. 95 mai càng nha. Đâu cái gì 95? Bộ cam. À bộ cam này 89.000. 89 à? À 98, à quên lộn, 95.000. Còn hồi nãy là 109.000. Bộ trai này size 50 ký là 50 ký mà mua 109.000. Dạ mình nghĩ đi, không bao giờ đi nhập ra được luôn. Có mấy bộ nữa đó chị, kiểu như đó, bỏ ra cho em xe 100 à. 45. Bỏ ra cho em xe luôn đi, xe to á, xe đại á. Ok, chị em sẽ tương tác lên xíu với chị em mình nhé. Gọn gọn cái chỗ đó luôn. Con này phân ra cho em đi, phân đi ra cho em cái em chốt. Nè, mấy con này em bán tặng hết 29k luôn. Trai đại đến hết rồi. 29.000 con quần riêng này, tin không? Tin không? 29.000 luôn. Size 20. Bé trai nhé. Size 20. Size 17, size 16. Comment mã quần 29k bé trai. Quần riêng bé trai con này đi 29.000. Nhà ai bán? Đi sỉ không ra được rồi. Từ tin luôn. Cho nguyên mã này là mã riêng kèm số ký luôn dùng nguyên nhé. 16 ký đổ lên, 20 ký đổ về và đi 29.000. Trời ơi, rẻ chưa nha. Chốt mã này nhanh tay đi chị em mình ơi, kèm size đi chị Ly ơi, kèm size đi, kèm size đi, kèm size cho em đi. Ưa lặt lặt ưa để này để rẻ quá. Nay su 17 ký. 17 ký à, không đủ ri. 17 ký. Còn đây cho chị Minh Minh. Chị Minh Minh cho chị còn 16-17 thôi, cho chị Phạm Thị Ly. Phạm Thị Ly còn 16-17 ký thôi. Còn 16-17, 29.000. Vậy mình nghĩ đi, nó rẻ chưa. Bỏ thêm cho chị Minh Minh cái này cho nó đủ ri. Thêm này cho chị Minh Minh cho đủ ri. Rồi còn 16-17 ký thôi chị Anh Như. 29.000. Giờ chị chưa có chị ơi. Bé trai 40 ký có, chị đang phan chờ em xíu. Thông thả giùm em, chia sẻ mạnh tay đi chị em mình ơi, đẩy view lên xíu. Lên cho nó khí thế một xíu nè. Còn 16 17 ký, chị nào lấy 16 17 ký lên luôn dùng. Cái con này cái 49k tàu khô. Hết hàng. Tàu khô giờ đang chờ đang hóng dễ sợ luôn, có tàu khô. Khách mua rồi họ tới họ lui, con này lên mã lửng dùng em nhé. Size 55 đổ về. 49k. Lên mã lửng vàng 49k luôn nữa được. Lửng vàng 49k. Em đi trẻ mình nguyên cặp luôn. Cái này đi 150.000 hai bộ. Hai màu đó. Kèm số ký cho em nha. Size 18, 20 ký đổ về. Màu nào cũng được nha chị em mình ơi. Từ 12 đổ lên, bộ này chắc gọi là siêu đẹp luôn. 18 đổ lên. Ơ lộn. 10 ký đổ lên, tàu khô chị Lê Nguyên Nguyên.
10kg đổ lên 18 đổ về là có sai. 150.000 hai bộ. Hàng này phải trẻ mình đi mua 150.000 bộ. Em bán đi trẻ mình con này làm không, cái này size nhỏ người ta không bán 150, người ta bán 130. Size nhỏ này là 130, còn size đại đại hồi nãy Nguyên đang đi là 150 180 không. Chị nào sành hàng này là trẻ mình biết nha. Trong cái này em đi nguyên cặp. Cho chị thêm hai bộ bé gái 9 9 20k. Anh chị có cái bộ nào 9kg 20k? Bộ nào mà 20k? Chắc mà thấy cái bộ cấp hơn á. 9kg 20k. 8 thôi, 18kg thôi. 18 cho chị Ly nè. Phạm chị Ly. 18 cho chị Ly. Đâu? 150.000 hai bộ. Hàng này chị nào xanh hàng là hàng này 130.000 một bộ. Từ 18 đổ về. Hai màu khác nhau chứ em đi combo hai bộ mà. Cái này chị mix sẵn rồi. Cái này chị mix sẵn rồi. Từ 12 độ, 10, 11, 10 cái độ lên. 10 cái độ lên, 18 cái độ về là có sai. Em mix sẵn nha, mix sẵn rồi. 18 cái còn. Nha, chị nào lấy cái này lên 100. Có còn 18 cái nào mới có thấy. À một đây. 18 cái nè. Rồi nhá, chị nào lấy mã này cặp kèm số ký. Cặp kèm số ký còn 17 cái độ về thôi. Hàng xây nhí này là hàng 130 đó. Hàng đúng hàng công ty này. Không có sai đâu chị. Cái nào có sai là em bóc. Em đi luôn combo này này cho nó dễ. À, không có được rồi. Bộ bé gái hai mấy ký có. Hồi nãy em đi mấy cái mã 109k. 8 ký cho chị Ánh Như. 8 ký cho chị Ánh Như. 8 ký chị Ánh Như. Rồi nhá, chị nào lấy mã cặp kèm số ký luôn dùng nguyên. Cặp kèm số ký nhá. 14 cho chị Lon Lê nè. 14 cho chị Lon Lê nè. 14 chị Lon Lê nè. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Siêu đẹp. Vải này chị về trẻ mình chỉ có mê thôi. Về mê cái vải này thôi. Chị nào phải mua hàng chắc, hàng xịn nhá. Chứ còn mà so với hàng chợ thôi. Cái này không để so với hàng chợ được. Rồi nhá, ai lấy cái này không có 30 ký. Cái này hàng toàn hàng size nhí thôi. Còn size 16-17 ký độ về. 10 ký độ lên, 16-17 ký độ về là có size. Ai lấy cái này chốt nhanh tay luôn dùng mã cặp kèm số ký luôn dùng nguyên. Cặp kèm số ký 150.000 hai bộ. Mua hẳn hai bộ, 4 bộ để dành cho nó ăn như vậy mình nhá. Chắc đẹp như thế này. Đó, còn được từng này nữa là em ba hết luôn. Về cái này về là mấy trăm bộ nè. Còn được từng này nữa là em sạch luôn nè, em đi combo. Chứ cái này thật sự không? Lãi không bao nhiêu hết á. Không lãi bao nhiêu tiền hết á. Ơ, cái này còn xe bự nè chị. Bộ này size 22 nè. Bộ này size 22 có 1 bộ nè. Cặp 15 chị thấy trên mạng với chị. Cặp 15 56 được. 5 có bộ này size 22 nè, 79k bộ. Bộ size 22 nhá. 79k bộ, size này size 22kg nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên size 22 đổ về. Được một bộ size 22kg nha. Chị nào lấy 22 lên 22 cho em nha. Rồi. Rồi cái nó cho em đi. Cái này giữ ra như cái gì. Còn mấy cái quần này còn sót lại size 35kg nè. Quần túi hộp, quần kaki túi hộp. 22 là 79k. Viên anh này. Quần túi hộp luôn dùng nguyên nè. Còn bộ size này size 35kg. Hàng này em đi 79k, 69k đó. Cái này lên mã 35kg luôn dùng nguyên nhé. Toàn bộ quần này quần bé trai size 35kg. Nè. Ngầu không? Ngầu không? Bộ 22 hết rồi chị. Thôi còn bộ nào 22kg. Số 7, 8, 78 chứ. 7. 49k con này luôn. Bộ sắc nách nó. Bộ sắc nách nó có size đại anh chị? Size 30, 35 không? Bộ sắc nách lại nữa. Có size đại không? Không có à? Không có chị ạ? Em mua đúng không ạ? Đúng rồi, coi có số to. Ô, con này em đi 49.000. Số nó số mấy rồi? 11. Đấy. 11 cái tầm 32kg. 32kg. Con này em đi chị em 49k size 35. Sợ chưa? Quần hàng em đi 6, ô quên lộn, 79 hay 85 gì? 79.000. Quần kaki túi hộp. Quần kaki túi hộp đi 49.000. Cái này hôm bữa mấy chị chốt không có hàng. Mấy chị chốt là không có hàng. Mà nguyên đi luôn cho chị em mình là 49.000 một cái. Nghe rõ cái giá luôn dùng nguyên nhé. Còn được từng này cái, bóc luôn mấy cái đi chị em mình nhé. Thiệt luôn. Em bộ nữ có, chờ em xíu. Còn
còn 20-30 bộ thun thái thôi. Chị nào lấy bộ 49k lên luôn vừa được. Có đấy chị Hoa Xinh rồi. Rồi nha, ai lấy cái này lên cho em. Comment lên lúc này dùng nguyên. Rồi tiếp cho em cái này lại tải em lên trước này, rồi phân cái sau. Cái này lại tải lên trước, túi hộp 50kg không có sai, có 35kg thôi chị ơi. Còn 35kg thôi. Con này em đi chị em 49k cái váy này nè, xinh nè, được 3 cái, size 13, size 15. Váy nhá, kaki cho chị Lê Quyền cái. Bên kia là bóc giùm em chị cho chị Lê Quyền cái, quần kaki bé. Size 15, xinh. 3 hạ 35kg đó chị ơi, gì lấy thôi. Cho chị Thu Lan cái chị, Thu Lan cái. Thu Lan cái. Rồi cho Nguyên lên cái này nè, tương tác lên xíu nha. Size 15, xinh không? Phải nó mềm lắm. Con này hàng shop nhé, 49.000 luôn. Còn em mã váy váy bé size 15, 16 là được. 15, 16 là ok. Nè, cân hông dưới là đuôi cá nè. Đây luôn chị em mình con này 49k luôn. Nha, lên mã váy cái này không phải hàng chợ đâu nhé. Em nói trước, giá 49k là giá em sale cho nó gọn. Bỏ cái này xuống thì mình sẽ lấy cái ghế qua đó sao. 49k là Nguyên đi cho nó gọn nhà đấy. Thì cũng còn rẻ lại cái chứ không có chị em lại tưởng hàng sổ sổ. Hàng này là toàn bộ hàng này là hàng má shop hết. Cái này gì dịp chi nè. Ồ, bên tay bắp nó không nhảy nha. Bên này nó nhảy nè, máy chính nó nhảy, tay bắp nó không nhảy. Hạ cái like xuống mình sẽ xe bot không nhảy comment nha. 49.000. Rồi còn 13kg. 13kg, 13-14kg nữa thôi. Còn 13-14kg thì nào lấy 13-14kg lên luôn dùng ra được nhé. Cái của chị Thu Lan đứng đơ rồi. Còn bên này nó nhảy mấy cái comment nữa rồi nè. Cái này còn size 13-14kg nha, chị nào lấy cái này 13-14kg lên luôn dùng là được, xinh lắm. Cưng không? Cưng không? Dưới của nó là đuôi cá như thế này nè. 13-14kg phát luôn cho nó, 49.000 cá thôi. Chị nào lấy 13-14, lấy 13-14 luôn dù còn được 3 cái nhé. Sale luôn vậy mà là 49k gọn nha. Ai lấy cái này lên nhanh tay. Còn được 3 cái sale 13-14. 13-14 nhé. Ai lấy 13-14 này chốt luôn dù nhưng mà ok. Cái này xuống. Cái này trong bộ mà giờ đây. Cái này còn bộ này. 13-14 thôi. Size sale nhỏ chị ở sale nhí mà. 13 cho kiên ngang. Hả, xây nhí mà. Cái này size 15. Size 15. Quần dài nha. 39.000 luôn. Bộ này cũng hàng bán trong siêu thị. Áo của nó áo thun lạnh, quần của nó là dạng quần thô mềm. Áo thun lạnh và quần thô mềm. Nguyên bộ này đi 39k size 15. Đây mã bộ cam. Bộ này em chạy nhiều rồi đúng không? 39k size 15. Cái gì dịp chi? Chạy dịp chi? Lên đi tình yêu. Cái này còn được hai bộ hàng hãng của người lớn, bán thẳng luôn. Hai bộ hàng hãng nhé. Bộ này là bộ hàng hãng nhé chị em mình ơi, size 52. Bộ dài em hết rồi. Bộ hãng người lớn này, còn bộ là theo này. Nhớ là bộ hàng hãng size 50-52 nhé. Em bán tặng luôn chị em mình bộ này 79k. Đi nhanh tay nha chị em mình ơi. Hàng 129.000. Hàng này hàng 129.000. Đây luôn chị em mình 79.000. Sợ chưa? Comment mã này là mã 79k bộ hãng size L, size 52 đổ về. Nhớ tương tác luôn dùng Nguyên nhé. Tương tác cho Nguyên nghe chị em mình thôi. Tương tác nhiệt tình đi để view cho nó ok xíu để lên cái hàng. Bộ này là bộ hàng hãng. Đây nè. Bộ này size to, size 58kg đổ về. Đây chị em mình bộ này lên mã 105k luôn, bộ mì hàng. Bộ mì hàng 105 luôn. Chị nào lấy bộ mì hàng 105 lên luôn vừa được nhé. Bộ mì hàng và giá là 105.000 luôn. Nè, đây cả 145.000 cho chị xem bộ màu vàng sau lưng chút. Bộ màu vàng phát đi chị ơi, chứ không là hết rồi đó. Còn được mấy bộ, có bộ thun thái luôn cho em lên luôn hả? Đây. Đây, 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 đây. Bóc đi chị ơi, thái xịn, vải đã lắm, cứ mua đi. Cho em bộ này 105.000 luôn. Bộ này giờ hết hàng. Giờ chị có rất rất lại là em xả lỗ ấy. Đi nhập cái này đi nhập tiền giá cao lắm rồi. Còn bộ hàng này hàng xịn không. Cho Nguyên mã này. Bộ hãng luôn dù Nguyên nhá. Bộ con này là mì hàng. Phát găng em không? Phát găng em không? Cái nó lẻ tẻ. Lẻ tẻ thôi. Chứ không.
không chọn từng màu được, mỗi thứ còn có 1 bộ 2 bộ chứ đâu có còn nữa đâu. Thứ còn bộ 2 bộ chứ đâu có còn nữa đâu nè. À, 105.000. Bộ size 18 bé trai, có tông tàu 55k luôn, hàng này hàng 85k, bộ cam em hết rồi chị Bích Hạnh ơi, sắp chốt rồi. Cách chốt rồi, cho nguyên cái này nè. Còn bên này 18kg, đứa nào ông ốm cao cao là 20kg. Bộ này 55k, phải không? Phải hàng em chạy 79-85 không? Cái chị em mình bảo nó deal nè, 79.000, 85.000, đi chị em mình 55.000. Còn rất là bộ. Đó, chị Phương hả không chốt đi, cách chốt rồi kìa. Chứ không hỏi không chốt. 18 cho chị Ly Nguyễn. 18 chị Ly Nguyễn. Chị chốt không? Khách chốt rồi chị nè, 95.000. 95 à? Không, bộ nó 55.000. Bộ này bộ xe 40. Nãy chị nào xe 40, 109.000 cái bộ này. Cầm cái bộ đồ nó xịn lắm. Nó xịn sò lắm luôn. Chị có lái không? Em chốt cho khách để không người kêu chị bảo là hỏi trước, cuối cùng không chốt thì mất công. Bộ này size 40, để em lên bộ Thái nha, tháo xuống đi chị, tháo xuống rồi ai tháo giùm em cái bộ này đi. Để cho chị Kim Ngân lấy. Kim Ngân. Bộ này cho chị Huỳnh Hồng Nhung nè, 109 cho chị Huỳnh Hồng Nhung size 40 nè. Size 40 nè. Đấy, chị Phương Thảo bảo chị lái rồi. Khách lái rồi. Đấy, cái chằng trừ là khách lái rồi, để lấy bầu này được không? Bộ mặt cười nè. Wow, nguyệt. Lấy bộ mặt cười nè, phong lửng nè. À không phải phong lửng, phong vừa. Thôi lấy cái mã này đi chị ơi. Chị ơi, chị Bích Hạnh ơi, khách chốt rồi. Bộ mặt cười phong này 60-62 vô tư. Từ 40-60-62 vô tư luôn. Nha, chị lấy thì chốt nè. Hết rồi, cái này còn được 2-3 cọc nữa em hết. Thái xịn nha. Bộ thun thái xịn. Bộ bé trai hồi nãy nhưng chị coi giùm em cái bộ bé trai nó còn, cái mẫu nó còn xe to không? Mở hồi nãy mới đi xe 109k, còn bộ nào xe to xe 40 nấu à. À, coi còn không, bóc hết mấy cái bộ nó kiểu nó ra đi. Tao có một bộ nó em lên rồi đó chứ đâu. Bộ thái xịn lên mã mặt cười, bộ mặt cười này ngày hôm qua nhiều chị chốt này. Ok Phương Thảo, đừng bộ này nhá, còn bộ kia khách chốt rồi chị nghe. Bộ kia khách chốt rồi, đẹp lắm, những cái bộ này xinh xịn sò lắm luôn nè. Còn em mã này là mã bộ phố luôn, dùng 95.000 thôi nên là không phát tiếc, vì hàng này em nói thật sự là hàng này em cọc tiền, em phải cọc tiền trước hết kêu là có bao nhiêu cái gôn là, chứ bình thường cái này đi nhập mà đúng nhập hàng không được giá sale á là 120.000 đến 125.000. Áo cổ xanh phía sau cũng hai cái vừa không cái này hả? TF là được, có TF đấy chị. Thì là 125.000. Thì là người ta về bán chị em mình 150.000 bộ này hết. Giá tác của nó toàn là 150 với 180.000 hết. Cái bộ này size 57 nè. Comment mã bộ phối size 57 nè. Theo nhá, thun thái nhá. Bộ phối size 57, chị nào thích cái này lên luôn dùng nguyên nè. Một lộ 95.000. 95.000 vừa nhập được xăng được đúng rồi, hàng nó có size bự ấy. Có chị ơi, lên mã này là mã bộ phối, toàn bộ chữ này là chữ theo, size 57 độ về, 95.000 cái bộ này. Cái này mà chị em mua cho con gái lớn cũng được, cho chị hồi lại, mua con gái lớn cũng được, mình mang con gái lớn mang. Toàn bộ hàng của nó, đóng tắt của nó 150 với 180. Lên mã này là mã chữ hồng luôn dùng đi. Comment mã chữ hồng luôn được nhá, theo này. Xanh nó khách chốt rồi, nhiều còn nhiều mã lắm, trời em xin. Còn được 3 cọc, 4 cọc nữa là 40 bộ nữa đó, là hết luôn. Nè, cái này size 57 luôn. Cái này size 57, trong nguyên mã này mã chữ hồng, size 57 độ về. Em like cái gì cũng có, từ lớn đến bé, để cho chị em mình đỡ phải nhà. Like hết bé là chuyển qua lớn, hết lớn là chuyển qua bé. Trong nguyên mã này là hoa theo, cái gì hắn cũng có hết. Chị ơi, cứ đi tỉnh là 30, ngồi Đà Nẵng là 30 hết. Cứ ngồi Đà Nẵng là 30 hết. Theo 95 cho Ngọc Mai. Nè, cái này là 230.000. Ê trời. Treo sốt lên bán, yeah, sợ thiệt. Nè, 60 luôn, bộ này 60. Lên mã này là mã nail hồng, toàn bộ chữ này là chữ theo nhé. Nè, nail hồng luôn dùng là ok. Con nào phông lửng thì em sẽ báo phông lửng nhé. Ngày hôm qua thì khách ghiền phông lửng. Ngày hôm qua thì cái nào phông lửng lên đa số là hết rồi.
nè, mấy cọc này chưa bóc, mấy cọc này chưa bóc tới nè. Lên mã này là mã nail, nail to nail á, size 60-62 nhá, 95.000 bộ nail. Chị nào lấy cái này chốt nhanh, còn mấy bộ chị nào mà chưa săn thử là săn đi, thiệt sự luôn. Nail nhá, chị nào lấy nail comment nail luôn dùng nguyên. Comment mã này là mã chữ nail cho chị Phương Thảo. Comment mã này là mã chữ trắng luôn nhỏ được. Phong này, con này bị dơ xíu. Cái này em sale này, cái này chị em về giặt. Phiên bán cái màu trắng là sợ lắm luôn á, tọt cái bao là nó bị dơ. Cái này lên mã lỗi cho em nhé. Nail em hết rồi. Anh ghi giùm cái nail này, ghi ghi cho nail bước qua này rồi. Nail chị có cái gì Phương Thảo. Rồi lên cho nguyên con này. Ý là lên cái khám sức khỏe rồi về đúng không ạ? Con này bị lỗi nhá, trong cái mã lỗi bị chấm xíu lỗi nhá, 60. Dạ dạ thôi đó, để em chủ động đại lên đi. 5k đi, bộ lỗi 65k thì đây rồi. Này bị chấm chấm xíu nhá, dễ mà nè, bán màu trắng sợ lắm. Lỗi trắng như chị Nguyễn Thành 65 65 lên mã nail cam. Nail hồng hết rồi, chị Na Sower lấy nail cam hề cho nail cam. Chúc mã nail cam chị Nguyễn Thạch có rồi nha, trong cái mã nail cam luôn được. Cứ cái để cái này, những cái kia em lên nè, để em lên nè, chưa lên, lai từ từ, chưa lên áo nó chưa lên luôn, người tăng sai áo chưa. Đấy, lỗi trắng là 65, không lộn đó Nguyên, bỏ qua cho chị Nguyễn Lợi, bỏ qua chị Nguyễn Lợi đi, hai người nữa cái hình đại diện đang thua trời. Cam chị Phương Thảo, cam chị Phương Thảo, bộ thái xịn lắm luôn. Rồi nha, lên mã này. Ui, cái này bị lỗi quần rồi. Trong nguyên mã này, lộn áo lộn quần như thế này, này dơ xíu, dơ xíu. Lên trong nguyên mã này bộ lỗi đi. Bộ này nó vừa lộn áo lộn quần, bỏ lộn áo lộn quần rồi. Với cái quần nó hơi bị lỗi xíu này, bị dơ xíu này. Lên mã 50k. Không chặt. Khách nhà Nguyên 64kg, như vậy duyên duyên mọi khi á, chỉ 64kg đều mang bộ này được hết quý ơi. Trong nguyên cái bộ này 6 nãy đọc bao nhiêu tiền? Bộ này 50.000. 50 bằng cái áo thun thái là bán 59.000 rồi nè. Riêng cái áo thun thái bán 59.000 rồi, bộ này đi 50.000 cho chị Nguyễn Lợi. Nguyễn Lợi. Cho Nguyên thun thái qua luôn đi. Cho luôn thun thái qua. Bỏ cái ghế cam lên đi giữa bóc. Bỏ ghế cam. Rồi lên luôn dùng mã theo cam. 50.000 nhưng mà bộ nó bị lỗi. Cái nào Nguyên đọc đến 60-62 chị em cứ yên tâm chốt, cái này 57 đổ về. Cho Nguyên mã theo nhá. Cho Nguyên mã theo. Comment mã theo luôn dùng Nguyên nhá. Con này là 57 đổ về thôi. Comment lên theo luôn dùng là ok nhá. 95.000 những cái bộ này chắc xứng đời. Nha, cho Nguyên mã theo 95.000. Crop top X lắm chị ạ. À, áo thì có, áo thì có chứ bộ bộ hình như em đi gần như đi hết hôm qua rồi. Gần như đi hết hôm qua. Đây bộ này bộ lửng này. Con này 62 vô tư, cái này cưng nè. Lỗi hồng em hết rồi. Con này 62 vô tư. Theo cam đi vào. Con này 60-62 vô tư, 40 đổ lên, 60-62 đổ về ok luôn. Nè, những con hàng mẫu nó mang ghét chưa. Kiểu của nó áo phông hơi lửng xíu. Hơi lửng chứ không phải là crop top nhé. Trong cái mã này mã lửng đen. Lửng đen có 1 bộ. Còn em mã lửng đen luôn dù ok nhé, 95.000 lửng đen. Chị nào lấy lửng đen, comment lửng đen dùng nguyên. Phương Thảo. Rồi nhá, lên mã này là mã rô xanh luôn dùng nguyên. Cái này coi cái quần nữ màu kia. Có giống không? À đúng rồi. Rô xanh luôn dùng là được, nhìn cái quần nhìn ghét này. Nhưng mà cái này 57 đổ về thôi. Những quần ghét chưa? Lên mã rô xanh được 2 bộ, size này 57 đổ về nhá chị em mình. Riêng cái caro này 57 đổ về, áo là hình con mèo nữa nè, cưng chưa? Nhìn cái quần này phải đẹp lắm, chị em mình yên tâm, giờ cứ thích cái màu nào là chị em mình phát thôi nha. Trong nguyên mã này là mã rô đen, áo quay lộn, rô xanh, rô xanh nhá. Comment lên mã rô xanh luôn dùng ok. 90 bộ đen đó là chị gì, bộ đen đó là lửng hay lái đó con, đừng cặp hai cặp nữa hết đây rồi. Lửng đen, lửng đen hay lửng đen, hay lửng đen con, lửng đen chị nào chưa có lửng đen lên lửng đen dùng nguyên nhá. Hôm nay chị em đến 62 vô tư đẹp lắm, trong lửng đen á, 62 vô tư luôn dùng nguyên là được nè. Được chưa, ai lấy cái này lên trung nguyên lửng đen 62 cái độ về từ 40-62 đều mang ok hết. Chị em mình nhìn cái con quần của nó nè, phát nhanh tay nhá, em lấy gì cũng có hết á, đồ lớn đồ bán ngày hôm nay là like tổng hợp.
cái like tổng hợp quần nam đây xíu lên luôn, bán tặng 45.000 đi. Cho nguyên mã này là mã lửng đen dùng là ok nhé. Tờ mấy mã lửng đen. Màu hồng nhạt. Rô xanh cho Trương Thí. Có hồng phía sau là áo áo gió chị, áo gió em có up lên trang cá nhân hết rồi. Em up lên trang cá nhân đài màu trên đất kia. Chốt cho nó dễ. Lên mã lửng cam. Lửng chứ không phải gà rót tóp như vậy mà nó nên là yên tâm chốt thôi. Màu này chị em mình từ 40-62 đều màu ok. Màu hồng cam ấy, đẹp chưa? Nhìn cái quần của nó này. Nhìn cái quần của nó này. Xịn sò. Nha, chị nào lấy cái này bộ này đẹp này, chị nào lấy cái này lên mã hồng cam luôn vừa được nhé. Màu hồng cam được bộ nha, 95.000 hồng cam, chị nào lấy hồng cam comment hồng cam 95 luôn dùng là ok. Hồng cam 95, xanh coban luôn dùng là được. Đây hình cọc này sang với hình cọc đồ bát nha. Và chị ở 95.000 một bộ. Bộ thun thái xịn. Bộ thun thái xịn. Rồi lên mã coban luôn dùng là được. Cam cho Phương Thảo. Coban nhé, cái này 57 đổ về. Riêng cái bộ coban này là 57 đổ về nhé. Chị nào lấy xanh coban lên xanh coban 57 độ về và em đi luôn chị em là 95k. Em ngủ chưa sao? Chưa biết. Không có đâu hà đâu. Hồng cam em hết rồi. Đây 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 còn một bộ bộ cam nhạc nữa đây. Cô ban cho chị Hà. Cô ban cho Hà Lê. Còn một bộ cam nhạc viền. Chưa em chưa lên. Để đó chị em. Nè lên mã viền hồng. Viền hồng luôn dùng em nhé. Size 60-62 độ về ok. Phải đẹp lắm. Chắc miên man luôn. Chị nào lấy viền cam xin cô ban em hết rồi. Cô lấy mã viền cam luôn nữa được nhé. Lên trong nguyên mã này là mã viền cam 95.000. Tương tác đi chị em mình ơi. Chấm tương tác chia sẻ mạnh tay đi. Đẩy á. Xanh em hết rồi. Trong mã này là mã lửng hồng. Đẹp lắm luôn. Nó giống giống cái mã hồng cam rồi. Ui. Con này viền cho chị Ngọc Anh. Viền cam à, viền hồng đập lộ. Con này là phông lửng nhé. Phông lửng nhé, 60 mang được luôn. Quần của nó là quần lon, phối lon như thế này. Cái này lạ nè. Đẹp nè. Comment mã lon dùng nguyên nhá, phông lửng nhá chị em mà nó. Nha chị nào lấy lon, phông này chị em 60 mang ok luôn. Chị em mình nhìn cái phông quần mông to nào mang này cũng được hết. Chung mã này là mã lon. Nha chúc lon dùng nguyên là được. Comment lên lon dùng nguyên nhá. Chúc lon luôn dùng ok. Cái này là phông cho bé nè. Con này cũng là lửng. Lấy bộ đen cho chị. Bộ đen cái này cho chị Phương Thảo. Bộ đen dưới cho chị Phương Thảo. Bộ đen chị Phương Thảo 95.000 hết. Lon đen 95 luôn. Chị nào lấy lon đen 95 cầm em lên luôn dùng là ok. Lon đen 95. Tiền cam em hết rồi. Rồi nhá, comment mã chữ cam luôn dùng em. Trời ơi. Đẹp chưa? Không dòm nữa đâu. Bao nhiêu bộ rồi vẫn thích thun thái đúng không? Cầm em mã chữ cam dùng nguyên nhá. Thì cái chưa là biết vẫn ưng. Cầm em mã chữ cam bộ màu này đẹp quá nè. Bộ đen trong tay à, là bộ lon này cho chị Phương. Bộ lon đúng không? Lon, bởi vì Phương Thảo rút cái bộ kia lại. Bộ lon đúng không? Quần lon đúng không? Cho bộ màu đẹp, lấy màu đẹp cho em đi. Màu này không quất, phát tiếc lắm luôn. Phát luôn cái bộ này này chị em mình ơi. Cho nguyên màu này màu đẹp đi. Không, cho lấy màu đen, đen nó hồi nãy trước rồi. Lấy bộ lon đi, ghi bộ lon cho em đi, bỏ cái bộ trước đi. Lên đúng mã cho em là bộ lon đi chị Phương Thảo ơi. Màu đẹp cho em nè, con bộ này. Chị nào lấy màu đẹp bộ này mà không chốt phí lắm luôn nè. Đẹp từ form đến chất nhá. Rồi lấy màu hồng đậm luôn dùng nguyên. Được có 2-3 cặp nữa là hết. Chữ cam thì dịp chi. Dịp chi. Chơi dịp chi, cái này cũng áo là áo phông lửng nè. Comment mã hồng đậm. Cái này hả? Cái này form nhỏ nè. Bỏ hết những cái mã kia ra qua đi. Mã lon cũng bỏ ra đi. Thôi cái nào chốt cái đó chẳng ấy. Chị Hồng là lộn á chị. Em đọc cái mã nào có. Để đọc cái mã nào. Bỏ cái đen với bỏ cái gọi ghi là cái lon không phải đâu, bỏ đâu chị đâu. Em đọc cái mã nào thì chốt cái mã đó cho nó dễ. Nó không bị nhầm. Còn mấy mã hồng đậm luôn dùng nguyên trẻ mình nhìn cái phông quần. Phông này trẻ mình đi 60-62 vô tư luôn. Nha. Riêng cái này 60-62 vô tư luôn.
nha. Cái mã này thì lên luôn nhiều mã tim. Comment mã tim, size này 57 đổ về. Ok chốt, tim trắng à, là mã tim đen đi. Thôi nhá, comment mã hồng đậm. Comment đúng mã là không bị nhầm hàng nha, đúng mã cho Nguyên không bị nhầm hàng. Comment mã này là mã hồng đậm luôn, dùng là ok nhá. Form này hơi lẫn lẫn xíu nhưng mà cái mông này to 60-62 chị em mình mang ok luôn. Chốt mã lên mã hồng đậm luôn nhờ được nhá. Chị nào lấy hồng đậm comment hồng đậm luôn nhờ ok. Hồng đậm nha. Cái này form lẫn, chà ghét chưa. Form lẫn lẫn này mặc cưng lắm. Dễ thương, cái nó của nợ người lớn. Cái này là form lẫn này lên mã viền hồng. Chị nào lấy viền hồng chốt viền hồng. Đây là con hàng mẫu nó mang. Đó, xinh chưa? Đẹp lắm, vải đẹp lắm. Chị nào lấy cái này lên mã viền hồng. 95.000 viền hồng. Form này chị em đến 60-62 vô tư. Cho mã viền hồng nhé. 60-62 vô tư luôn dùng là được. Rồi lấy mã rô cam. Tên lóc 2 lóc nữa là chuyển quăng bé lại với chị em mình nhé. Bộ này bộ lửng. Được một bộ lửng nè. Chị nào lấy lửng comment lửng cho Nguyên nè. Cũng đi giá này luôn. Form này chị em lấy 60 nhé. Khoảng đi 95k luôn. Nha chị nào lấy lửng form lấy 60. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng Nguyên nhé. Form lấy 60. Bộ lửng còn bộ thôi. Chị nào lấy lửng comment lửng dùng Nguyên là được. Form lấy 60. Thì em đang đi cọc, cọc tay là sao? Bộ này bộ tay cọc hết chứ đâu có tay dài đâu. Nãy giờ đang đi tay cọc nhìn cái quần con này. Nhìn xem nào. Cho Nguyên mã này mã rô cam luôn nữa được nhá. Lửng cho thanh hồng. Comment mã rô cam luôn dùng là ok. Chị nào lấy rô cam. Cái này bị ái xíu chỗ này thôi. Bị dơ xíu chỗ này thôi. Cũng không ảnh hưởng lắm. Chút mã 85k thì em về giặt cho Nguyên xíu được. Thắng bị một xíu vẹt nhẹ nhẹ thôi. Bộ này đang rất là đẹp. Size 57 đổ về bộ này. Không, cái này không có 62kg. Lửng hết rồi nha. Sắc nát em không? Sắc nát hôm qua. Rô sắc cam. Rô cam này không? Size 57 đổ về thôi. Rô cam này 57 bộ này đang rất là đẹp. Nhưng mà 57 đổ về thôi. Hôm qua sắc nát lên hôm qua rồi không biết còn cái bộ nào. Nha, cái này là 57 đổ về thôi. Không đến được đến 60kg nha. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng mã rô cam size 57. Bộ này em đi chị em 85.000. Nó bị vẹt nhẹ xíu chỗ này thôi. Chị em mình về vò sơ là nó ra. Bị xíu xíu chỗ này. Nha, chị nào lấy rô cam comment mã rô cam luôn dùng là ok. Cho bà xã lên cái này để sale size đến 13kg. Bộ này sale 35.000. Tương tác lên đi chị em mình đó. Chấm tương tác lên luôn dùng đi. Một cái thôi, đưa một cái thôi rồi bóc tay xong. Cái này size từ 9kg độ lên còn được 2 ri. 9kg độ lên, 13kg độ về là có size. 9 độ lên, 13 độ về nhé. Nè, chắc này. Bộ này chắc đẹp lắm luôn. Bộ này chắc sướng, mỗi tội là em tiếc miết cái hàng này là không có size nhỏ. À, không có size to. Về toàn là cái này đi lỗ không ấy, vò về toàn là size nhỏ. Nè, không có đi to. Size dành cho bé nhà mình từ 9kg độ lên, 13kg độ về. Bé trai nhé, 35.000 bộ. Cái hình này là hình theo này. Bộ này mang siêu mát luôn, chị em mình về nhận hàng đi. Về nhận hàng không nghĩ ra. Bộ neo không còn nhé, hết neo rồi. Hết neo rồi. Nó chỉ lẻ lẻ như thế thôi, chứ không có hàng nữa. Bộ này em đi chị em 35.000. Lên mã bộ sọc kèm luôn dùng cái số ký là ok. Từ 8kg độ lên, 13kg độ về là có size. 8kg độ lên, 13. 9 là 9-10. Đây dưới này chị ấy, chị để sẵn size rồi nè. Đây 9-10 đó. Rồi nhá, lên mã này luôn dùng Nguyên là 35.000 một bộ. Chắc bao đẹp luôn cái dẻ mình luôn. Nha, ai lấy cái này lên luôn dùng Nguyên. Mã này là mã sọc lúc nãy mà. Không, em không lên đồ bé gái. Nha, em lên cái mã nào chị em mình thấy ok một chút thôi. Like cái mã này chị em mình kêu mã kia mà. Có 13, nó 9kg độ lên, 13kg độ về là sẽ có size. Trong tầm khoảng 9 đến 13kg là có size. Rô cam cho chị Ngọc Mai. Rô cam hồi nãy là 85.000 nhá. Cứ trong 9 đến 13kg là có sai, chị nào ưng thì lên thôi. Chứ giờ đã lên số ký, đạt số ký như thế rồi mà còn hỏi ngược lại nữa, thôi đuối. Rồi tiếp luôn dùng cái này. Bộ bé trai xịn, size 50. 13kg cho Nana. Bộ size 50. Bộ 10 chị Hình Phương. Bộ size 50. 10 cho Hình Phương. Bộ size 50, mã 109k. Chị nào lấy xanh 109 chút luôn dùng đẹp. Tất cái viền,
nó làm rất là kỹ luôn, tới cái túi cũng làm viền đẹp như thế này nè. Đó, ai lấy cái này lên cho Nguyên nè. Comment mã này là mã xanh 50kg. Anh chỉ có 17kg. 13kg đổ về thôi. Hết rồi. Lên mã bộ 50kg. À Liên Quách. Bộ 50kg cho chị Huỳnh Hồng Nhung này 109k này. Cái này là chị Huỳnh Hồng Nhung 109k. Cái này là chị Huỳnh Hồng Nhung. Huỳnh Hồng Nhung 109. Bộ này đang còn bộ size 20. Size 2kg này. Của bé trai. Bộ 13 hết rồi. Bộ này size 22kg này. Bộ này đẹp lắm. Đi chị em 55k luôn. Phải hàng này là hàng Nguyên đang chạy là 79k không? Đó, ôi cái này bộ này bị lỗi xưa rồi nè. Xanh em hết rồi. Bộ cam treo phía sau chưa chốt. Đây chị ạ. 57kg đổ về. Màu cam chị lấy chút. Bộ này lên mã bộ lỗi đi. Bị lỗi này. Lên mã này là mã tặng thôi. Bán tặng cho chị em bộ này luôn. Mã 10k đi. Bị tọt bao. 10k. Chốt mã 10 đi. Chị em lên mã 10 cho em nhé. Bộ này nát size 35kg này. Hàng này 119k này. Em đi chị em 109k luôn. Size 35kg, comment mã nách size 35kg. Tặng cho Hà Lê. Nách size 35kg, chị nào lấy nách size 35kg lên luôn dùng là ok nhé. Còn hàng công ty chị em mình nhìn cái nẹp cổ này. Ngố Thái em không có chị. Không có ngố Thái, hết ngố Thái rồi. Comment mã bộ này 35kg. Cái like này là cái like tổng hợp, cái gì cũng có hết. Lớn có, bé có. Nha, nách cho anh Phương. Size 35. Đây 109k, hàng công ty 109k. 32kg, lên mã này là mã cờ xanh luôn dùng đi nhé, 109k. Cờ xanh 32kg, 109k, toàn bộ hàng này mà nhận hàng về chắc không phê nữa thì thôi luôn. Nhìn hàng luôn dùng em này. Phải hàng này toàn hàng 150.000 không á. Trong nguyên mã này là mã xanh luôn dùng nhé, xanh chuối đi. Xanh chuối này size 32. Nha, 109k đi đồng luôn. Đi đồng luôn. Còn 109, áo quên lộ 119, 125 gì em cũng đi đồng một giá hết. Còn ít rớt rớt là em đi nốt luôn chị em mình là 109.000. Cái này lên mã cờ. Size này size 32kg, vải này chắc đẹp lắm. Khách nhà em mua này quá nhiều rồi. Rồi cái này lên mã đỏ đô size 22, 23kg. 23kg. Xin chú chị Lê Quyên. Lê Quyên. Cái này 23kg. Đến 25kg cũng được luôn. Từ 23, 25kg. Nha, lên màu đô luôn dùng là được. Còn bên mã màu đô luôn dùng đây chị em mình nhìn hàng luôn nhìn. Nhìn hàng luôn dùng em. Nó xịn lắm. Trong màu đô từ 23 đến 25kg 109. Đô từ 23 25kg 109k màu đô luôn. Chị nào lấy đô lên đô luôn dùng ok. 109k nha chị. Màu đô 109k. Làm cái bộ đồ xước dễ sợ. Size 28 30. 28kg là được ấy. 28kg là ok luôn. Nhìn hàng luôn dùng em. 28kg nhá, 109k. Nhìn cái quần. Ai lấy cái bộ này lên mã bộ 28kg luôn dùng em. Bộ 28kg nhá. Em qua rất là cặn luôn cho dễ mình coi chắc luôn ấy. Xịn sò. Trong em mã này 28kg 109k. Size 28kg nha, chị nào lấy 28 lên 28, đứa nào cao cao ốm ốm thì 30kg cho cái màu này nha. Chị nào lấy bộ xịn cho Nguyên size 28kg là ok. Bộ size đại hết rồi đó hả chị? Chị ơi, trai mà ba mấy ký không còn à? Chị nào lấy xịn luôn dùng Nguyên là ok. Những cái bộ này không chốt tiếp lắm này. 109k. Rồi tiếp luôn dùng Nguyên cái này. Comment mã này là mã nách đô cho chị Duyên Anh. Đô chị Duyên Anh. Cái nào Nguyên mang gần vừa này. Chúc 35-37. Chúc 35-37. Lên mã nách xám xe 35-37 109k luôn. Nách xám 35-37 109.000. Nha, chị nào lấy nách xám comment nách xám luôn dùng là ok. Quá rẻ luôn. 109k nhá. Ai lấy nách xám chúc lên luôn dùng ok. Nách xám và nách cam xe 35-37 ký. Nách xám chị Anh Phương. Cho chị Anh Phương
Con này size to hơn size 45. Size 42 45 kg, nguyên mang còn rộng. Con này 42 45 kg trong mã nách cam, 109k. 42 đến 45 kg nha. Thì cho chị nào lấy cái này 42 đến 45 kg 109k. Thì cho ai lấy cái này chốt nhanh tay, từ 32 đến 35 kg cam cho chị, 42 45 cho chị Lê Phạm Bích Hằng. Thì Lê Phạm Bích Hằng. Gì em sao đấy? Thế? Thằng Hảo à. Nguyễn Hảo. Đấy. Nguyễn Hảo đang đi. Đánh giá đi, lần sau đỡ phải bán mấy người này nữa. Nè, bộ mặt cười người ta chứ không có nè. Nguyễn Hảo à, cái này khách mới cũ ấy. Đánh giá luôn vô lần sau, bốc cờ đỏ đi lần sau, khỏi bán. Đẹp, bộ mặt cười dùng nguyên nè. Nách cam em hết rồi, bộ thái này 95.000 đây nè. Chị nào lấy thái cam, comment thái cam 95.000. Những cái bộ này bộ đẹp, ngày hôm qua hết sẵn xanh rồi. Ngày hôm qua không còn luôn. Đó, chỉ có là những cái mẫu này giờ chỉ có là hàng xả hàng bom rồi thôi. Trong cái mã này mã cười cam luôn nha, bộ thun thái 60-62 vô tư. Comment mã bộ thái 60-62 vô tư nhé. Em chốt luôn trẻ mình con này, giá lên trẻ mình là 95.000. Comment mã cười cam, những cái bộ này ngày hôm qua khách không chốt không có. Hãy chốt xong mất thời gian dễ sợ. Lên mã này là mã sọc vàng luôn dùng nguyên, mất thời gian không? Chốt đơn đến lúc mà phân đơn rồi nhắn tin chốt đơn rồi chốt lại cao xả. Trong khi khách mới. Đó, ai lấy cái này? Những cái bộ mà hàng xả này gọi là mất, giống như mất mà xưa lắm. Nhiều. 95.000. Bộ màu này đẹp. Size 30. Lên màu xanh đẹp size 30 nhé. 109k luôn. Ai lấy màu xanh đẹp comment xanh đẹp size 30 kg. Này, để mình nhìn này. Size 30 nha. 109k size 30. Ai lấy cái này lên nhanh tay, cái mã này giờ cũng không còn hàng. Giờ cũng không còn những cái mã này size 30 này. Chị nào lấy xanh size 30 chốt nhanh tay luôn dùng em nhé. Cười cam Nguyễn Thị Thanh Xuân. Bộ cười cam tăng 60k, bỏ cho chị Diệp Chi đi. Chi 95k. 95k sọc vàng cho bỏ cho Diệp Chi đi. Sọc vàng cho chị Hoàng Yến Nguyễn. Hoàng Yến Nguyễn. Lên mã bộ xanh size 30 hả? Bộ xanh size 30, chị nào lấy xanh size 30 giúp xanh size 30 luôn dùng nguyên. Màu xám size 30. Xanh và xám size 30, bộ này bộ xịn 109k. Xanh với xám size 30, những cái bộ này là đây là những bộ của còn sót. Hoàng Yến Nguyễn lên địa chỉ. Những cái bộ nha. Này là những cái bộ cuối cùng. Ai vải đẹp lắm luôn ấy. Chốt lên luôn mã xanh và xám size 30 kg nhé, 109k. Bộ này bộ hàng xịn. Size 30. Đó, ai lấy cái này nữa chốt. Hết hàng rồi đấy. Hết hàng. Rồi, tiếp luôn dùng nguyên. Tắt đi, đang like mà ai gọi qua. Cái váy này là váy hàng Quảng Châu. Váy hàng Quảng Châu. Thấy trời ơi. Váy hàng Quảng Châu nhìn nè. Ai mà chưa săn được những cái này cho con phát luôn. Cái này em còn lẻ tẻ lại mấy cái. 85.000 một cái. Còn này em đi nốt luôn trẻ mình lại. Đi nốt luôn cho trẻ mình cái này nè. Lên mã váy bé cho em nhé. Hết mã cười rồi. Cái này size 16 17 kg là ok. Cái này 16 17 kg nhé. Comment luôn dùng đi. Cái này bạn Nhiếm có rồi nè. Bạn Nhiếm đang mang cái này xinh lắm, 79k luôn đi. Hàng này hàng em chạy 85k. Còn đúng giá này bằng trẻ mình đi mua sỉ thôi. Những con váy hàng Quảng Châu này bằng giá trẻ mình đi mua sỉ. Giá này đúng bằng giá đi sỉ 79k cái này luôn. Còn được mấy cái sale gọn luôn nhé. Comment cái này size 16 17 kg ok, cái kiểu này hơi rộng xuống ở dưới này nè. Đẹp lắm luôn, 79k. Con này hàng Quảng Châu nha. Con này là hàng Quảng Châu. Ai lấy cái này lên luôn dùng mã váy bé size 16 17. Váy bé này size 22. Đi 79k hết luôn.
Đó, chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi nè. Bé, bé, váy, bé, váy, bé. Tương tác đi chị em mà nó lên tiếp lên tiếp bé hay lên lên lớn cho bà xã xem cái quần này. Cái quần nam đó đi. Đó. Coi nó sale 45k con này luôn. Được, cái xe to. Xe nó nào mặc được, ông xỏ xỏ vô đi. Ông xỏ xỏ vô đi. Thế. Được. 64 cái cũng được, mở. Cặp này em bán tặng hết luôn. Bé bé chị nhóc rồi. Bé bé 792 chị nhóc rồi. Con này em bán tặng hết luôn, size 62 đổ bì. Các màu nha, đi hết 45k con này luôn. Quần nam nhá, hàng này một khi em đi 69k con. Còn bộ hàng này em đi 69k con hết á. Em đi nói luôn chị, mình là 45k một con. 12, 13 không có chị ơi. 12, 13 lấy cái váy gì ta? Không có, không có. Ai lấy cái này? Còn cái mã này là hàng công ty nè. Đâu rồi, cái bao hàng công ty hồi nãy đâu rồi. Hàng thiết mua đấy. Chị nào lấy quần nam lên quần nam nha. Quần nam em chốt luôn chị ạ, mình là 45k. Bóc vài cái đi. Có cái có túi, có cái không chị ạ? Phải hàng này em chạy 69k đó. Hàng bóc lên không không chọn sai. Cho bà sống nguyên một cọc nó màu xám đi. Nè nè nè, bao cọc nè. Hết hàng rồi nên là em xả luôn đi. Cái này cho chị Liên quá. Hết hàng rồi nên là em xả luôn đi. Cọc này còn sai, còn đúng sai. Đi 40-15 nghìn. Em nói là nó rẻ quá thể nè. Size này chốt đến 62 cái tình ngô mang vô tư. Bên này nó chuyên sản hàng chuyên mang hàng xuất khẩu. Con này CS, con này CS form nhỏ hơn là form 50. Cộng này CS form nhỏ rồi. Con size 10. Cộng này CS này. Size quên lộn, size dưới 60. CS đúng không? Size dưới 60. Đây mã quần nam dùng nguyên nhá. Size dưới 60 em đi chị em 45k luôn. 45k túi sau cũng có khóa kéo này. Trời, làm sao mua giá này. Em không đi nhập được giá này đâu đó. Giá này chuẩn giá bán tặng đó. Nè, chị em mình nhìn cái đường kim mũi chị của nó nè. Size S nhá, đi 45.000. S 45. Bé trai chắc không còn size đó chị ơi. Chắc cũng hết hàng đó. Ai mà điện hết. Điện hình ngay. Điện ngay, điện cái máy này nguyên gì. Hình hồng nhông 45. Rồi nhá, chị nào lấy mã quần nam, comment lên quần nam luôn dùng đi. Sao dưới 60 chị ạ? Cái này là dưới 60. 65 hồi nãy chị Liên quách cái hồi nãy 64kg đó, 64-65kg đó. 45.000 chị em mình nghĩ đi. Rẻ quá thể sao dưới 60 cho cái cặp này nhá. Ai lấy cái này lên luôn vô này. Đồ bé gái em lên sang sang thôi chị, giờ không có nhiều nữa đâu. 65 lấy CM hả? Coi có CM quá, 64-65. Cái hồi nãy xã văn vừa á. Có CM ấy, hay CS ấy. CL á, CL cũng được. CL cũng được. Chị đăng qua. Nhật ơi. Nhát Nhật ơi. Quần tay ống xương còn ai đây. Chị điện dồn dập đó. Quần xung. Đấy. Chị Hà Hương Hoàng Nguyễn lát xây gì. Ống xung em còn được mấy cái á. Cái này thì lấy chốt ngoài còn xây bự không, có xây nhỏ nè. Còn được từng này cá nhưng mà toàn xây bự không. Không có xây nhỏ, chị lấy bao nhiêu con chốt còn được từng này con thôi nè. Hết chốt quá chừng này, XL với 2X không. Còn XL với 2X không. Trong nó hết rồi đó hả. Còn từng này con ống xuông còn toàn xây to. Chị ưng thì chị cho chị bóc. Rồi nhá, lên mã quần nam này luôn dùng nguyên. Size này là size 60. Size em đi 79.000 cái. Cái này cho chị Hà Hương Hoàng Nguyễn cá sét. Hà Hương Nguyễn Hoàng Nguyễn cá sét. Rồi nha. Đấy, đồng chí nào lấy cái này nữa chút nha, tao luôn dùng đi. Thế đó là cọc này là cọc gì? Mì. Mì.
bác cho chị 10 quần đi. Còn cái to. Hai chân xíu sao? Sao? Hai chân xíu. Hát thì chị ngồi cứ mua cái bàn. 10 quần đi à? Ừ. Lấy cho hai cái chị Bích Hạnh. Cái size S à? Ừ. Size L. Hai cái quần nam size L chị Bích Hạnh. Size M cũng được, Tình Ngô mang quần luôn. Đen xám để lại rồi kìa. Đó, cái nói Tình Ngô chừa lại rồi đó. Hai chị hàng kia không sợ sành không thử ra xuyên vô. Quần mì chính tắc không? Mì chúng ta không? Ui, mì Hà Bình, mì xịn cho em, đường ri 49k luôn, không phải ri nha, không phải ri nhá, M nè, M L, à, M L X L 2 X, M cho 50, L cho 52 X, L 55 2 X 57, 49k còn, thế đang dịch live trưa lại gom live trưa luôn đây nè. Ủa thế đang like lên biết đâu có tốt hoặc có like không, tranh thủ gom đi. Mình không sợ em còn theo chị nè, như chị tìm thấy thì lượng qua lượng về kìa. Ôi Phương Vi mà để Hạ Nguyên đang tìm cho ra. Cái này lỗi. Xây M cho chị Hồng Hoàng Phạm. Xây M với Hồng Hoàng Phạm. M, L 49k con này, mì xịn nha. L, X, L, 2, X, L nữa. Này trẻ bằng những cặp nè. 2X cho chị Nguyễn Lợi này. Rồi còn 2X nè. Còn L nè. Còn X, L nha. L là 52, X, L, 55, 2X, 57. 2X cho chị Đỗ Thanh. Đỗ Thanh. Thấy ra X, còn L với lại X, L thôi. L với X, L. Mì chiến tắc 3... Ấy, mì chiến tắc mình còn mà. Quần quần mì, quần mì chiến tắc là mì tomboy hay là mì gì ta? Ít lời chị Nga Dương. Được chứ bác chị không? Cái chị Nga Dương. Rồi còn cái size L, size 52 đổ về nữa thôi. 49 đi. Nói cái gì chị? Lấy đồ. Đi tan chi chứ chị? Lấy. Còn cái này cái size 52 nữa thôi là nguyên hết nè. Còn một cái size 52 nữa là hết. Nha chị nào lấy cái này size 52 đổ về là ok. Còn được một em thôi. Nha chị nào chưa có chốt luôn dùng nguyên. Quần đen cầm 60kg hết rồi. Huyền, chị rút cho em cái quần công sở 3 nút mì. Quần mì 3 nút cái phát luôn cái con đó. Phải chị rút nó phải mì đâu. Không. Chưa, không có sai đâu chị, không có 57kg đâu chị Lê Thị Nhàn ơi. 64 để cho chị dịp chị hai cái lát xin lỗi. Cho nó thông thả thật. Thật sự ra là Tình Ngô là mang size M thôi. Tình Ngô 64kg đó. Nhưng mà lát size M thôi đó. Cái nào có size L bắt cái size L chị. Chị phân rồi chị bắt luôn cho em cái. Hai cái gì dịp chi. Coi kiểm tra lại đi. Kiểm tra lại màu đi nha, kiểm tra lại size đi cho nó chuẩn nha. Không có sai nhưng mà nó căng rồi đấy. Lấy hai cái xe lợi gì chứ. Con này em nói em chạy quá là nhiều luôn. Chắc u mì nha. Chắc em này là chắc u mì đài sai. Cái xe lợi ok. Chắc u mì đài sai. Chị em mình từ 40 độ lên 62 độ về có sai. Quần công sở 3 nút chắc của nó là chắc u mì nhá. Tại vì hàng này nó giãn. Chắc sướng chưa. Em đem luôn chị em mình con này giá đây luôn chị em mình là 105.000 một cái. Nha. Comment mã 105. Bữa lấy loe mà không có à. Ui. Thế chị có lấy cái mã này không? Hay là bỏ lộn cái mã này? Có mã này không? Chắc là không đủ size luôn. Không có size, không đầy size này. Còn rất rất là không. Không bỏ hàng. Lên luôn dùng nguyên con nè. Loe là có hàng về nữa. Chốt mã này lên mã này. 62kg vô tư luôn. Hàng này 62kg vô tư luôn. Đều chân bé cũng bỏ luôn.
ở lộn tùm luôn đó, nên là từ từ chứ còn mà dục mà la chốt liền đi lên liền là thiếu hàng hết. Cho nguyên con này nhá, comment mã ba nút lấy size 50 cho chị Hà Ly, 55 cho ghi lại đi, ghi lại ở shipbox xong cho chị Hà Ly. Hà Ly không giấu, cái này đến 62, Hà Ly không giấu, 50 kg, đi đây 1 ri, lấy vài ri về mà bán. Cái này cho 55 kg gì gấu trúc Nguyễn Nguyễn, gấu trúc Nguyễn Nguyễn đẹp lắm, con này đẹp lắm luôn, đài size từ M, XL, 2XL, 3XL, 3XL, không có 65 kg, chút đến 62 kg. Thấy anh Trang hình như còn đơn gì đó ta, phải không ta? Mà bữa giờ không thấy ghế lái ta, bốc 2 ri. Đâu có, còn thấy còn đơn ấy. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên mã 3 nút, cái này đẹp lắm chị em mình bình thường đi làm công sở á. Đi làm công sở mà lấy 3 nút cho anh Trang. Đi làm công sở á mà thích u mì á, bình thường là em chạy hàng u mì chỉ có hàng sọc hai bên đúng không? Hàng lưng thun đúng không? Chứ đâu có cái mã này. Đúng không? Đâu có cái mã này. 105.000 xịn sò mà lưng cao nữa, lưng siêu cao. Hình như còn ấy. Còn sót sót đây em. Còn sót sót đó. Rồi nha, chị nào lấy cái này nữa lên luôn dùng nguyên 3 nút cho chị Nga Dương luôn. Cho chị Nga Dương luôn, chị TT hoặc 2 set, anh Harry nha. Comment mã này là mã 3 nút, công sở 3 nút nhưng mà chắc của nó là chắc u mì. Còn bình thường hàng Vitex thì em chạy về mình 79k thôi. Nhà dòng Vitex là 3 nút em cũng chạy 79k. Ok. Nha, chị nào chưa có cái này. Chị nào chưa có, mình Huyền còn cái quần công sở nào cho lên luôn với Huyền. Size 48 cho chị Hồng Hoàng Phạm. Size 48 cho chị Hồng Hoàng Phạm. 48 cho Hồng Hoàng Phạm. Huyền, cho Nguyên lên. Quần dài chị ơi, quần dài. Còn mở quần công sở nào nữa không, cho lên luôn. Mới rút cho mấy cái cặp áo Trung Thái. Áo Nguyên đang mang quên, nãy chút cho ai rồi. Áo đang mang như chút cho ai rồi. Quên. Đài sai không, rút tròn cái rồi đừng có rinh hết lên những tầm lum đó. Thế cái này còn mấy cái, còn mấy quần công sở này được cái này là lưng chung, chung sau rất là dễ mang. Thì nào bụng to bụng nhỏ gì mang cũng được, được hai cái màu chì, một cái size 52, một cái size 57 58, một cái 52, cái 57 58. Cái mã này mới lên lúc tối nè, mà hồi tối mới chỉ lên màu đen, giờ còn màu chì nữa. Size 52 chị nào gọn lên 55 cho cái size L. Size 2X cho chị em mình 57 58 đổ về. Em đi chị em mình con này 79k. Chốt 52 lấy size L đi cho nó thông thả. Còn size 2X là 57 58. Quần chung sao, chị nào bụng to bụng nhỏ gì mang cũng được nha, chị mang lắm. Lên mã chì luôn, dùng kèm số ký á, kèm size được hai con, sót lại đúng hai con. 79k con này, 79k con này, con này có ấp mẫu lên trang cá nhân, chắc khỏi quá chừng chừng thôi. Đó, chị nào lấy chì kèm size, một con size L và một con size 2. Size L cho chị em mình 52, gọn lên 55. Thấy cho chị em mình 57 58 độ về, chị em chúc đẹp nha. Comment lên chì luôn dùng là được. Chúc chì luôn dùng là ok nhé, kèm size. Chì kèm size, bỏ cái nó qua cho Hiện bóc size đi. Chị Quý lấy size chi ta. Lên size nha, size L cho Quý đặng. Chị xây lời cho Quý đặng. Chị xây lời cho Quý đặng. Còn size 2 thôi. Còn size 2 thôi, con nó 79k. Anh đang mã 56 luôn đó. Màu đen còn không Huyền, quần luôn. Bỏ luôn. Có 2 cái mà. Huyền cái nó còn màu đen không? Cảm ơn. Quần chung sau còn màu đen hồi sau. Hay thay bãi. Ba cái size 7 à? Cho lên luôn đi. Màu đen còn 3 cái chứ mất. Size 3XL, size 60, số 2. Tức là 50kg là size 2X à? 2B. Không, 2X chưa chốt, cái nó cho Quý đặng đi. Còn màu đen còn đúng 3 cái size bự. Khách hàng rồi, thì cái nào tối lên rồi. Màu đen còn 3 cái size bự, size 60, 62, chốt 60 cho nó thông thả. Nha, 3 cái size 3X. Comment mã đen 3X luôn dùng là ok. Không có size, được có 2 cái mà đang ghi lại. Đen size 3 chị ơi. Đen này size 3 chứ không phải size 2. Size 3XL. Hết size 2 rồi.
Trong anh đen size 3. Được 3 con đen size 3 thôi. Chị nào lấy đen size 3 comment đen size 3 luôn dùng là ok. Được 3 con thôi nhé. Đen size 3XL. Size này dành cho trẻ mình đến 60kg, 62kg mà ok luôn. Cho anh tràn cái. Thì lấy cái những cái mã này vừa phông to vừa lưng nguyên thun thì dễ mặc. Còn những cái mà lưng ái thì mang không được. Thì tây tây luôn 79.000. Còn một cái màu đen. Đây ra. Đồ cho Hà Trầm đồ xinh thế. Cô Duyên Hoa Nguyễn cho công thì cũng được hết trơn á. Thế làm gì có đấy. Cho trang ghé. À, mình. Móc đi kìa, còn được mấy bộ nữa chứ mấy. Thêm đen thì ti ti nữa là hết. 79k con. Rồi màu nâu tay này em còn này size 3. Nâu tay này còn đầy size. Nâu tay này em còn size 3 nè. Không có size 2. Không, đen em hết rồi. Đen, nó còn màu nâu tay. Còn màu nâu tay size M nè. Size M cho dễ mình 50 nè, gọn 52 nè. L là 52 gọn 55, XL cho dễ mình 55. Rồi đài size. Riêng màu nâu tay này em còn đài size. Nha, màu nâu tay này em còn đài size. Còn em mã nâu tay luôn dùng em là ok. Kèm luôn dùng em cái số ký. Là nguyên chốt nâu tay kèm số ký luôn dùng yên nha. Đẹp chưa? Y kiểu như thế màu nâu tay. Cái mã này là cái mã hàng cấp lên trang cá nhân. Hấp nhà em chốt nhiều. Em bây giờ nó cũng lại tại sao cái này em còn đủ đi. Trong mã nâu tay phía sau của nó là lưng thun dễ mang lắm luôn. Nâu tay size M chị Hà đi. Nâu tay size M chị Hà đi. Ai lấy nâu tay comment nâu tay luôn dùng là ok nhé. Em đi luôn chị em mình con này giá đi chị em mình là 79k con, rẻ dễ mang. Rẻ dễ mang. Có chứ đằng hổng. Cái này chốt hết rồi. Rồi nhá, ai lấy nâu tay comment nâu tay luôn dùng là được. Kèm số ký luôn dùng em là ok. Bọn chơi. Tương tác cho em nhá chị em mình ơi. Tương tác lên luôn giùm em chứ cho một ít thiên thái đi. Cho một ít thiên thái, áo thiên thái. Bóc lên coi thì có áo vô đi này sao gì. Số 3 ký không chốt, chợ chốt đến 60 số 2. Rồi áo vô đi màu hồng này cho bé hay cho lớn nè. Ồ cho mã phù công cả thế. Nó lấy 3 nút. 3 nút. Hai ba nút gì đó, u mì là được. U mì hai ba nút gì đây. Nâu tay kèm số ký luôn giùm em nha. Chị Nguyệt Nga hình không có. Ui cái mã này hình như là bữa giờ chưa like luôn. Hình như bữa giờ chưa like luôn cái mã chip xịn này. Trời ơi, diễn viên ơi. Cái thầu hỏi mà nhà ngươi bằng quá nhà ngươi không nói. Đã lắm. Hàng 80.000 con đó. Chị em mình nhìn cặp quần nè. 53 lấy size L đi. Dạ không có. Size L cho chị Nguyệt Nga Huỳnh. Chị bóc cho em hai bộ thun thái size 62 nhưng mà không lấy màu đen. Không lấy màu đen. Bóc giùm em cái. Nè, cái này mà mang không sướng cái mông thôi ấy. Không xịn cái mông thôi ấy. Nhìn cái mang cái quần này là thấy cái mông xịn rồi. Nè, hàng này 80.000 con đó. Cái này em có ít thôi. Em đi từ mấy con này. Ờ được. Cái này không có màu đỏ nhé. Cái này không có màu đỏ. Cái này em đi luôn chị em 35.000 một cái. Em đi từ 4 cái. 35.000 một cái. Em đi từ 4 cái nhé. Không có màu đỏ. Cái này không có màu đỏ. Không có màu đỏ chị em mình nhìn nè, nhìn cái cặp nè. Không có màu đỏ đâu, lên cho em mã quần xịn luôn giùm em, không có màu đỏ. Cái mã trước là nó có màu đỏ. Nó giống cái mã trước đó. Ui nó đã lắm chị em mình ơi. Lên cho em mã quần xịn nhá. Size này 40 từ 6 40 đến 60 62 mang được luôn, hàng này nó giảm theo phone. Chốt mã quần xịn luôn dùng em nhìn. Nhìn lên cái mông xịn luôn. Đó. Em đi từ 4 cái nha. Chị nào lấy cái này đi luôn dùng mã này mã quần xịn. 5 cái quần chip loại gì chị ơi?
quần chip loại gì nha. Chị nào lấy cái này lên luôn, mã chip xịn luôn dùng là ok nhá. Em đi từ 4, đi từ 4 10 cái, à 4 cái cho chị hình hồng nhung luôn. Em bóc luôn đi, cũng cái bông mà đẹp áp mà cho chị hình hồng nhung. Phát luôn đây, phát luôn chọc để dành. Thì 4 cái không đang trong đây bị tách lẻ ra ra. 10 cái bóc nguyên cặp luôn cho chị tê tê dùng nguyên cái. Bóc nguyên cặp luôn cho chị tê tê cái. Ừ, chiếc xịn ấy. Còn trước còn chiếc cho trong lên luôn. Cái bao nhiêu đây? Cái 35. Còn cái nước còn. À ước như đẹp như quần chọc. Ở trong mệt quá bà ơi. Mặc ở trong có mỗi chồng thấy chứ mấy nè. Loại 109k, ok. Chiếc xịn 4 cái chị Nga Dương cho nguyên cái loại 109k nữa thì. Loại chiếc 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 có tông xịn. 57 rồi chị lấy cái hàng này. Cái này sót lại được set sale mã 85.000. 10 cái. Em tự tin luôn, không nhà nào bán con này 85.000 nữa. 10 cái. Bóc 4 cái luôn đi. 4 cái cho Nga Dương. Bánh anh chị tê tê. Cái này chị tê tê. Chiếc bé 25. Ủa chị lưu luyến quen đó hà. Phải không? Thay đổi hình đại diện không? Con này em nói nè, chị em mình bao nhiêu ký cũng được, 40 độ lên 62 độ về mang ok. Mà em nói là em chạy tất cả các loại chip cotton thì là em sướng nhất cái mã này. Mã này là sướng nhất, sướng đời nhất. Em nói thật sự luôn ấy, vừa dài vừa mềm vừa giã. Đấy, bao cho chị em mình giặt máy giặt luôn, nhìn chắc nè. Em kéo luôn cho chị em mình nè. Cho nguyên mã này 109.000, bóc cho chị vừa nãy cái, đây chụp cho chị Nguyệt Nga Huỳnh. Bóc luôn nguyên lắp vô đây cho anh Tình anh bóc thì bóc luôn nguyên lắp luôn. Không, cái mã nó chip tổ ong, mã nó là mã 99.000. Mã này lên mã 109k, chip này là đã nhất trong tất cả các mã chip có tông. Đấy, em thì những quá giá này quá ok. Người ta toàn đóng năm, người ta bán như vậy mình 65.000, 95.000. Đó. Lên luôn dùng nguyên con này, mã này là mã 109k. Còn đủ 10 set không? Chị lấy 10 set chứ đâu. Còn nguồn đó Nguyệt bỏ nguyên cọc. Đâu chip này làm gì hết hết rồi, hết rồi, hết rồi chị ơi. Ủa là chị đi lấy hết rồi chuẩn chưa à? Ừ, hết mà đem đều mặc cho hết vừa một chồng mố hết rồi. Hết vì cái này đợt nào cũng hết hết á. Cha gì sợ về nhiều chứ phải ta, hết rồi. Mỗi chiếc tổ ong thôi. Hết đi, rồi. Đi đuổi rồi. Luôn. Đi tê được 5 set. Hết rồi. Cho nguyên cái này cho nó mắc cái mông hả? Cho Quý Đặng. Quý Đặng. Quý Đặng. Lam à. Quý Lam nè. Rồi chuyển qua con này cho nó mắc cái mông. Con này là dòng su lạnh. Con này su lạnh em đi chị em mình 5 con 75.000. Hết cái mã đó rồi chị nội ơi, chờ đằng sau nhá. Cái này em về liên tục, em về liên tục, về miết mà cũng không đủ hàng trả. Này chị em mình nhìn nha. Con này dòng su lạnh nhá, su lạnh. Mang con này thì cực kỳ mắc mong. Bộ đằng sau bộ nào chị ơi, bộ trên nào bộ dưới. Đi luôn chị em mình con này 75.000, 5 cái. Còn chị em mình mua 10 cái là giá 145.000 10 cái. Con này chị em mình mua đi. Chứ người ta bán lẻ ra toàn, em nói là toàn là 28.000 cái hết á. 28.000 cái hết. Trong nguyên mã này là mã cốt luôn dùng là ok. Cái này cũng hết rồi. Bộ hồng là cho bé. Size nhỏ là 95, size to 105.000. À không, đi hết 90.000 đi. Sale luôn, còn lẻ em sale 90.000. Cái mã này để em up lên. Còn ít xíu này hồi em up lên sale cho. Cái này còn ít còn lẻ tẻ. Rồi nha, comment lên luôn vô mã này. Mã này là mã cực kỳ mắc mông. Mã này mang cực kỳ mắc cái mông.
Su lạnh nhá, su găng lạnh. Em chốt luôn chị em mình con này giá đi chị em mình là. Chiếc bỏ trong túi riêng còn không? Mà túi riêng là cái nào ta? Chiếc quần à, chiếc quần mặc váy à? Quần mặc váy hay là cái chiếc 5 chiếc su lạnh. Dạ, 5 chiếc su lạnh cái gì Đỗ Thanh? Cái này không chọn màu, không cho chị em mình chọn màu. Chị ơi, ok chốt. Không chọn màu, em tách 5 ra thôi. Em không cho chọn màu nhé, không lọc, không lựa màu gì hết. Đến 5 con mà em đi 79k, à 75k. Thì ngang có 15.000 một cái, không chọn màu, chị ok chị lên nhé. Không, không, đừng ghi sao, đừng ghi, để cho chị lọc màu đừng chút. Hàng người ta chạy 28.000 con, đi có 10, tính ra có 15.000 con mà. Mà chọn màu gì? Đây. Like mà cứ gọi tới gọi lui miết. Cái mã này cũng sao. Chị Nguyệt, cái mà à, cho em cái quần găng đó luôn. Cái mà cái chip mà cái ngực mà cả cặp kìa. Còn không? Thêm lên chip không bị à. Ờ. Đưa cái số nó đây coi đó. Cái này em cần mấy con? Đưa đây coi nó. Rồi cho nguyên cái này. Đúng rồi. Trời ơi. Alo. Gọi em có việc gì không chị? Đang live mà sao chị gọi không biết. Tắt máy rồi biết người ta bận rồi. Dạ sao? Là sao? Ý là sao? Giờ sao anh? Tên gì đó anh ơi? Thì anh cứ qua đi. Đang like, tại vì đang like gọi nó đứng máy của em luôn rồi. Rồi cho nguyên cái này luôn. Cái này luôn. Đi chạy mình 65.000. Con này dòng hàng xịn nha. Tương tác cho em nhé. Cái này là dòng hàng xịn nhá, đứng máy luôn. Size này trẻ mình từ 40-60 đều mang ok, 62 mang ok luôn. Cho nguyên mã nè, nè. Chắc nè. Nó khác với cái hàng, em nói thật sự hàng người ta chạy 79.000, em đi chạy em 49.000. Vẫn có, đợt trước là hàng 49.000 nó khác cái loại này nhá. Hàng này hàng dài, hàng xịn hơn nhá trẻ mình nhá. Lưu ý nha, cái dòng găng này có hai loại, cái loại mỏng nữa. Nha. Hàng này là toàn bộ, nếu như mà hàng 79k em đi chị em mình 49.000 vẫn bình thường. Còn này chị em mình đi mua đầu trăm. Đi mua đầu trăm 65k con, chắc rất là xịn. Thì TT lấy màu răng đây. Ba cái ba màu nhé. Ba cái bóc ba màu nhé. Lấy mã quần sung luôn dùng đi 65.000 con. Quần cho hoa hương lan luôn màu đậm. Hoa hương lan luôn 65.000 con. Có cả màu xanh xanh này nữa này, đẹp lắm, quần này đẹp lắm, chắc xứ. Phải nó dài. Chọn màu cho em nhé, cho chị Nguyễn Kim Phi. Em chừa màu trắng ra nhé. Chừa màu trắng, chị nào thích màu trắng thì em bỏ màu trắng thôi. Cái này còn không chị, em đi hết 65.000. Cho chị Nguyễn Kim Phi. Em đen chị Ti Ti. Chị Nguyệt ơi, cái này còn không chị Nguyệt? Còn kem, còn trắng. Chị Nguyệt ơi, từ từ bóc cái này em like cái đã. Coi có hàng không, bóc em la quần sung á. Coi bóc trên nguyên cái gì. Xanh em hết rồi, trời em xích.
Coi còn bóc lên luôn đi, 65 nghìn hết luôn nè. Hai cọc đủ mã trong này à. Xanh cho chị Hà Lê. Xanh cho chị Hà Lê. Xanh cho chị Hà Lê. Xanh còn không? Có xanh còn không? Xanh hết rồi. Đen thêm đi tây tây. Đen thêm cho chị tây. Xanh hết rồi. Sương ơi, Sương lái cái gì? À đây, xanh đây này. Đen cho hoa hương lan. Đen cho hoa hương lan cái đảnh. Đen cho Lê Phạm Đức Hằng. Xanh có một cái. Xám cho chị Hà lên. Xám cho chị Hà lên. Còn màu đẹp không á? Còn màu đẹp không á? Xanh, xanh cho chị Ni Nguyễn này. Hồi nãy cô coi dùm cái chị Nguyễn Kim Vi là xanh, màu gì đó. Đây là màu xanh với màu kem. Hồi nãy là chị lấy xanh với đen. Bỏ kem ra, bỏ kem ra. Xanh hồi nãy chị cho ai? Xanh cho chị Ni Nguyễn. Xanh chị Ni Nguyễn. Ni Nguyễn à? Đen thì chi kim. Mấy chi kim. Kim chi viết rờ ra. Kim chi viết rờ ra. Kim chi Nguyễn. Kim chi Nguyễn. Kim chi Nguyễn. Màu kem này cũng đẹp. Xanh em hết rồi. Hết xanh rồi nhá. Nè. Đâu. Ồ. Mỗi thứ mỗi nơi. Cho chị Kim Dung Nguyễn cái. Kim Dung Nguyễn. Nguyễn Kim Dung. Cho chị Huyền Anh cái. Hết xanh. Có nâu, có nâu. Có nè, màu đậm nè. Trẻ mình cứ lên màu đậm nè, màu nhạt. Màu đậm nè. Này trẻ mình nhìn chắc giống nhù. À Sương chọn thay màu đi, từ cái màu đen rồi. Chắc nè. Nó dài chứ không phải hàng mỏng 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 đâu trẻ mình. Lưu ý. Cái dòng này nó dài chứ không phải mỏng mỏng quần ống suông. Chắc đẹp lắm luôn. Còn màu đậm nè. Màu nhạt nè. Màu kem, màu trắng, màu đen. Từng nữa tông màu và đi hết 65 nghìn. Chị nào lấy cái này. Đậm luôn cho chị Huyền Anh này. Đậm luôn cho chị Tây Tây này. Đậm chị Tây Tây này. Đậm nhạt. Màu nhạt đây này. Màu này nó nhạt hơn xíu. Màu kem này. Màu trắng. Đậm nhạt kem trắng. Đen còn không? Đen có dưới còn sao? Đen bên này nè. Còn cá nè. Cây Diệu Nguyễn. Đây Diệu Nguyễn còn hai cái đen. Rồi ok nhá, 65 nghìn cá. Chị nào chưa có chút lên tay. Cái này nó màu đậm cho chị Diệu Nguyễn luôn. Màu đậm cho chị Diệu Nguyễn luôn. Màu đậm dưới nó có nè. Đậm là nâu đậm ấy. Đó, đó, đó đúng rồi. Màu đậm hơn mà, màu đậm nhất đó. Đó. Rồi hết màu đậm luôn nhá. Còn màu này. Còn này cho là màu xám, à, màu mùa. Màu nu đi, màu kem, màu trắng. Hết mà, ba tông màu này nữa là hết. Kem, nu, trắng, giá đi giảm 65 nghìn. Chị em anh chọn màu cho em nhé. Kem, nu, trắng, size này chị em mình từ 40, 60, 62 vô tư luôn. Hàng này vừa mềm vừa giảm 65 nghìn. Không, em nói là cái hàng 49 nghìn em vẫn có nha. Mỗi khi em đi vậy mình con lợi dạng dạng giống như này 49 nghìn nhưng mà vải khác nhé. Con này hàng vàng mềm hơn. Hàng mỏng mà là ở ngoài người ta đã chạy cho em 79 nghìn. Nè chắc nè. Chắc mà dẹ mình. Ai lấy cái này nữa lên luôn dùng em nhé. Rồi nha 40. Áo lộn 65 nghìn một cái. Đâu rồi cái cặp ngực đó chị để em mở ra đây. Cái này đang còn mỗi size gì ta? Không, nó là có tư. Có tư hết à? Phải không? Chắc chưa? Có tư nhiêu. Chuẩn không? Ba tạm này không có rồi. Là có chuẩn chưa? Còn 34 thôi. 32, 32B là 34 đúng không? Nu cho chị Nguyễn, Diệu Nguyễn luôn. Nu chị Diệu Nguyễn. Nu cho chị Ngô Thị Trăn. Cái này là dành cho chị em mình à. Chị Ngô Thị Trăn. Cái này em nói nè. Cái này là toàn bộ đánh là 34B. Là áo quần lộn 32B là chị em mình chỉ dùng 34 thôi. Là chốt được. Màu kem cho chị Hình Hồng Nhung. Thì là chỉ dùng size. Cái này là giá em bán tặng đây Duyên Duyên. Mang cực xứ này. Không có size to. Ai có cần mẫu. Có
có cần mẫu không nè? Cái này có mẫu luôn. Còn size chị đang mang size gì? Bình thường mang size gì? 36. Đấy là 36. Bình thường 38 là chị mang 36. Cái này 32B là ngang 34 nhé. 32B là ngang 34. Đẹp lắm luôn. Em nói thật sự luôn. Cái này là nâng đẩy ngực, cảm giác là nó dồn hết nè. Tạo khe. Cái này ngực này siêu đẹp luôn. Tạo khe cái này nguyên một cặp. Cái này bán mấy tiền ta? 49.000 à? Cũng 9.000 rồi, họ thực sự không biết mà sao kiểu gì. Cả một cái áo ngực nè, một cái quần chip nè, em đang sale 49.000 rồi, giờ thật sự em không biết sale giá gì nữa luôn. 48. Tình Ngô biểu sale 48.000 thôi. Vì đang sale 49.000 rồi. Cái nào mà chị nào to 36 thì đi cái size ngồi cũng. Dùng cái size ngồi cũng. Em đi vậy em 39.000. 39.000 nhưng mà là một cặp. Ba chín nghìn nhưng mà là một cặp nhé, một cái áo và một cái quần đó. Ngang chị em mình đi 34, 36 thì còn cũng bon trang được cái size ngồi cùng. Đi size 36 thì bon trang được cái size ngồi cùng. Hàng này là dòng hàng xịn nhé, 39.000 luôn đó. Không chọn màu, có cả màu đen màu xanh, nó không có màu đỏ đặc biệt, không có màu đỏ, màu đen màu xanh màu nu nè. Cái quần nó cũng đã không còn, size nhỏ không thôi. Thì cái riêng cái quần mà dạng vải bằng tin này nó nè, siêu dai luôn, em kéo dạ mình nè. Nè. Đúng bằng cái áo hoặc là mua cái áo. Không có size 36, em nói rồi, cái này là trẻ mình cứ lên 32B luôn dùng nguyên. Là ngang đi 34, chị nào đi 36 bông trang được, chứ mất công là kêu 34B thì 36. Ở lấy 34B. Không không chọn màu, bỏ cho chị Ly đi. Không chọn màu nha, em nói trước, có cái nào là em bóc cái đó. Cho 34B cho chị Ly. Bóc 34B, có màu nào là em bóc màu đó nhé, không chọn màu nhé. 34B là 36 nè, cho chị Ly luôn nè. Rồi nhá, 34B là ngang 36, 32B là ngang trẻ mình mang 32 được, quên mang 34 được. 39.000 trẻ mình nghe rõ luôn dùng nguyên nhá, dòng này dòng xịn nhá, dòng nè. Dòng 36 kìa. Mua cả 34B kìa, 34B cho chị Ánh Như kìa. Ánh Như nè. 34B chị Lê Thì nè. Đây thì 39k hết luôn, không bao giờ em đi nhập được giá này hết. Còn không? Còn 34B nè. 32 chị em hay đi 34 vậy em chốt. 34B chị Linh Hồng cái. 2 cái. Còn nữa không? B. 34B thêm cái nữa cho chị Linh Hồng. Thế áo nơi quần nơi thôi kệ, giờ áo màu mà. Ba tư B cho ai nữa? Cái gì Phạm Lụ nè. Hình Hồng Nhung lên sai đi chứ. Thế là tư B rồi, còn 32B thôi. Ngang trẻ mình đi 34 ấy. Ngang trẻ mình đi 34 ấy. Còn ngang trẻ mình đi 34 nữa thôi là hết nha. Còn được máy xác nữa thôi, em đi luôn cho nó bay hàng. Cái này mà đi nhập không có giờ ra được cái hàng này. Bỏ cho em xác nữa, cái này em đi. Thế không có hai màu đó chị. Ừ, một màu thôi, bỏ cho chị khác đi. Thêm cho chị hình Hồng Nhung màu đen đi. Xe 34B. Không, cái này chị lên Hồng đã xác. Quá rẻ, bằng cái quần không, em nói thật sự 39.000, đúng bằng cái con quần xịn như thế thôi. Nội y nam hay nữ mình còn gì không? Còn cái mã quần ship gì nữa không ta? Ship áo ngực chưa? Bra còn mũ bà ra xanh chứ mấy em. Ê cái bà ra chữ nè ở đâu rồi hè? Còn bà ra chữ nè, em nhớ còn. Bà ra chữ á. Còn mà. Còn 32 mà chốt hết luôn cho bà. Bà ra chữ còn. Ở đâu rồi? Cho nguyên mấy cái set nó bán tặng luôn đi, Huyền Sai 50 kg độ về. Set 125.000 kìa. Còn mấy cái này xinh nè. 79.000. 75.000. Cái này chị em mít quần lên cao lên.
Dạ vô tư thoải mái được chị em mình tưởng mua hàng nhỏ nhé. Cái này Nguyên cũng bằng cái này cũng được, cũng trang được. Coi nè, mình cấp 16. Rồi nhá, chị nào lấy cái này 75.000. 75.000. Được mà. Tại quá. 2 mang 36, mang 32 được. Trong khi đã mang một lớp áo ngực rồi. Nãy là cái quần thụng thụng, có thấy cái bụng to. Dưới đây sợ. Hồng Nhung như bà Tư nha, hồi nãy Hồng Nhung là 36 là bà Tư như vô kê chứ. Bà Tư bê đó. Bà Tư bê á. Nãy chiên bê. Cái này em còn được máy xếp nè. Xe 50 cái độ về. Hàng này 125.000. Còn mỗi xe nhỏ, xe 50. Thì nào gọn lên 52, chút 50 cho nó thông thả. Xếp công sở đẹp với nay. Xe mờ mà nó tụt lúc mà. Xe mờ mà nó tụt lúc mà. Giờ biết lấy cái gì. Xem vest à? Đẹp không? Đẹp. Càng vest. Đâu cần? Một bộ là 15.000. Lợi 15.000. Không phải. Em tắt toàn màu đen. À quên rồi, em tắt toàn size to. Em tắt toàn size XL. Chị là XL mà. Đâu có size S đâu chị. Xét công sở không hề có size S. Size M là size nhỏ nhất. Size M là size nhỏ nhất. Chứ đâu có size S đâu. Không có size S. Xét này cưng nè. Xét vest em còn được máy xét. Còn em đang chờ hàng. Em đặt riêng mỗi size bự. Em nói vest size bự. Tách lên cao giá nữa. Nhưng mà thôi kệ, bây giờ chị em mình thiếu size size bự. Em lọc, chấp nhận lọc size là đắt hơn nữa đó. Lọc mỗi size XL, tại vì hàng size nhỏ em còn được máy xét. Em lọc mỗi size XL thôi. Không có chị ơi, giờ hết size rồi, size nó là size nhỏ nhất rồi. Chỉ có size M, size L, XL đâu có xé. Chỉ có M, L, XL đâu có xé. Xe 50 cái còn xe M. Còn xe M. Đánh lên. Cái xe này cưng quá này. Phải đẹp lắm luôn ấy, em nói thật sự luôn. Hàng này là dòng hàng xịn, hàng đẹp ấy. Xe này cưng lắm, em đang chạy 125.000. Còn màu vàng, còn mỗi thứ từng này thôi là em hết luôn. Em tổng dọn luôn nha. Xe M có, em tổng dọn luôn. 3 set màu vàng, 1 set màu nâu và còn lại màu xanh chuối. Xe này đẹp lắm, chị em mà mua xe này đi. Size 50, Nguyên thật sự, Nguyên 52 cái không mang thông thả nhớ. Chốt 50 là cho nó, mang cho nó thoải mái á. Em chốt luôn chị em mình set này luôn. Sale luôn chị em mình set này gọn luôn nhá. Bán vừa tặng luôn. Chị đấy con. Chơi đi, chiều mà chở đi biển đi. Nha. Chiều chở đi biển nha. Không sửa, không sửa, không sửa. Không sửa đi, chiều mà chở đi biển nha. Ok. Nhưng mà cô đi làm nè. Cô Duyên kìa. Con này em bán tặng luôn 79k luôn. Bà Tư có một món. Cô Duyên được rồi, cô Duyên mập nữa chứ cho buồn. Không, nó là buồn á, buồn là phút á. À cô Duyên anh mập. Cô Duyên này anh mập. Kêu là nó bỏ hết chữ rồi. Sách này cưng lắm, chị em mình mua thử sách này coi. Vừa đẹp nè, vừa mặc nhà được, mang đi chơi ok luôn. Còn được từng này màu nữa thôi. 79k luôn. Em tự tin không bao giờ em đi nhập ra được giá này hết á. Đi nhập đầu hỏi hai là một gần 101 vô set này rồi. Là được, đã được hàng sale á. Set này đã được hàng sale á. Còn bình thường giá mà bình thường người ta chạy là 108 cho cái set này. Đi nói luôn chị em 79k. Chị nào lấy cái này lên mã set kèm màu 79k. Nha, set kèm màu 79k một set. Ai lấy cái này lên set luôn nhiều ok. Bà ra còn mỗi màu này thôi à. Bà ra học sinh còn mỗi màu này. Chị ơi, chị nghe rõ cái số ký em chốt nè. Em chốt 50kg nè. Để xong không, cứ comment như thế nhà em không để là mất công về chặt rồi kêu nè. Em 52kg em vẫn mang cái này thoải mái. Nhưng mà em chốt đến 50kg. Nghe rõ luôn dùm em, vì em chỉ còn mỗi size M nên là em xả lỗ đó. Còn mỗi một size này em xả lỗ đó. 79.000. Em đi nhập vô là nhập vô hàng gọi là đã được giá sale là gần 101.000 rồi. Đó, chị nào lấy màu nào chốt thôi. Bà ra học sinh em còn mỗi màu này. Còn mỗi mà ra màu này nhé.
bờ ra học sinh cho mấy đứa học sinh cấp 2 á. Còn mỗi màu này đây cặp luôn 30.000 luôn, cặp màu nào luôn. Mỗi màu này thôi nhá, hết màu trắng, hết sạch còn xanh màu trắng luôn rồi. Nha Châu Nguyên Mã học sinh, em còn mỗi màu này. Em đi luôn cho chị em mình một cặp là 30.000. Nha, chốt mã cặp 30 luôn dùng là ok. Cặp 30 nhé, cái này em còn được máy xếp nữa thôi là hết. Này về cực kỳ nhiều, chứ chị Kiều vỏ xếp vàng. Chị Kiều vỏ xếp vàng, có thông tin chưa ta? Cho chị Kiều vỏ xếp vàng 79k luôn. 30 cho chị Nguyễn Thúy Phượng, em còn mỗi màu này nên là em bán thẳng luôn. Cho chị Nguyễn Thúy Phượng 2 cái dùm em. 30 thì xếp vàng chị Linh Hồng. Bên kia cho chị Linh Hồng. Rồi nhá, chị nào lấy mã này lên mã học sinh luôn dùng là ok. Sale mãi mà không không hết hàng. Cũng đài nhà miếng lai miếng mà cũng còn đài nhà hàng miếng. Mua hàng không về đi. Cặp mà bao nhiêu ký vừa cho mấy đứa học sinh cấp 2 tầm 40. 42. Tầm như bà này 45 ký cũng mang được. Nó là lớp 6 45 cũng mặc được đó. Nó lớp 6 45 ký mặc được cái chút 42 cho nó không thả đó. Rồi cái này còn được từng này cá cho bà ra chữ. Bà ra chữ cái này thì mang siêu sướng. Thiệt luôn. 60 ok luôn. Nha 60 ok, bà ra chữ cái này trẻ mình đi tập được, mặc nhà được. Thậm chí nhiều khách còn mang cái này với mix với quần lưng cao để đi chơi nữa kìa. Mix quần lưng cao, mix quần sung đi chơi nữa kìa. Đó, rồi đi biển vô tư luôn. Không cần mặc áo ngực nhá. Cái này em đi chạy anh 39k hàng cả. Bà ra mão này thì nguyên đi chạy anh 39k hàng cả nhé. Đó, tranh thủ đi cho nó gọn hết hàng. Lẽ tẻ thứ ít. Tại vì ngày nào cũng có hàng về hết. Ngày nào cũng cắt ra vài bao hàng hết. Nên là cứ like xong mẫu lẻ lại cái, mẫu lẻ lại vài cái. Đó nè, đâm ra hàng lẻ nhiều quá. Đây luôn trẻ mình con này 39k kèm màu, màu xanh đậm, màu xanh ngọc, màu xám, còn được từng này cái nữa thôi là hết. Giãn vô tư, giãn thoải mái nhé. Cái bản của nó là bản to thế này nè. 60-62 vô tư, trẻ mình mặc nhà được, đi biển được, đi chơi được, đi tập được. 39.000 con. Đó, chị nào lấy cái này lên mã bà ra. Đâu có kem đâu chị, có ba màu này thôi. Màu nâu, màu xanh ngọc, màu xanh đậm. Nâu, xanh ngọc và xanh đậm 39k con. Ai lấy màu nào comment lên màu đó luôn dùng nhé. Nâu, xanh ngọc, xanh đậm, comment rõ cho em nhé. Không có màu đẹp. Đâu có, chị thả ra cái thôi. Rồi nha, chị nào chưa có cái này lên luôn dùng nguyên nè. 39.000 con, không có màu kem nha. Ngực 36 em còn. Ngực 36 còn ít ít. 139.000. Ngực 36 139.000 cặp. Cho chị cọc áo thun thái nữa lên. Lên hai cọc áo thun thái nữa lên ngon nè. Xanh ngọc cho chị Nguyễn Kim Vi. Bị lỗi cái quần. Xanh ngọc đây nè. 39.000 Nguyễn Kim Vi. Cái quần bị dơ, bộ nó đang đẹp hết chốt rồi đó nhưng mà bị dơ. Cho cặp nó đi em. Cho em sale luôn cho khách đi. Quần này đẹp lắm nhưng mà bị dơ chứ. Chị sale dơ cái quần. Đây. Bị dơ lần trước này xíu nè. Cái này về trẻ mình về chấm xíu hút tải là được. Chặt ra. Chặt ra luôn. 65k bộ này đẹp. Bộ đẹp cho em nhé. Còn lên mã bộ lỗi dùng nguyên 65. Bộ thái lỗi nhé, 65.000. Bộ này đang đẹp lắm. Bị chấm dơ xíu hôm trước nha. 60 vẫn mang được. Chị nào lấy cái này cho em lên mã này là mã bộ lỗi cho em. Bộ lỗi 65.000 nha, lên lỗi 65 luôn dùng ok nhé. Còn 60 chị coi like mà sao thấy đi đâu hết rồi. Không thấy ai comment hết. Thế 55 mạng có thu có hương mụn. Riết nào mới lạnh luôn. Comment mã bộ lỗi cho Nguyên nhá. Chị nào lấy bộ lỗi comment bộ lỗi luôn dùng em đi chị em 60.000. Rẻ quá. Nha, áo bộ lỗi 65.000. 65.000 lên nữa không chị em mình ơi. Lên 2 ngân. Lên 2 ngân. Thằng qua lấy sau.
Ra nào chỉ đổ thanh luôn chị. Nào ở đây. Nào chỉ đổ thanh. Thái, cái này phông vừa, Thái xịn nhá. Lên mã theo trắng, size này 55 độ về. 55 độ về em đi chị, em con này 55k. Nhà chốt mã này là mã Thái theo luôn được, theo trắng luôn được. 55k con. Còn bộ hàng này nó xịn lắm. Chị nào không phát tiếc lắm. Bộ này cho chị đổ thanh luôn chị. Đổ thanh luôn 65k. Lên mã Thái trắng. Trừ mới tới lỗi. Thái trắng. Cho nguyên mã Thái trắng luôn dùng nhé, 55k con. Được mấy bộ, có được mấy bộ. Thái trắng gì Tâm A. Thì Tâm A. Rồi lên mã Thái vàng luôn dù ok. Thái vàng, trời cái này nó theo nổi cộm lên luôn. Thái trắng em hết nè. Size 52 55 độ về nè. Chị mình nhìn cái chữ nổi của nó nè. Nó nổi cộm lên như thế này á, theo xịn sò lắm. Thế 55.000 chị. Comment mã này là mã theo vàng 55. Thì nào lấy theo vàng 55. Cái hai cái này bán tặng bé đi. À, lên mã bò. Bò hồng, bò đỏ. Gen bụng 65k. Gen bụng 65k em chỉ còn không ta? Còn cái nào Huyền? Không còn à? Không còn xe bự luôn à? Thế. Không còn gen bụng, chở hết gen bụng rồi. Con này lên mã 35 luôn nữa là được nhé. 35 bò. Xe 55 đổ về. Màu hồng, màu đỏ. Thôi view dưới 50 rồi em ngưng nha. View dưới 50 rồi em ngưng nha dẻ mà nói. Dẻ mình qua cái live sau nhé. Ngưng nhá hàng trẻ mình qua cái live sau nha. Mình tắt like nhá. Bye bye trẻ mình, hàng trẻ mình qua cái live sau. Dưới 50 view thì lên hàng chậm lắm. Em tắt like nha. Còn...